Tô Trác Hạo cười một tiếng, ngả ngớn chỉ vào Hoàng Thiên rồi quay sang hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thấy vậy thì khẽ cau mày, Tô Trác Hạo đều không hề lễ phép. Nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời lại, đúng vậy, anh ấy tên là Hoàng Thiên, là anh rể của cậu và Khiết Nhi. Tô Trác Hạo bĩu môi, gật gù đắc ý nói với Lâm Ngọc An, ha ha, em nghe nói anh ta ở rể đúng không? Chị Ngọc An, chiếc xe BYD kia cũng là chị mua cho anh ta lái hả? Những lời Tô Trác Hạo vừa thốt ra khiến Lâm Ngọc An cảm thấy cực kỳ khó xử. Mấy năm nay cô và Hoàng Thiên kết hôn, đều bị không ít người xung quanh chê cười, trong khi Hoàng Thiên chấp nhận gánh chịu chuyện này thì Lâm Ngọc An lại càng cảm thấy khó chịu. Cũng may hiện tại Hoàng Thiên thay đổi quá nhiều nên ấn tượng của Lâm Ngọc An đối với Hoàng Thiên cũng đã thay đổi theo. Bây giờ nếu có ai đó coi thường Hoàng Thiên ở trước mặt cô thì cô sẽ không im lặng lắng nghe nữa mà lại trở nên tức giận. Nhìn thấy sự châm chọc trong lời nói của Tô Trác Hạo, Lâm Ngọc An cũng có chút tức giận. Là tôi mua đấy, có chuyện gì sao? Lâm Ngọc An nhìn Tô Trác Hạo rồi hỏi ngược lại. Tô Trác Hạo là người khôn khéo nên khi nhìn thấy thái độ của Lâm Ngọc An như vậy thì lập tức biết đối phương đang tức giận. Ha ha, em chỉ tùy tiện hỏi thôi, chị Ngọc An đừng tức giận. Tô Trác Hạo cười một tiếng, cười ha ha với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không tiếp tục để ý tới Tô Trác Hạo nữa, cô không có ấn tượng gì tốt đối với tên nhóc này cả. Lâm Khiết Nhi nhìn thấy Tô Trác Hạo nói như vậy thì cô ấy cũng không cảm thấy vui vẻ. Tô Trác Hạo, anh nói lung tung cái gì vậy, đây là lần đầu tiên gặp mặt anh rể, sao anh lại có thể nói như thế được? Lâm Khiết Nhi trợn mắt nhìn Tô Trác Hạo. Ha ha, được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì. Tô Trác Hạo cười ha ha, rõ ràng không coi ra gì. Trang Ngọc Lộ thì ở một bên khoanh tay, khinh bỉ liếc mắt nhìn Hoàng Thiên một cái rồi sau đó nói hay không thì chuyện cũng là như vậy, Hoàng Thiên vốn đang ở rể nhà họ Lâm, Tô Trác Hạo nói ra thì có gì đáng trách chứ. Mẹ cũng bớt tranh cãi đi, anh rể và chị Ngọc An đã lâu như vậy không đến nhà mình chơi rồi, sao mẹ lại như vậy chứ? Lâm Khiết Nhi xấu hổ nhỏ giọng khuyên Trang Ngọc Lộ. Trang Ngọc Lộ hoàn toàn không quan tâm. Theo suy nghĩ của bà ta thì Hoàng Thiên chính là một đồ bỏ đi điển hình, cần gì phải lịch sự với một tên vô dụng chứ? Mẹ làm sao, đàn ông mà không có cốt khí của mình thì cũng không cần người khác phải tôn trọng, nó đã ở rể rồi còn sợ người ta nói xấu hay sao? Trang Ngọc Lộ liếc nhìn Hoàng Thiên, không thèm để ý rồi nói tiếp. Lâm Ngọc An nóng bừng cả mặt, cô biết người thím này của mình nói chuyện luôn luôn rất khó nghe nên đến tận bây giờ bà ta vẫn không quan tâm, không cho người ta một chút thể diện nào. Trang Ngọc Lộ luôn luôn coi thường Hoàng Thiên, trước đây bà ta đã từng mắng anh trước mặt rất nhiều người. Hoàng Thiên đứng đó không nói gì, anh cũng rất phục bà thím nhà mẹ vợ này, không biết có thù gì với mình mà vừa thấy mặt mình đã không ngừng cả khịa rồi. Làm ầm cái gì? Đừng nói hươu nói vượn ở đây nữa, mau hầm con ngỗng lớn này đi. Đúng lúc này Lâm Chiến Thắng đi tới, cầm lấy con ngỗng lớn vừa bị giết giao cho Trang Ngọc Lộ. Trang Ngọc Lộ nhận lấy con ngỗng lớn. Nhưng vẫn không phục lườm Lâm Chiến Thắng. Hừ, tôi nói hươu nói vượn cái gì đâu chứ. Tôi nghe nói Hoàng Thiên đã phá hỏng dự án của Tổng Giám Đốc Công. Đây là một cách chặn đường tài của người ta đấy, Lưu Chí Công có thể từ bỏ ý đồ không? Trang Ngọc Lộ nói. Vừa nhắc tới chuyện này, Lâm Chiến Thắng cũng vô cùng nhức đầu. Tuy rằng hôm nay Hoàng Thiên rất mạnh, có đứa cháu rể như vậy ông ấy cảm thấy rất tự hào nhưng Lưu Chí Công cũng không phải loại người dễ chọc. Ông ta rất khôn ngoan độc ác, vì thế có lẽ sau này nhất định sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An sẽ sớm trở về thành phố Bắc Ninh nhưng Lâm Chiến Thắng vẫn còn phải sống trong ngôi làng này, ông ấy chỉ sợ rằng sau này mình sẽ thực sự bị quấy rầy, không được bình yên. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Chiến Thắng thở dài thườn thượt một hơi, không nói gì nữa. Trang Ngọc Lộ thấy Lâm Chiến Thắng không nói gì, bà ta lại càng thấy rằng mình đã nói đúng. Hừ! Đừng nghĩ rằng Hoàng Thiên có thực lực, cậu ta đang gây rắc rối lớn cho chúng ta đấy. Nếu không phải ông đưa người đến bảo vệ cậu ta thì cậu ta đã sớm bị Lưu Chí Công và Trương Vũ đánh gãy chân rồi. Trang Ngọc Lộ lại lẩm bẩm nói. Vậy bà nói xem phải xử lý như thế nào. Lưu Chí Công còn định đào hết mồ mả tổ tiên nhà họ Lâm chúng ta lên rồi, chúng ta còn có thể sợ hãi đến mức nào nữa. Hoàng Thiên xử lý Lưu Chí Công cũng là tốt cho nhà họ Lâm chúng ta. Sao bà lại có thể nói như vậy với thằng bé chứ? Lâm Chiến Thắng chất vấn Trang Ngọc Lộ. Tôi nói cậu ta như vậy thì sao? Nếu cậu A thật sự có khả năng đó thì tốt rồi, một tên bỏ đi còn can thiệp vào, bây giờ gây ra rắc rối lớn như thế,
nếu Lưu Chí Công trả thù chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Trang Ngọc Lộ cả giận nói. Bà là cái đồ ngu ngốc, con mẹ nó, không hiểu tiếng người hay sao, chẳng lẽ vì sợ bị Lưu Chí Công trả thù mà bà để cho tên khốn này làm chủ nhà họ Lâm chúng ta sao? Lần này Lâm Chiến Thăng đã hoàn toàn bốc hỏa, ông ấy giận dữ mắng chửi Trang Ngọc Lộ. Trang Ngọc Lộ lại càng không phải kẻ hiền lành, lúc này hoàn toàn bùng nổ, bà ta ném con ngỗng lớn xuống đất rồi chửi bới, con mẹ nó bà nội nhà ông. Rốt cuộc là ai mới không hiểu tiếng người, có thể dùng những biện pháp khác để bảo vệ mộ tổ tiên mà, làm sao Hoàng Thiên có thể làm ra những chuyện như vậy được. Chặn đường tài của Lưu Chí Công thì ông ta sẽ không liều mạng với chúng ta sao? Đúng vậy, cha, nếu còn tìm quan hệ, tìm người nói chuyện với Lưu Chí Công một chút thì cũng có thể bảo vệ được mồ mả của tổ tiên. Giải quyết một cách hòa bình thật tốt biết bao. Tô Trác Hạo ở một bên dõng dạc nói. Lâm Chiến Thắng tức giận tới mức muốn nhảy lên, rõ ràng đám người này từng người một đều là kẻ giỏi cái miệng, các người có bản lĩnh như thế thì sao vừa rồi lại không ra mặt đi. Được rồi, anh có khả năng lắm, vậy lúc Trương Vũ dẫn người muốn đào mộ lên thì sao anh lại không ra mặt đi? Tránh trong nhà làm gì? Lâm Khiết Nhi tức giận, chất vấn Tô Trác Hạo. Khiết Nhi! Không phải anh vừa mới đến sao, vừa mới biết được việc này thôi. Tô Trác Hạo lắc đầu nói. Gia đình này cãi nhau ầm, khiến Lâm Ngọc An càng nghe càng thấy nhức đầu. Cô cũng không nói nên lời, rõ ràng là Hoàng Thiên đã lật ngược tình thế, tất cả thành viên nhà họ Lâm đều nên nhớ ơn Hoàng Thiên mới đứng chứ. Thế nhưng thím và bạn trai của Khiết Nhi cũng thật quá đáng rồi đấy. Hoàng Thiên, nếu không thì chúng ta về nhà trước đi. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên. Nhỏ giọng nói. Hoàng Thiên nghe vậy thì khẽ gật đầu, anh cũng không có hứng thú chấp nhặt với loại người ngu xuẩn như Tô Trác Hạo và Trang Ngọc Lộ, hơn nữa đối mặt với chú của Lâm Ngọc An, anh cũng không muốn cãi nhau ở đây thêm nữa. Thấy Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên muốn rời đi, Lâm Chiến Thắng vô cùng lo lắng. Cháu gái và cháu rể thật vất vả mới tới chơi một lần, nếu cứ tức giận như vậy mà đi thì còn ra thể thống gì nữa. Ngọc An, Hoàng Thiên, bây giờ các cháu cũng không thể đi như vậy. Nếu đi như thế thì chú sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Lâm Chiến Thắng tranh thủ thời gian ngăn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An lại, vẻ mặt áy náy nói. Hoàng Thiên nghe vậy thì mỉm cười, nói với Lâm Chiến Thắng, chú à, chuyện đã giải quyết xong rồi, cháu và Ngọc An còn có việc phải làm, chúng cháu về trước đã. Không được, không được, đều tại thím các cháu quá không biết xấu hổ, các cháu đừng chấp nhặt bà già nóng tính đó làm gì. Chờ một chút, chú sẽ đi hầm ngỗng cho cháu. Hai người chúng ta cùng uống vài chén đi. Lâm Chiến Thắng vô cùng xấu hổ, ông ấy vỗ vỗ bả vai Hoàng Thiên, nói thế nào cũng không để cho Hoàng Thiên đi. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An cũng bất lực lắc đầu. Chị Ngọc An, chị và anh rể ăn cơm xong xuôi rồi hẵng đi, chị xem cha em vội vàng như thế nào kìa. Lâm Khiết Nhi khuyên nhủ. Vậy được rồi. Lâm Ngọc An nhẹ gật đầu, quyết định cơm nước xong xuôi rồi mới đi. Nếu không thì chú của cô sẽ gấp gáp đến mức sinh bệnh mất, cô hiểu rất rõ tính tình của chú mình. Trang Ngọc Lộ cũng không nói thêm gì nữa, Tô Trác Hạo kia thì ân cần đưa Lâm Ngọc An vào trong nhà, làm như thể anh ta là chủ nhân của cái nhà này vậy. Hơn nửa tiếng sau, Lâm Chiến Thắng bước ra khỏi phòng bếp. Ngỗng lớn hầm khoai tây, xong ngay đây. He he, Khiết Nhi à, con mau đến quầy tạp hóa ở đầu thôn mua rượu đi, mua nhiều một chút nhé. Lâm Chiến Thắng cười he he nói với Lâm Khiết Nhi. Vâng ải. Lâm Khiết Nhi vẫn rất hoan nghênh Hoàng Thiên nên cô ấy vô cùng vui vẻ đi ra ngoài mua rượu. Khiết Nhi, để anh lái xe đưa em đi. Lúc này Tô Trác Hạo đang rất hả hê lắc lắc chìa khóa xe, rõ ràng là anh ta đang cố ý khoe khoang trước mặt Hoàng Thiên. Honda CRV, chiếc xe gần 1 tỷ đồng, ở nông thôn mà nói thì quả thực cũng không tệ. Nhưng ở trong mắt Hoàng Thiên thì con hàng Tô Trác Hạo này thật quá buồn cười. Chỉ là cái xe gần 1 tỷ đồng mà cũng mang ra khoe khoang sao. Anh ở nhà nói chuyện với anh rể đi, đi với em làm gì? Lâm Khiết Nhi quay đầu nhìn Tô Trác Hạo nói. Ha ha, anh có thể nói cái gì với loại người này chứ? Đẳng cấp khác nhau mà, làm gì có tiếng nói chung. Sau khi Tô Trác Hạo ra ngoài, anh ta cố ý lớn tiếng nói vì sợ Hoàng Thiên không nghe thấy. Anh cũng đừng khoác lác nữa, anh rể quen toàn những người lợi hại mà anh lại dám nói đẳng cấp của mình cao hơn anh ấy sao? Lâm Khiết Nhi khế nói. Em thôi đi, anh ta lợi hại mà còn lái xe BYD sao? Lần này anh ta dám trêu chọc Lưu Chí Công, anh thấy anh ta thảm rồi. Anh nhỏ giọng một chút đi, đừng để người ta nghe thấy.
nghe thấy thì làm sao? Nếu đã có thể gặp rắc rối thì sợ gì bị người ta nói? Hừ, không có khả năng còn bày đặt khoe khoang các thứ, làm như mình có năng lực lắm vậy. Nếu như giao việc này cho anh thì anh đã sớm giải quyết xong đám Lưu Chí Công và Trương Vũ kia lâu rồi. Tô Trác Hạo khoác lác, gây ồn ào ở bên ngoài một trận rồi sau đó lái xe đưa Lâm Khiết Nhi đi mua rượu. Người trong phòng đều có thể nghe thấy rõ ràng, Lâm Chiến Thắng nhìn Hoàng Thiên, ông ấy càng thêm lúng túng và xấu hổ hơn. Hoàng Thiên à, cháu đừng để trong lòng, Tô Trác Hạo là người thị trấn, trong nhà có tiền, hơn nữa còn quen biết không ít người cho nên tính cách rất ngông cuồng. Lâm Chiến Thắng vô cùng xấu hổ nói với Hoàng Thiên. Ha ha, không có gì đâu chú, người trẻ tuổi ngông cuồng một chút là tốt. Hoàng Thiên mỉm cười. Hả? Ngông cuồng mà là tốt à? Lâm Chiến Thắng hơi sững sờ, nghe không hiểu lời này của Hoàng Thiên là có ý gì. Nhưng chỉ 10 phút sau, Lâm Chiến Thắng đã hiểu rõ lời này của Hoàng Thiên là có ý gì. Chỉ thấy Tô Trác Hạo lái xe trở về, chiếc xe bị va chạm nát nhừ, tất cả cửa kính đều vỡ nát. Mặt mũi đầu óc thằng nhóc này đều là những cục sưng, cả mặt đều là máu, sau khi xuống xe thì như mất hồn mà chạy vào phòng, cha, không xong rồi, Khiết Nhi bị người ta bắt đi rồi. Câu nói này như một quả bom nổ tung toàn bộ lý trí của Lâm Chiến Thắng. Đứa con gái của ông ấy, tại sao lại bị bắt đi rồi? Cái gì, Khiết Nhi bị ai bắt đi rồi? Lâm Chiến Thắng hoảng hốt giống như bị lửa thiêu vào đít. Là, Trương Vũ bắt Khiết Nhi đi rồi. Ông ta còn đánh con Thành ra thế này. Tô Trác Hạo lắp bắp nói, dường như anh A rất sợ hãi. Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Tô Trác Hạo thì thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Chỉ nhìn thấy một bên mắt của Tô Trác Hạo bị đánh đến sắp hỏng, cái mũi không ngừng chảy máu, miệng cũng bị đánh đến không còn hình dạng như lúc đầu, khuôn mặt sưng phù như quả bóng cao su trông vô cùng thảm thiết. Dáng vẻ lòe thiên hạ khi vừa ra cửa giờ còn đâu. Trong vòng chưa đầy 10 phút mà anh ta đã bị đánh bại thảm hại như thế này. Trương Vũ mang Khiết Nhi đi đâu vậy? Lâm Chiến Thắng gấp gáp nhảy dựng lên, ông ấy lớn tiếng hỏi Tô Trác Hạo. Cái tên Tô Trác Hạo này càng nói càng lắp bắp, cuối cùng cũng nói được hết câu, con. Con cũng không biết, có thể là Trương Vũ mang về nhà. Chuyện này, mọi thứ trước mắt Lâm Chiến Thắng đều tối sầm lại, ông ấy thiếu chút nữa thì ngất xỉu đi. Trương Vũ là ai ông ấy rất rõ ràng. Chính là một tên côn đồ mà không chuyện ác nào không dám làm, và lại ông ta còn vô cùng dâm đãng, con gái ở trong tay Trương Vũ không biết sẽ phát sinh ra những chuyện đáng sợ gì nữa. Nhanh, nhanh lên, Ngôn Tình tổng tài. Lâm Chiến Thắng gấp gáp đến độ không kịp mang giày, đi chân đất chạy ra ngoài. Trang Ngọc Lộ ở bên cạnh cũng bắt đầu choáng váng, bà ta bối rối chạy ra ngoài. Lâm Ngọc An có quan hệ rất tốt với người em gái này, làm sao cô có thể không sốt ruột được. Cô cũng kéo lấy tay Hoàng Thiên chạy ra ngoài. Hoàng Thiên cũng khá lo lắng, mặc dù Trang Ngọc Lộ này không tốt đẹp gì, Tô Trác Hạo lại càng không được tích sự gì nhưng mà cô em vợ này cũng không tệ. Cô ấy đang gặp nguy hiểm, đương nhiên Hoàng Thiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tô Trác Hạo lái xe, Lâm Chiến Thắng leo lên ghế lái phụ với tốc độ nhanh nhất. Nhưng vừa mới bước lên xe thì bị những mảnh thủy tinh ở dưới chân đâm vào, máu chảy ra không ngừng. Cậu phá xe à? Thủy tinh ở khắp nơi như thế này cũng không nói. Lâm Chiến Thắng túm lấy gáy Tô Trác Hạo mắng. Tô Trác Hạo cũng không dám cãi lại nửa lời, bây giờ trong lòng toàn là tội lỗi, dù sao cũng là do anh ta không bảo vệ tốt Lâm Khiết Nhi, để người khác cướp mất cô ấy ngay dưới mí mắt của mình. Anh ta đạp mạnh chân ga lái xe ra khỏi nhà Lâm Chiến Thắng và thẳng đến nhà của Trương Vũ. Trương Vũ là một người rất nổi tiếng ở địa phương này, đương nhiên Tô Trác Hạo cũng biết ông ta sống ở đâu cho nên phóng xe rất nhanh. Lâm Chiến Thắng cũng không quan tâm đến cái chân bị thương của mình nữa, lấy điện thoại ra gọi điện nhờ người khác giúp đỡ. Ông ấy gọi điện thoại cho tất cả người nhà họ Lâm ở vùng này, kêu gọi mọi người nhanh chóng đến nhà của Trương Vũ để giải cứu Lâm Khiết Nhi. Lâm Ngọc An cũng vô cùng gấp gáp, lúc này cô gắt gao nắm chặt lấy tay của Hoàng Thiên. Lúc này chỉ có Hoàng Thiên là có vẻ mặt bình tĩnh như thường. Anh nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một tên du côn trong ngôi làng nhỏ mà thôi, có thể làm ra được chuyện gì to tát cơ chứ. Đừng lo lắng quá, Khiết Nhi sẽ được cứu ra thôi. Hoàng Thiên võ nhẹ vào cánh tay của Lâm Ngọc An, ôn hòa nói. Lâm Ngọc An gật đầu, đương nhiên là cô rất tin tưởng Hoàng Thiên. Cậu đừng có mạnh mồm, mấy năm nay tôi không nhìn nổi cái tính hống hách của cậu rồi. Trang Ngọc Lộ trừng đôi mắt chó của mình lên, lớn tiếng khiển trách.
Lần này thực sự là Hoàng Thiên không thể kiên nhẫn nổi, anh dùng ánh mắt sắc bén quét qua Trang Ngọc Lộ. Ánh mắt đó làm cho Trang Ngọc Lộ vô cùng hoảng sợ, bà ta phát hiện được ánh mắt sắc bén của anh, ánh mắt đó khiến cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Nhìn cái gì mà nhìn, đều là họa từ cậu mà ra cả. Trang Ngọc Lộ nhỏ giọng nói, cũng không dám quá hống hách nữa. Mẹ yên tâm đi, để con gọi điện thoại cho cha con, chắc chắn cha con sẽ có cách cứu được Khiết Nhi ra ngoài mà. Tô Trác Hạo ở ngay bên cạnh gấp gáp nói xong thì lấy điện thoại gọi cho cha mình. Ừ, được rồi, Tô Trác Hạo, nếu cha con có thể đến đây thì chắc chắn sẽ không có việc gì rồi. Tô Trác Hạo cung kính gật đầu, bởi vì nhà họ Tô ở vùng này cũng có chút mặt mũi, có thể Trương Vũ sẽ nể mặt cha của anh ta. Rất nhanh sau đó, Tô Trác Hạo lái xe đến trước cửa nhà Trương Vũ. Lúc này, trong sân nhà của Trương Vũ, những tiếng la hét hoảng sợ của Lâm Khiết Nhi truyền đến. À, thả tôi ra, các người muốn làm gì? Lâm Khiết Nhi nắm chặt tay khóa cửa lớn tiếng khóc. Trương Vũ mang theo 4-5 đàn em của mình, tất cả đều đứng nhìn cô ấy mà cười. Ha ha, cháu sợ chú Vũ như thế sao? Chú Vũ sẽ không làm gì cháu cả, đừng hét nữa. Trương Vũ vừa cười ha ha vừa nói. Nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của Trương Vũ ở trước mắt, Lâm Khiết Nhi sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu. Nếu như bị mấy người bọn họ kéo vào trong nhà, chắc chắn cô ấy sẽ không ngăn cản được những chuyện đồi bại tiếp theo. Mấy người đừng động vào tôi, nếu không cha tôi sẽ đánh chết mấy người đấy. Lâm Khiết Nhi hét lớn. Ha ha, Lâm Chiến Thắng sao, chúng tôi muốn đụng vào cô thì chắc chắn đã không sợ cha cô rồi. Một tên đàn em của Trương Vũ điên cuồng cười nói, sau đó anh ta vỗ nhẹ mấy phát trên đầu Lâm Khiết Nhi. Nhìn thấy Lâm Khiết Nhi chịu chết cũng không nghe theo, Trương Vũ không còn kiên nhẫn lập tức cho cô ấy hai cái tát. Đừng không biết xấu hổ như thế. Trương Vũ chửi ầm lên. Lúc này mấy người Hoàng Thiên ở bên ngoài đã xuống xe đi vào sân. Nhìn thấy một cảnh này ở trước mặt, Hoàng Thiên cau mày lại. Lâm Khiết Nhi vừa ăn hai bạt tai của ông ta, hai má đều sưng đỏ lên. Khóc lóc rất thảm thương. Dừng tay lại. Hoàng Thiên đứng ở giữa sân quát lớn. Đám người Trương Vũ lúc này mới hốt hoảng, vội vàng nhìn đến người nào đó đã bước gần tới cửa. Nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của Trương Vũ, ông ta không dám đến nhà của Lâm Chiến Thắng để diêu võ dương oai nhưng đây là địa bàn của ông ta, đương nhiên ông ta không cần sợ. Và lại, Lưu Chí Công đã gọi người anh em kết nghĩa huynh đệ của ông ta đến đây, mà người này phải nói là vô cùng tàn nhẫn. Trương Vũ buông Lâm Khiết Nhi ra, bước ra ngoài sân. Ha ha, tên khốn Hoàng Thiên kia, mày còn dám vác mặt tới đây à? Trương Vũ nhe răng cười, thuận tay nhặt một viên gạch ở dưới mặt đất lên. Trương Vũ, mày to gan rồi đấy, dám động vào con gái của tao. Lâm Chiến Thắng quát to một tiếng, có điều không dám tiến lên ra tay với đám người của Trương Vũ bởi vì đối phương có quá nhiều người, Lâm Chiến Thắng đang chờ người mà mình gọi tới. Lâm Chiến Thắng. Lúc sáng mày còn có thể lên mặt với tao nhưng mà bây giờ đang ở địa bàn của tao, còn dám hét lớn vào mặt tao à? Trương Vũ híp đôi mắt hình tam giác lại rồi cười lạnh, sau đó nói với hai tên đàn em, đóng cửa lại, hôm nay tôi muốn đóng cửa đánh chó. Rõ, anh Vũ. Hai người đàn ông to lớn vạm vỡ vào tới đóng cửa lại. Vừa thấy thế trận này, Tô Trác Hạo sợ tới mức hai chân muốn run rẩy. Lúc sáng Trương Vũ đã đánh Tô Trác Hạo rất thảm rồi. Bây giờ anh ta vẫn còn rất sợ hãi. Thấy mình sắp bị đánh tiếp, Tô Trác Hạo sợ tới mức không dám ho he một tiếng, nào có dáng vẻ khoe khoang năng lực trước mặt Hoàng Thiên như trước. Lâm Khiết Nhi thừa dịp không ai giữ cô ấy lại thì chạy nhanh đến bên người Lâm Ngọc An, cô ấy òa khóc như mưa. Lâm Ngọc An vẫn an ủi cô ấy, đồng thời cũng rất lo lắng, bọn họ đã bị nhốt lại trong sân vườn của nhà Trương Vũ, mà đối phương lại có nhiều người như thế. Trương Vũ dừng mắt lại trên người Tô Trác Hạo. Lạnh lùng nói, lầm bầm cái gì đấy? Cậu không phải con nhà họ Tô à? Vừa rồi bị đánh chưa đủ sao? Tô Trác Hạo sợ hãi không dám hé răng. Hoàng Thiên không khỏi cười lạnh, anh nhìn Tô Trác Hạo nói, không phải vừa rồi cậu còn nói có thể đánh bại được Trương Vũ sao? Làm sao vậy? Nhanh đánh chết anh ta đi. Tô Trác Hạo trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, trong lòng không ngừng mắng thầm. Đánh bại cái con mẹ mày, chẳng qua tôi chỉ nói thế thôi. Làm sao có thể đánh lại được Trương Vũ chứ? Anh Vũ, anh cũng đánh tôi thành ra thế này rồi, anh nể mặt mũi của cha tôi thả tôi và Khiết Nhi đi đi.
Tô Trác Hạo cố gắng gượng cười lấy lòng Trương Vũ như một con chó. Chuyện này, Hoàng Thiên cũng Lâm Ngọc An cũng mở rộng được tầm mắt, cái tên Tô Trác Hạo này quả thực không biết mất mặt là gì nữa. Bạn gái bị người ta ức hiếp, mà còn kêu người đó bằng một tiếng Anh. Ha ha, cha cậu thì có mặt mũi cái nỗi gì? Cậu gọi cha cậu đến đấy, để tôi cho ông ấy chút mặt mũi. Trương Vũ cười ha ha, ông ta bước tới, cúi đầu tát trái phải liên tiếp vào mặt Tô Trác Hạo đúng 16 cái. Trương Vũ đánh mạnh đến mức mồm Tô Trác Hạo be bét máu, đối với ông ta thì thằng oát con này chả là cái dám gì cả. Anh Vũ, đừng đánh con tôi, anh mở cửa ra cho tôi vào đi. Lúc này cha của Tô Trác Hạo mới chạy tới, không ngừng đập vào cửa sắt. Cho ông ta vào đây. Trương Vũ ra lệnh cho đàn em mở cửa. Lúc này ông Tô Minh Xuyên mới vào được, người này quả thực là giống như lời đồn, đầu ông ta lớn hơn mức bình thường rất nhiều. Anh Vũ, nguyên nhân gì đây? Xem như anh nể mặt tôi một lần, chuyện này đến đây coi như xong đi. Ông Xuyên lắc cái đầu to của mình rồi nói. Ông thì có mặt mũi gì? Trương Vũ chĩa vào đầu ông Xuyên một chiếc súng điện, ép ông ta lùi về phía sau. Mấy tên đàn em của Trương Vũ vây quanh lấy ông Xuyên, điên cuồng đánh ông ta ngã gục xuống. Lâm Chiến Thắng thấy thế thì rất sợ hãi, đám người của Trương Vũ toàn là những người vô cùng độc ác. Mà Trương Vũ lại cố ý khoe khoang sức mạnh trước mặt Hoàng Thiên, lúc này ông ta mới bước đến trước mặt Hoàng Thiên rồi chỉ tay vào mặt anh chế nhạo. Ha ha, Hoàng Thiên, mày thấy hết tất cả rồi đúng không? Đối nghịch với tao có kết quả như thế nào, nếu vẫn không chịu thức thời thì kết cục của mày cũng sẽ giống như tên Tô Minh Xuyên này đấy. Trương Vũ vô cùng kiêu ngạo trước mặt Hoàng Thiên, dường như đôi mắt nhỏ hẹp hình tam giác rất đắc ý, chính xác là ông ta đang đứng trước mặt anh mà khiêu khích. Lâm Ngọc An thấy thế thì trong lòng vô cùng lo lắng, bởi vì cô phát hiện ra Trương Vũ không hề có một chút sợ hãi nào cả. Hơn nữa số lượng người của ông ta còn chiếm ưu thế hơn so với bọn họ, cũng không biết hôm nay có thể thuận lợi rời khỏi nơi này không nữa. Hoàng Thiên, mau gọi điện cho ông Tư Long đi, để ông ấy đến giúp chúng ta. Lâm Ngọc An nhỏ giọng thì thầm với anh, trong lòng vô cùng hốt hoảng. Hoàng Thiên không nói gì cả, cũng không lấy điện thoại ra gọi cho ông Tư Long. Mấy người trước mắt này anh vẫn có thể tự mình xử lý được. Thấy Hoàng Thiên không thể hiện bất kỳ thái độ gì, trong lòng Lâm Ngọc An càng thêm nóng nảy nhưng mà cô cũng không nói thêm gì nữa. Cậu đúng là một tên phiền phức, mau đồng ý với anh Vũ đi, đừng đối nghịch với Tổng Giám Đốc Công nữa. Trang Ngọc Lộ ở bên cạnh chỉ tay vào mặt Hoàng Thiên hét lớn, bà ta đã rất hoảng sợ rồi. Một người có thân phận lớn như ông Xuyên rồi mà vẫn bị mấy người của Trương Vũ đánh đến thảm hại. Bà ta thực sự lo lắng Trương Vũ sẽ động ai động chân với bà ta. Nhìn thấy Trang Ngọc Lộ quá vô lý như thế, Lâm Chiến Thắng không áp chế được cơn tức giận dứt khoát tát vào mặt bà ta một bạt tai. Nếu bà sợ thì về nhà trước đi, đừng ở chỗ này mà kêu la điên rồ nữa. Lâm Chiến Thắng nổi trận lôi đình. Trang Ngọc Lộ cũng không cam lòng, bà chỉ tay vào mặt Lâm Chiến Thắng mắng, ông cũng chỉ có năng lực đánh vợ thôi. Tôi về nhà trước à, bây giờ anh Vũ có để cho chúng ta đi không? Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt này một câu anh Vũ hai câu anh Vũ, Lâm Chiến Thắng tức giận đến mức đau dạ dày, nhưng hiện tại ông ấy cũng không có tâm trạng để dạy bảo bà ta lại. Ha ha, người phụ nữ của mày thật biết thức thời, nói không sai, anh Vũ tao đây hôm nay không thể mấy người bọn mày đi được. Trương Vũ bật cười ha ha, nhìn Trang Ngọc Lộ rồi nói. Trái tim của Trang Ngọc Lộ càng ngày càng lạnh lẽo khi nghe được lời vừa rồi của Trương Vũ, bà ta trút hết toàn bộ tức giận lên người Hoàng Thiên, xem như anh chính là người mang đến tai họa cho gia đình bà ta. Không phải đều tại tên khốn kiếp cậu à? Chưa thấy mọi chuyện đủ rắc rối sao mà còn đến để quấy phá nữa? Trang Ngọc Lộ chỉ vào mặt Hoàng Thiên mắng, càng nói càng hăng, thôi được rồi, chọc vào một quả bom như thế, tôi xem cậu làm sao để ra được khỏi đây. Hoàng Thiên bị mắng như thế thì cảm thấy vô cùng khó chịu, trong đầu người phụ nữ này toàn là phân có đúng không? Đúng là chị em với Trương Lan Phượng mà. Mẹ đừng mắng anh rể nữa, là do mấy người Trương Vũ ức hiếp nhà họ Lâm chúng ta, tại sao mẹ lại đổ hết tội lỗi lên người của anh ấy được chứ? Lâm Khiết Nhi ở bên cạnh không thể nghe nổi nữa, bèn lớn tiếng nói với Trang Ngọc Lộ. Ai kêu tên khốn kiếp đó thể hiện, biến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát như thế này. Tô Trác Hạo đã nói rồi, cậu ấy có thể sử dụng mối quan hệ để giải quyết chuyện này. Trang Ngọc Lộ hùng hổ nói. Lâm Khiết Nhi khinh thường nhìn người đàn ông có cái đầu rất to nằm dưới mặt đất, mẹ còn trông cậy vào Tô Trác Hạo à.
mẹ thử nhìn xem cha của anh ta đã bị đánh thành cái dạng gì đi đã. Trang Ngọc Lộ không còn từ gì để nói, Tô Trác Hạo gọi cha của anh ta đến đây, còn chưa kịp nói hai câu đã bị đánh thê thảm không thể gượng dậy nổi như thế này, quả thực là không thể trông cậy vào đây được. Có điều chuyện mà Trang Ngọc Lộ quan tâm bây giờ là làm sao có thể thoát khỏi nơi này. Cho nên bà ta mới đi tới bên cạnh Trương Vũ, tươi cười nói, anh Vũ, đều là do Hoàng Thiên khiến công trình thi công của Tổng Giám Đốc Công thất bại, anh tìm cậu ta tính sổ là được rồi, thả chúng tôi về nhà đi. Những lời bà ta vừa thốt ra, Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên hoàn toàn câm nín. Nếu đây là thời kỳ chiến tranh thì đã được gọi là gian tế rồi. Thím, thực sự cháu rất coi thường thím. Lâm Ngọc An thở dài, cô lắc đầu nói. Trang Ngọc Lộ trừng mắt nhìn Lâm Ngọc An, vô cùng tức giận nói, thím đây cũng không cần cháu phải ngưỡng mộ. Nói xong, Trang Ngọc Lộ đứng ở trước mặt Trương Vũ, đôi mắt mong chờ Trương Vũ sẽ buông tha cho bà ta. Thế nhưng bà ta lại không nghĩ tới, Trương Vũ thế mà lại trừng mắt tát vào mặt mình một bạt tai. Mẹ kiếp, không ai được rời khỏi đây cho đến khi Tổng Giám Đốc Công đến. Trương Vũ hùng hổ mở miệng nói, rất muốn đánh Trang Ngọc Lộ thêm mấy cái nữa. Lâm Chiến Thắng không nhẫn nhịn được nữa, dù sao thì Trang Ngọc Lộ cũng là vợ của ông ấy cho nên liều mạng xông lên đối đầu với Trương Vũ. Trương Vũ ỷ vào việc mình có nhiều người, làm sao có thể để Lâm Chiến Thắng vào trong mắt được, ông ta giơ tay lên định tát vào mặt ông ấy. Đột nhiên Hoàng Thiên tiến lên trước, nhanh chóng bắt lấy tay Trương Vũ, sau đó nắm lấy ngón trỏ của ông ta. Răng rắc, ui an, Trương Vũ thảm thiết kêu lên một tiếng, ngón trỏ ở bàn tay phải đã gãy đứt. Mẹ kiếp, tên Hoàng Thiên kia dám ngược đãi anh Vũ, mau giết chết nó. Một đàn em của Trương Vũ kêu to lên, cũng mấy tên đàn em khác vò tới bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rất dứt khoát, chỉ trong nháy mắt lại nắm lấy ngón tay giữa của Trương Vũ quát, nói mấy tên kia lui ra, nếu không ngón tay này của anh cũng sẽ răng rắc đấy. Lui, lui, lui hết ra. Trương Vũ đau đớn khóc thét lên. Không đau không được, tay đứt lòng đau, loại đau đớn từ trong xương cốt này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Mấy tên đàn em của Trương Vũ không dám xông lên nữa, sợ ném chuột vỡ bình nên bọn họ đành phải nghe lời lui ra một bên. Trên trán Lâm Ngọc An đổ đầy mồ hôi L ứng hộ NSVIB 0187040600961070, ạc run lạnh, cô không thể nắm bắt được tình hình tiếp theo, chỉ sợ Hoàng Thiên không xử lý được. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã bẻ đứt ngón tay của Trương Vũ, lúc này Lâm Chiến Thắng mới cảm thấy hết giận nhưng trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Trương Vũ là một người có lòng dạ vô cùng độc ác, ngón tay đã bị Hoàng Thiên bẻ mất một ngón, thù hoán cứ thế này mà tăng thêm một bậc. Lâm Khiết Nhi cũng thế, cô ấy cực kỳ lo lắng, không biết tiếp theo sẽ có tai họa gì ập đến. Tô Trác Hạo ở một bên nhìn thấy hết thảy một màn này, trong lòng tên nhóc này không những không lo lắng mà còn vô cùng vui vẻ. Anh ta thầm nghĩ, chắc chắn lần này Hoàng Thiên xong đời rồi. Anh dám bẻ gãy ngón tay của Trương Vũ, còn không phải là tự hiến mạng à. Mẹ kiếp, cứ để xem mày may mắn nổi không, cứ cho mày thể hiện đi. Xem mày có chết hay không. Trong lòng Tô Trác Hạo vui vẻ nghĩ thầm, thậm chí quên mất cha của anh ta đã bị đánh gục không thể gượng dậy nổi ở dưới mặt đất. Mà người hoảng hốt nhất trong lúc này là Trang Ngọc Lộ, bây giờ bà ta sợ tới mức sắp đái ra quần. Trong lòng thầm mắng cái tên khốn kiếp này càng ngày càng muốn rước họa đến cho nhà bà ta. Cái tên bất lực Hoàng Thiên kia, còn không nhanh buông tay anh Vũ ra, cậu muốn hại cả nhà chúng tôi có đúng không? Trang Ngọc Lộ nhảy dựng lên mắng Hoàng Thiên. Thím câm miệng cho tôi, nếu thím có thể giải quyết được hết những chuyện này thì bây giờ tôi lập tức đưa Ngọc An về Bắc Ninh. Hoàng Thiên quát lớn vào mặt Trang Ngọc Lộ. Trang Ngọc Lộ câm miệng lại, bà ta sao có đủ năng lực để giải quyết chuyện này được? Để bà ta mắng loạn thì được nhưng nếu Hoàng Thiên rời đi, quả thực là bà ta không biết phải làm gì cả. Ngọc An, dẫn mấy người này ra ngoài sân đi. Hoàng Thiên không thèm để ý đến Trang Ngọc Lộ, quay sang nói với Ngọc An. Lâm Ngọc An nhanh chóng gật đầu, đỡ lấy mấy người Lâm Chiến Thắng rời khỏi sân nhà của Trương Vũ. Trương Vũ và mấy tên đàn em cũng không dám ngăn cản, bởi vì Trương Vũ đang bị Hoàng Thiên khống chế nên nếu như bọn họ làm loạn thì có thể ngón tay giữa của Trương Vũ sẽ đứt đoạn. Bọn họ đã nhìn thấy sự tuyệt tình của Hoàng Thiên rồi. Một trận náo động lớn như thế khiến cho cái thôn nhỏ đều loạn hết cả lên. Thích xem náo nhiệt là truyền thống lâu đời ở nông thôn, hầu hết hơn 100 người trong thôn đều ra đây vây xem. Nếu muốn giữ ngón tay thì phải hợp tác với tôi, hiểu chưa?
Hoàng Thiên vỗ vỗ khuôn mặt của Trương Vũ, lạnh lùng hỏi. Trương Vũ đổ đầy mồ hôi vì đau, ngón trỏ đã bị gấy, ông ta không dám đùa giỡn ngón giữa nữa. Tao hiểu rồi, tao hiểu rồi. Hoàng Thiên, mày thả tao ra, chúng ta từ từ nói chuyện. Giọng nói run rẩy của Trương Vũ vang lên, ông ta đang cố gắng thương lượng với Hoàng Thiên. Thả ông ra còn có thể từ từ nói chuyện sao? Hoàng Thiên hừ lạnh, cho Trương Vũ hai cái bạt tai. Trương Vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám phản kháng, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải phế Hoàng Thiên đi. Hoàng Thiên ép Trương Vũ ra gần đến xe, chuẩn bị rời khỏi đây. Chỉ cần lên được xe của Tô Trác Hạo thì chắc chắn mấy người của Trương Vũ không đuổi kịp được, nếu quay đầu lại lấy xe cũng đã quá muộn rồi. Hoàng Thiên, nhanh lên xe. Lâm Ngọc An ngồi ở bên trong lo lắng vẫy tay với Hoàng Thiên, bởi vì tất cả mọi người đã lên xe, chỉ còn lại mình anh. Anh rể, nhanh lên xe đi. Lâm Khiết Nhi cũng hô to với Hoàng Thiên. Ông Xuyên ngồi ở trong xe, người như bị đá vừa mới cán qua, lúc trước đầu ông ta đã quá lớn rồi, bây giờ vì xương tấy mà càng lớn hơn. Con trai, mau lái xe đi. Trương Vũ là một tên điên, chờ lúc nữa cậu ta đuổi giết chúng a cũng không chừng đấy. Ông Xuyên trợn to mắt thúc giục Trang Ngọc Lộ. Tô Trác Hạo đã có ý định này ở trong đầu từ lâu rồi, anh ta chỉ hận không thể để Hoàng Thiên bị Trương Vũ chém chết. Vừa nghe thấy ông Xuyên nói như thế thì anh ta càng thêm quyết đoán khởi động xe, mạnh mẽ nhấn ga chạy vọt đi. Tô Trác Hạo, cậu làm cái gì đấy, nhanh dừng xe lại, Hoàng Thiên còn chưa lên xe mà. Lâm Chiến Thắng gấp gáp hét to. Cha, không có việc gì đâu. Hoàng Thiên thông minh như thế chắc chắn sẽ có cách thoát khỏi tay Trương Vũ thôi, chúng ta vẫn nên rút lui trước. Tô Trác Hạo lắc đầu, thản nhiên lái xe, không nhanh không chậm nói. Lâm Chiến Thắng tức đến nỗi râu ria nhếch lên, tên Tô Trác Hạo này tệ đến mức này sao? Sao cậu ta có thể bỏ qua tất cả mọi thứ như vậy được chứ? Có cái dám ý, nếu không nhờ Hoàng Thiên khống chế Trương Vũ thì liệu chúng ta có chạy được không? Cậu mau dừng xe lại ngay cho tôi. Lâm Chiến Thắng nhìn Tô Trác Hạo quát o. Đúng vậy, sao anh có thể vô lương tâm như vậy chứ? Anh mau dừng xe lại đi. Lâm Khiết Nhi sốt sắng nói theo. Tô Trác Hạo, cậu mau dừng xe lại đi. Chúng ta phải quay lại đón Hoàng Thiên đã, rồi cùng nhau rời khỏi đây. Lâm Ngọc An nôn nóng hô. Tô Trác Hạo bị lay động không ít, cha vợ tương lai của anh ta đã nói như vậy, anh ta có thể tiếp tục phớt lờ không nghe sao? Bạn gái cũng đã lên tiếng rồi. Anh ta nào dám không dừng xe chứ? Nhưng đúng lúc anh ta đang định đạp chân phanh thì Tô Minh Xuyên lập tức há miệng phản bác, không được dừng, không được. Nếu bọn Trương Vũ mà đuổi kịp đến thì chúng ta xong đời hết với nhau đấy. Bọn này xuống tay quá độc ác, con mẹ nó chứ, khóc còn không xong nữa là. Đúng thế, dừng cái gì mà dừng, tên phế vật kia muốn chết thì cứ để cậu ta chết đi. Ngọc An chịu khổ nhiều năm như vậy cũng là tại nó hết. Nó chết Ngọc An mới đi tìm người chồng khác tốt hơn được chứ. Trang Ngọc Lộ tiếp lời. Thím nói cái gì vậy? Lâm Ngọc An như sắp điên đến nơi rồi, cô quay ra nhìn Trang Ngọc Lộ lớn tiếng hét. Ngọc An, cháu gào lên làm gì thế hả? Thím nói vậy không phải là vì muốn tốt cho tương lai của cháu sao? Hai mắt Trang Ngọc Lộ trợn trắng, bà ta nhìn cô gần giọng đáp lời. Bà không nói không ai bảo bà câm đâu. Lâm Chiến Thắng hung hăng trừng mắt nhìn vợ mình một cái. Sau đó đấm một quyền lên đầu Tô Trác Hạo, hắng giọng nói, thằng nhãi này, cậu có dừng xe lại ngay không hả? Nếu còn dám đi tiếp thì tôi sẽ đánh chết cậu đấy. Ách, Tô Trác Hạo sợ hãi, trong lúc anh ta đang do dự không biết đi đường nào thì phía đối diện xuất hiện 4 chiếc xe đi đầu là xe Cayenne phóng tới chắn ngang đường, không chừa cho họ lấy một ngã rẽ nào để thoát ra. Kít kít, cuối cùng Tô Trác Hạo cũng phải nhấn phanh xe dừng lại. Sau khi nhìn thấy Lưu Chí Công bước xuống từ chiếc xe Cayenne, anh ta sợ đến mức hồn bay phách lạc. Lúc này trên tay Lưu Chí Công đang cầm một con dao nhỏ, bước xuống từ trong xe với gương mặt đằng đằng sát khí. Tiếp đó là mười mấy người cùng nhảy xuống từ 3 chiếc xe hơi phía sau. Toàn bộ bọn họ đều mang khuôn mặt lạ hoắc, trong đó có một thanh niên trông khá trẻ tuổi, bộ đồ cậu ta mặc trên người nhìn khá gọn gàng sạch sẽ, vẻ mặt hiện rõ hai chữ hung ác. Khóe môi cong lên nở một nụ cười cực kỳ xấu xa. Trên tay anh ta cầm một con dao, dẫn đầu mười mấy người đó đi đến bao vây quanh xe bọn họ. Chỉ trong một cái chớp mắt, chiếc xe Tô Trác Hạo điều khiển đã bị bao vây bởi mười mấy tên lạ mặt. Bọn họ chỉ vừa mới chạy ra khỏi cổng làng chưa được bao lâu, còn chưa kịp chạy lên đường cao tốc đã bị người ta chặn rồi. Mặt mày Tô Trác Hạo trăng nhợt đi,
anh ta sốt sắng quay đầu hỏi Tô Minh Xuyên, cha. Giữa cha và Lưu Chí Công xảy ra chuyện gì vậy? Tô Minh Xuyên bày ra vẻ đau đầu khổ sở, điều này chứng tỏ ông ta có quen Lưu Chí Công nhưng thực ra giữa hai người ông ta không có chuyện gì hết. Lưu Chí Công là người giỏi nhất trong lĩnh vực này, ông ta vốn không thèm để tâm đến người như Tô Minh Xuyên. Chiến thắng này, mấy người có thân thủ siêu phàm của ông đâu hết rồi. Sao ông không dẫn bọn họ theo vậy hả? Tô Minh Xuyên không để ý tới Tô Trác Hạo, ông ta quay ra nhìn Lâm Chiến Thắng hỏi với vẻ mặt đau khổ. Giờ Lâm Chiến Thắng cũng buồn bực vô cùng, ông ấy đã liên hệ với người của mình rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi tên nào xuất hiện nhỉ? Để tôi xuống xe xem sao. Lâm Chiến Thắng là người có trách nhiệm, ông ấy bước xuống đầu tiên. Bốp! Lưu Chí Công thì khỏi phải bàn rồi, Lâm Chiến Thắng vừa bước xuống khỏi xe ông ta đã hùng hổ xông lên trước, thẳng tay đấm một quyền vào mặt Lâm Chiến Thắng. Ông ta đánh mạnh ai đến mức máu mũi Lâm Chiến Thắng chảy dòng nhìn nhem nhuốc đáng sợ vô cùng. Tất nhiên Lâm Chiến Thắng không dám đánh trả chỉ hỏi ông ta một câu, Lưu Chí Công, rốt cuộc mày muốn thế nào? Sắc mặt Lưu Chí Công vẫn rất u ám, ông ta lạnh lùng đáp lại một tiếng, muốn thế nào sao? Ha ha, dĩ nhiên là muốn đánh chúng mày đến mức phải vào viện cấp cứu rồi. Lâm Chiến Thắng nghe thấy lời này, tim ông như nát vụn ra thành trăm mảnh. Ông ấy hy vọng người của mình có thể đến thật nhanh, ông ấy mong họ đến kịp lúc. Lưu Chí Công đoán được những gì Lâm Chiến Thắng đang nghĩ, ông ta há miệng cười ha hả, tiếng cười nghe âm ngoan tàn độc đến lạ. Sau đó, giọng nói hờ hững của ông ta vang lên, ha ha, giờ này vẫn còn trông chờ vào đám người trong dòng họ của mày đó hả? Bọn họ đã bị người của tao đánh bất tỉnh khi đang trên đường đến chỗ này rồi, xong rồi. Mọi thứ trước mắt Lâm Chiến Thắng như tối đen hết lại, ông ấy biết hôm nay là ngày tàn của mình rồi. Con mẹ nó, tất cả xuống xe hết cho tao. Lưu Chí Công như đang nổi điên vậy, ông ta giận dữ chỉ tay vào những người ngồi trong xe rồi hét giống lên. Đám người Lâm Ngọc An biết họ không xuống cũng không được, thà giờ chủ động còn hơn, chứ chẳng lẽ lại phải đợi mấy người lạ mặt đó giơ tay động chân kéo xuống xe mới chịu hay sao? Tô Minh Xuyên là người bước xuống đầu tiên, ông ta vừa mới đặt chân chạm đất đã bị Lưu Chí Công tặng cho một cú đấm rồi nằm lăn ra đất. Đầu óc Tô Minh Xuyên như sắp liệt vì bực bội rồi. Cơ hội lôi kéo tình cảm thì chẳng thấy đâu, kết quả lại bị hành đến nỗi không nhìn rõ trời đất màu gì. Rốt cuộc thì hôm nay là ngày quỷ gì vậy không biết. Người xuống xe sau đó chính là Tô Trác Hạo, tên nhóc này cũng chẳng khá khẩm hơn cha mình là mấy. Anh ta bị Lưu Chí Công tát cho một cái thì đã ngã thẳng cẳng trên đất, nằm im bất động. Trang Ngọc Lộ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, bà ta sợ tới mức hai chân mềm nhũn không bước nổi ra khỏi xe. Kết quả là bị Lưu Chí Công nắm tóc kéo xuống, ông ta đạp cho vài cái lên mặt thì nghêu ngao kêu, nhìn còn tệ hơn cả một con chó trông thảm hại vô cùng. Lâm Ngọc An cũng xuống xe, tuy ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại đang nhảy dựng lên, lo lắng không biết kết cục mình sẽ ra sao. Bốp bốp, Lưu Chí Công vung tay tát thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Lâm Ngọc An hai cái. Ây ai! Lâm Ngọc An bị đánh đau, cô kêu lên một tiếng, khóe miệng bắt đầu rỉ máu. Lưu Chí Công, chồng tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Lâm Ngọc An giận đến nỗi người run bần bật, cô lớn tiếng hét lên. Con mẹ, mày không đề cập đến thằng Hoàng Thiên thì có lẽ tao còn không giận. Nhưng mày đã dám nhắc đến tên thằng đó thì đừng trách tao tại sao ác với mày. Lưu Chí Công tức đến phát điên, ông ta giơ tay tát mạnh vào mặt Lâm Ngọc An một cái nữa. Sau đó thô bạo ấn cô nằm xuống đất, chuẩn bị làm mấy trò bỉ ổi với cô. Lâm Chiến Thắng vừa nhìn thấy cảnh này thì nóng nảy hơn hẳn, dù gì ông ấy cũng đâu thể để cháu mình bị Lưu Chí Công làm ô nhục chứ. Ông ấy vừa chồm dậy định đi tới cứu cháu gái thì đã bị mười mấy tên do Lưu Chí Công đưa đến giữ lại, thậm chí còn bị đám người đó chém hai nhát vào lưng, máu tươi không ngừng rỉ ra. Chuyện bất ngờ chỉ mới xảy đến trong vòng một phút nhưng cũng đủ khiến cả đám bọn họ như chìm vào nơi đen tối nhất của địa ngục. Lưu Chí Công, ông là đồ khốn nạn. Đừng có động tay vào người tôi. Lâm Ngọc An liều mạng phản kháng ông ta, nhưng nhìn cũng đủ thấy sức cô không đủ để đấu lại, cuối cùng lại bị Lưu Chí Công ấn nằm xuống đất như cũ. Tổng Giám Đốc Công, ông dừng tay đã. Đúng lúc này cậu thiếu niên ăn mặc sạch sẽ gọn gàng có khuôn mặt thâm trầm bỗng bước đến kéo Lưu Chí Công ra. Cậu Nghĩa, cậu làm gì vậy? Lưu Chí Công nghi hoặc quay lại nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi, hắng giọng hỏi. Cậu thiếu niên trẻ tuổi này là chính là anh họ của Trịnh Hiếu Phong, tên Trịnh Minh Nghĩa. Trịnh Minh Nghĩa đi theo Tôn Mắt To ở thành phố Vân Nam,
mà Tôn Mắt To ở thành phố Vân Nam lại chính là anh em kết nghĩa của Lưu Chí Công. Lần này Lưu Chí Công đã nhờ tới sự giúp đỡ của Tôn Mắt To, tuy nhiên anh ta lại có việc nên không thể tới được, vậy nên mới cử Trịnh Minh Nghĩa dẫn theo chục người tới hỗ trợ cho Lưu Chí Công. Chỉ vừa liếc mắt nhìn Lâm Ngọc An một cái, Trịnh Minh Nghĩa đã nhận ra ngay, cô gái này không phải vợ của Hoàng Thiên sao? Vụ ở kho hàng khu công nghiệp lần trước Hoàng Thiên đã đưa Lâm Ngọc An tới cứu Lâm Huỳnh Mai, khi ấy Trịnh Minh Nghĩa đã thật sự có ấn tượng với cô. Nguyên nhân cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Lâm Ngọc An là người phụ nữ xinh đẹp như vậy, khí chất tỏa ra từ người cô lúc nào cũng hơn hẳn những người phụ nữ khác. Đẹp cộng với sự thông minh nhanh nhẹn, bảo sao Trịnh Minh Nghĩa có thể không khắc sâu cô vào tâm trí chứ. Đến khi Lưu Chí Công giận dữ hét tên Hoàng Thiên thì Trịnh Minh Nghĩa càng thêm kinh động. Cuối cùng đi làm loạn nửa ngày với Lưu Chí Công mới biết người ông ta muốn đối phó lại chính là Hoàng Thiên. Dù Trịnh Minh Nghĩa có đi mượn thêm 10 cái lá gan lắp vào người thì anh ta cũng không dám làm kẻ địch của Hoàng Thiên. Bởi anh ta biết rất rõ, đến cả ông Kha Phù là trùm xã hội đen của cái tỉnh thành này gặp Hoàng Thiên cũng phải cúi đầu cụp mắt trước anh nữa là đằng khác. Tổng Giám Đốc Công, ông có biết người phụ nữ mà ông động vào là ai không hả? Trịnh Minh Nghĩa cố gắng chấm mấy giọt mồ hôi lạnh đang chảy trên trán, giữ chặt Lưu Chí Công lại rồi nói với giọng run run hoảng sợ. Nhìn thấy vẻ sốt sắng đó của Trịnh Minh Nghĩa, Lưu Chí Công cũng nhận ra có gì đó không đúng, lúc này ông ta mới chịu buông lỏng Lâm Ngọc An ra. Đương nhiên tôi biết, cô ta là vợ của Hoàng Thiên. Mẹ nó chứ, tôi muốn chơi cô ta thử để xem đến lúc Hoàng Thiên biết vợ mình bị người khác thịt sẽ cảm thấy thế nào. Lưu Chí Công mắng thầm một câu. Nghe thấy lời này, Trịnh Minh Nghĩa sợ hãi hít hà một hơi, giờ phút này anh ta cảm thấy vô cùng bội phục lòng can đảm của Lưu Chí Công. Không được, cô ấy chính là người phụ nữ của Hoàng Thiên đó. Trịnh Minh Nghĩa sốt sắng nói. Hai mắt Lưu Chí Công trợn trắng, ông ta không kiên nhẫn nói, không phải tôi đã nói với cậu Nghĩa rồi sao? Tôi muốn chơi người phụ nữ của Hoàng Thiên, cậu có điều gì muốn nói không? Trịnh Minh Nghĩa còn chưa kịp trả lời ông ta, đúng lúc này Hoàng Thiên đưa Trương Vũ đi tới chỗ họ. Đi phía sau Hoàng Thiên và Trương Vũ là mấy tên thuộc hạ của ông ta, họ đi theo sát hai người bọn họ, mục đích là tùy cơ ứng biến cứu Trương Vũ ra. Trương Vũ sợ Hoàng Thiên lại bẻ gãy một ngón tay nữa của mình nên cũng không dám phản kháng thêm, ngoan ngoãn đi theo không nói lời nào. Hoàng Thiên nhìn mười mấy tên vây quanh Lâm Ngọc An thì không khỏi nhíu mày. Thật là không ngờ, chốn giang hồ hỗn loạn này, nơi mà chim chóc không thèm ỉa lại tồn tại loại rắn độc như Lưu Chí Công và Trương Vũ làm xã hoàng làm bậy. Giờ Lâm Ngọc An cảm thấy tủi thân cực kỳ, vừa nấy Lưu Chí Công ra tay quá mạnh với cô rồi. Hơn nữa ông ta còn có ý định đụng chạm sỉ nhục cô khiến cô sợ tới mức mặt trắng bệch, người không ngừng run rẩy. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên đi tới, Lâm Ngọc An chạy về hướng anh theo bản năng, bởi cô biết vào giờ phút này chỉ có anh mới cứu được cô. Nhưng cô không ngờ, khi cô mới chỉ chạy được hai bước chân đã bị Lưu Chí Công túm tóc giật lại từ phía sau. Ha ha, cô em còn muốn chạy sao? Lưu Chí Công ra vẻ há miệng cười lớn, ông ta túm lấy tóc Lâm Ngọc An, thô bạo quật cô ngã ngửa ra đất. Sau đó, ông ta liếc mắt nhìn Hoàng Thiên nở nụ cười khinh miệt, ánh mắt khiêu khích nhìn anh vẫy vẫy tay nói, Hoàng Thiên, mày tới đúng lúc lắm. Hôm nay tao sẽ cho mày xem, vợ mày bị tao chơi thảm như thế nào. Lưu Chí Công càng nói càng hưng phấn, vô cùng vui sướng sau khi trả được thù. Hoàng Thiên cách ông ta mười mấy mét. Lúc này anh nhìn thấy rất rõ Lâm Ngọc An đang bị Lưu Chí Công kéo tóc, còn ngã xuống đất nữa. Trong chớp nhoáng, lửa giận của Hoàng Thiên lập tức dâng trào, thật sự muốn tức bể phổi mà. Anh chẳng thèm đoái hoài gì tới sự khống chế của Trương Vũ nữa, Hoàng Thiên tức giận dùng sức nắm lấy ngón giữa của Trương Vũ rồi bẻ gãy khiến ông ta kêu lên một tiếng đau đớn, suýt chút nữa đã ngất đi. Đuổi theo cho tôi, mau giết chết Hoàng Thiên. Trương Vũ hô lên với đám đàn em của mình. Mấy tên đàn em nhanh chóng đuổi theo sau, thế nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Hoàng Thiên. Lúc này, anh đã đi đến bên cạnh Lâm Ngọc An rồi đỡ cô dậy, nhìn vào gò má sưng đỏ của cô, khóe miệng còn dính chút máu thì vô cùng đau lòng. Chỉ mới một lát thôi mà vợ anh đã bị đánh thành như vậy. Ha ha, đau lòng sao? Tao nói cho mày biết, cho dù mày có thể gọi được Ngô Bá Vương thì thế nào? Cho dù mày quen biết với đám người có tiền lái xe Rolls Royce thì sao chứ? Lưu Chí Công tao cũng có đám anh em trải dài thành phố này đấy. Lưu Chí Công nhìn Hoàng Thiên, cười ha ha một tiếng rồi nói tiếp, mày có nghe qua cái tên Tôn Mắt To chưa? Nếu như mày sợ thì lập tức quỳ xuống đất dập đầu ông đây đi, sau đó bảo Ngô Bá Vương cho tao xây dựng lại,
vậy thì chuyện của chúng ta coi như bỏ qua. Chát 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 chát. Không đợi Lưu Chí Công nói hết câu, Hoàng Thiên đã giơ tay lên không ngừng tát ông ta. Lần này, Hoàng Thiên đã thật sự dùng hết sức lực, một hơi tát đến tận 47 bạt tai. Từng bạt tai được đánh ra cứ như sấm sét không ngừng vang lên bên tai, chưa đến 10 giây thì trước mặt Lưu Chí Công đã tối sầm lại, âm một tiếng ngã xuống đất. Cảnh tượng này đã khiến tất cả mọi người ở đây nhìn đến ngây người, Hoàng Thiên ra tay vừa nhanh vừa tàn ác, dường như muốn đồn người khác vào chỗ chết vậy. Tuy nhiên, Lưu Chí Công cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, bò dậy từ dưới đất. Hiện tại, ông ta đã không còn hình người nữa. Hai bên gò má sưng lên đến khoảng 5-6 cm, tím bầm một mảng, dưới cằm cũng đã gần như bị chật khớp. Vừa muốn há miệng mắng Hoàng Thiên thì dưới cằm lại không khép lại được, trông vô cùng tức cười. Trương Vũ thấy vậy lập tức chạy chậm lên, giúp Lưu Chí Công xoa cằm, Tổng Giám Đốc Công, Tổng Giám Đốc Công, để tôi giúp ông. Cằm của Lưu Chí Công được khép lại, cuối cùng cũng đã có thể nói ra lời, Hoàng Thiên, con mẹ nó cậu dám đánh tôi như vậy sao? Trương Vũ, chém chết Hoàng Thiên, chém chết nó đi. Vâng ạ. Trương Vũ cố gắng chịu đựng sự đau nhức ở ngón tay, ra lệnh cho đàn em xông đến ra tay với Hoàng Thiên. Ngôn Tình Hài. Trịnh Minh Nghĩa Tránh ở một bên đã bị dọa sợ, nếu như Hoàng Thiên mất một cọng tóc nào thì ông Kha Phù ở sẽ lột ra anh ta mất. Nếu như làm không tốt thì Tôn Mắt To cũng sẽ bị ông Kha Phù phế đi luôn. Cho dù ông Kha Phù không ra tay thì Lã Việt cũng không thể nào để yên được, dù sao Hoàng Thiên cũng không thể xảy ra chuyện trước mắt mình được. Trịnh Minh Nghĩa biết rõ đạo lý này, vì thế vội vàng giơ tay lên ra hiệu cho mười mấy tên đàn em giúp đỡ Hoàng Thiên. Lần trước, mười mấy người này đều đã gặp mặt Hoàng Thiên rồi. Bọn họ cũng biết rõ bối cảnh của anh đáng sợ thế nào, vì thế tất cả mọi người đều xông lên ngăn cản đàn em của Trương Vũ lại. Một trận đánh đấm này vô cùng náo nhiệt. Vốn dĩ đám người Trịnh Minh Nghĩa là do Lưu Chí Công tìm đến nhưng bây giờ tất cả đều đã trở mặt. Làm sao 4-5 tên đàn em của Trương Vũ không thể nào là đối thủ của đám người Trịnh Minh Nghĩa được chứ? Chưa đến 10 phút, tất cả bọn họ đều nằm trên đất không thể đứng dậy nổi. Cảnh tượng này đã khiến tất cả mọi người đều mơ hồ, Lâm Chiến Thắng và Lâm Khiết Nhi trợn to mắt nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, không hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tô Minh Xuyên mang theo Tô Trác Hạo núp ở cửa, run sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai cha con đều không dám lên tiếng, càng không biết tại sao đám người Trịnh Minh Nghĩa lại quay ngược đánh người mình. Còn Trang Ngọc Lộ lại há hốc mồm không thể nói được lời nào, trong lòng bà ta vô cùng nghi ngờ, đồng thời cũng lo lắng không biết mình có thể an toàn rời khỏi đây không. Trương Vũ bị đánh không nhẹ, lúc này ông ta đang bò dưới đất dậy, buồn bực hỏi Lưu Chí Công, Tổng Giám Đốc Công, có chuyện gì thế này? Ông tìm những người này ở đâu ra vậy? Lưu Chí Công càng mơ hồ hơn, ông ta nghĩ sao cũng không thể hiểu được. Chẳng lẽ Trịnh Minh Nghĩa điên rồi sao? Trịnh Minh Nghĩa, cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Lưu Chí Công chỉ vào Trịnh Minh Nghĩa rồi quát lên. Được được được, con mẹ nó, bây giờ tôi sẽ giải thích cho ông nghe. Trịnh Minh Nghĩa trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó đi đến đấm cho Lưu Chí Công 6-7 cú. Lưu Chí Công đã hoàn toàn xui xẻo, hốc mắt đều bị đánh đến bầm tím. Hơn nữa còn có một con mắt không thể mở ra được. Lúc này, Hoàng Thiên mới nhìn thấy Trịnh Minh Nghĩa nên cũng khá bất ngờ. Lưu Chí Công đúng là không đơn giản nha, còn quen biết với Trịnh Minh Nghĩa nữa chứ. Thấy Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào mình, Trịnh Minh Nghĩa vô cùng chột dạ, cả đời này anh ta cũng không muốn gặp lại Hoàng Thiên nữa. Ha ha, anh Thiên, gần đây có khỏe không? Trịnh Minh Nghĩa giống như một đứa cháu trai ngoan ngoãn đi đến trước mặt Hoàng Thiên rồi cúi người gật đầu chào anh. Căng thẳng đến mức suýt nữa đã không nói nên lời. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy Trịnh Minh Nghĩa sợ Hoàng Thiên như vậy thì cứ như sét đánh. Vừa rồi Lưu Chí Công cũng đã giới thiệu Trịnh Minh Nghĩa chính là người của Tôn Mắt To. Danh tiếng của Tôn Mắt To vô cùng vang dội, mặc dù ở thành phố Vân Nam nhưng ở Hà Nội không ai lại không biết anh ta. Ngay cả đàn em của Tôn Mắt To mà cũng sợ Hoàng Thiên như vậy, rốt cuộc anh là ai chứ? Tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Giống như một đám đần mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Trang Ngọc Lộ ngây ngốc nhìn anh, lúc này bà ta cũng không dám làm loạn nữa, hơn nữa cũng không dám coi thường Hoàng Thiên. Trịnh Minh Nghĩa, lá gan của cậu không nhỏ nhỉ, còn dám chạy đến đây để nối giáo cho giặc nữa. Hoàng Thiên sầm mặt xuống hỏi Trịnh Minh Nghĩa. Âm Trịnh Minh Nghĩa nghe vậy thì hai chân sợ đến mức mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Anh Thiên, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em không biết anh ở đây.
nếu như em biết thì làm sao dám dẫn người đến giúp Lưu Chí Công chứ? Anh Tôn cũng không dám đâu ạ. Trịnh Minh Nghĩa vội vàng giải thích. Món nợ của cậu lát nữa tôi sẽ tính sau, đứng sang một bên đi. Hoàng Thiên lạnh giọng nói với Trịnh Minh Nghĩa. Trịnh Minh Nghĩa thấp giọng đáp lại một tiếng, sau đó bỏ dậy đứng ra sau lưng Hoàng Thiên, dáng vẻ như muốn bảo vệ anh vậy. Trương Vũ và đám đàn em của ông ta đã không còn dám đụng đến Hoàng Thiên nữa, lúc này bọn họ đỡ nhau bỏ dậy, ngoan ngoãn đứng ở đó. Lưu Chí Công thấy tình hình như vậy thì rốt cuộc cũng hiểu rõ mình đã chọc phải một người vô cùng ngạo mạn. Ngay cả Tôn mắt to cũng không dám đối phó với Hoàng Thiên sao. Má ơi, rốt cuộc Hoàng Thiên này là ai vậy? Trong lòng Lưu Chí Công thầm kêu khổ, Hoàng Thiên không chỉ lăn lộn trong giới thương nhân chính phủ mà ngay cả thế giới ngầm cũng lợi hại như vậy. Rốt cuộc anh có lai lịch gì chứ? Chồng ơi! Lâm Ngọc An rơi lệ, ôm lấy Hoàng Thiên thật chặt, nằm trong ngực anh muốn được an ủi. Tình cảnh đã được khống chế, rốt cuộc Lâm Ngọc An cũng thở phào nhẹ nhõm. Đều tại anh, là anh đã không bảo vệ tốt cho em. Hoàng Thiên tự trách vỗ vỗ sau lưng Lâm Ngọc An, dịu dàng an ủi cô. Thế nhưng giờ phút này ánh mắt của anh lại quét sang Tô Trác Hạo đang trốn ở một bên. Muốn trách thì trách cái tên khốn kiếp này, nếu không phải Tô Trác Hạo lái xe chạy thoát thân thì làm sao Ngọc An lại bị đánh cơ chứ? Hoàng Thiên càng nghĩ càng tức giận, tuy nhiên bây giờ anh không có thời gian xử lý Tô Trác Hạo. Ánh mắt sắc bén của anh khẽ lướt qua nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Công khiến lông tóc ông ta đều dựng đứng hết cả lên. Bây giờ rõ ràng Trịnh Minh Nghĩa sẽ không giúp đỡ ông ta nữa. Chẳng những không giúp mà còn quay ngược lại giúp đỡ Hoàng Thiên. Mặc dù trong lòng ông ta vô cùng hoảng sợ nhưng Lưu Chí Công vẫn cứ hung hăng càn quấy, liếc nhìn Hoàng Thiên rồi nói, Hoàng Thiên, cậu cũng đã đánh tôi mấy chục bạt tai rồi, tôi chỉ đánh vợ cậu có 3 bạt tai thôi mà. Chuyện hôm nay xem như bỏ qua đi. Bỏ qua. Hoàng Thiên thật sự vô cùng hoài nghi bản thân mình đã nghe nhầm, Lưu Chí Công điên rồi à. Đưa dao của cậu cho tôi dùng một chút. Hoàng Thiên chỉ vào Trịnh Minh Nghĩa. Trịnh Minh Nghĩa ngoan ngoãn giao con dao trên tay cho Hoàng Thiên, sau đó lại tỏ vẻ đồng tình nhìn về phía Lưu Chí Công. Trong lòng anh ta thầm biết rõ hôm nay Lưu Chí Công chắc chắn sẽ rất thê thảm. Thấy Hoàng Thiên lấy dao của Trịnh Minh Nghĩa, rốt cuộc Lưu Chí Công cũng đã hoàn toàn run rẩy. Chẳng lẽ Hoàng Thiên muốn ông ta đổ máu sao? Lưu Chí Công sợ hãi đến mức tiểu trong quần, hai chân mềm nhũn bụp một tiếng quỳ xuống đất. Ông ta quỳ bò mấy bước đến dưới chân Hoàng Thiên, sau đó bắt đầu điên cuồng tự tát tai mình. Cậu Thiên tha cho tôi lần này đi. Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt cậu và người nhà họ Lâm nữa, cậu xem như thế có được không? Lưu Chí Công liên tục đánh vào mặt mình, vừa khóc vừa cầu xin Hoàng Thiên tha thứ. Sợ hãi, bây giờ ông ta thật sự rất sợ hãi. Bởi vì ông ta nhìn thấy trong mắt Hoàng Thiên tràn đầy sát khí. Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều rơi lên người Hoàng Thiên, không biết anh muốn xử lý Lưu Chí Công như thế nào. Đừng làm bẩn tay tôi, bàn tay nào đánh vợ tôi thì ông tự chặt xuống đi. Hoàng Thiên ném con dao đến trước mặt Lưu Chí Công. Một âm thanh leng keng vang lên, con dao bóng loáng ở dưới chân Lưu Chí Công. Con dao này của Trịnh Minh Nghĩa vô cùng sắc bén, lóe lên tia sáng dưới ánh mặt trời khiến người khác nhìn thấy mà phải sợ hãi. Lưu Chí Công quỳ dưới chân Hoàng Thiên. Nhìn thấy Hoàng Thiên vứt dao lên trước mặt, ông ta bị dọa cho sợ tới mức mất hồn mất vía. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ vô cùng ác nghiệt của Hoàng Thiên lúc này, trong lòng Lưu Chí Công hiểu rõ Hoàng Thiên tuyệt đối không phải đang dọa ông ta mà là muốn làm thật rồi. Cậu Hoàng Thiên, cậu tha cho tôi lần này được không? Cho tôi một đường sống, sau này còn gặp lại, làm bạn với Lưu Chí Công tôi có lợi cho cậu đó. Lưu Chí Công ngẩng đầu cầu xin Hoàng Thiên. Là ông tự ra tay hay phải để tôi giúp ông? Vẻ mặt Hoàng Thiên vô cùng u ám, không hề phí lời chút nào với Lưu Chí Công. Mẹ kiếp! Lưu Chí Công tức giận, bảo ông ta chặt đứt một cánh tay sao? Ông ta không làm được. Lúc này ông ta cũng không quỳ nữa, đứng lên khỏi mặt đất, sau đó lấy điện thoại ra để gọi điện. Trịnh Minh Nghĩa vừa nhìn thấy Lưu Chí Công còn dám đứng dậy thì lập tức xông lên, muốn ấn Lưu Chí Công quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Đương nhiên Trịnh Minh Nghĩa cũng muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt Hoàng Thiên, muốn lấy lòng anh. Hoàng Thiên xua tay ngăn cản Trịnh Minh Nghĩa. Anh Hoàng Thiên, hay là để em đích thân ra tay? Em thành thạo làm chuyện này nhất rồi. Ha ha, Trịnh Minh Nghĩa mang dáng vẻ tươi cười nịnh nọt Hoàng Thiên. Chờ ông ta gọi điện thoại xong rồi nói. Hoàng Thiên lạnh nhạt nói.
để cho Lưu Chí Công gọi cuộc điện thoại này là vì Hoàng Thiên muốn Lưu Chí Công tâm phục khẩu phục. Nếu không chờ đến lúc anh đi rồi thì ngày tháng của Lâm Chiến Thăng cũng không dễ sống, chắc chắn Lưu Chí Công sẽ báo thù. Lưu Chí Công vừa thấy Trịnh Minh Nghĩa còn muốn đích thân ra tay thì tức giận đến nỗi cái mũi cũng siêu vẹo luôn. Trịnh Minh Nghĩa, tôi và đại ca của cậu còn kết nghĩa anh em đấy. Cậu dám đối xử với tôi như thế, cậu chờ đó cho tôi. Lưu Chí Công hung dữ nói với Trịnh Minh Nghĩa xong thì gọi điện thoại cho Tôn Mắt To. Đại ca, Trịnh Minh Nghĩa phản bội rồi, cậu ta giúp người ngoài đối phó tôi. Lưu Chí Công cất giọng nghẹn ngào, khóc lóc kể lể với Tôn Mắt To qua điện thoại. Trịnh Minh Nghĩa nhìn Lưu Chí Công rồi hừ một tiếng âm mũi. Anh ta không hề sợ Lưu Chí Công tố cáo trước mặt Tôn Mắt To. Bởi vì Trịnh Minh Nghĩa rất láo cá, anh ta biết cho dù Tôn Mắt To ở đây thì cũng sẽ làm như anh ta mà thôi. Đại ca cậu bảo cậu nghe điện thoại. Lưu Chí Công đưa điện thoại cho Trịnh Minh Nghĩa. Bây giờ ông ta lại có chỗ dựa vững chắc, đoán là chắc chắn Tôn Mắt To sẽ hung hăng quát mắng Trịnh Minh Nghĩa, sau đó bảo Trịnh Minh Nghĩa giúp ông ta đối phó Hoàng Thiên. Alo, đại ca. Cậu có chuyện gì thế? Tại sao lại giúp người khác đối phó Lưu Chí Công? Tôn Mắt To ở đầu dây bên kia nổi trận lôi đình chất vấn Trịnh Minh Nghĩa. Ha ha, đại ca có điều không biết. Người mà Lưu Chí Công muốn đối phó là anh Hoàng Thiên. Trịnh Minh Nghĩa cười lớn. Mẹ kiếp. Tôn Mắt To kinh ngạc sững sờ mất mấy giây vậy cậu xem rồi làm, dù sao cũng đừng đắc tội với anh Hoàng Thiên. Tôn Mắt To rất lo lắng dặn dò Trịnh Minh Nghĩa. Đã hiểu. Trịnh Minh Nghĩa biết rõ sẽ là kết quả này, anh ta trả điện thoại lại cho Lưu Chí Công. Lưu Chí Công rỉnh rỉnh môi trừng mắt với Trịnh Minh Nghĩa, sao nào? Đại ca của cậu đã dạy bảo cậu chưa? Mau chóng giúp tôi đánh Hoàng Thiên thành kẻ tàn tật, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Ha ha ha, Lưu Chí Công ông nhầm to rồi, đại ca bảo tôi xem rồi làm. Trịnh Minh Nghĩa lại cười một trận. Gương mặt Lưu Chí Công méo mó, căng thẳng nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hừ, nhưng đây chính là sự thật. Lưu Chí Công, ông chấp nhận đi, ai bảo ông tự tìm đường chết, đến ngay cả người phụ nữ của anh Hoàng Thiên cũng dám động vào. Trịnh Minh Nghĩa hừ một tiếng rồi nhặt lấy con dao trên mặt đất. Lưu Chí Công cảm thấy bị đả kích trầm trọng, ông ta hoàn toàn sụp đổ. Ban nấy Trịnh Minh Nghĩa từng khuyên ông ta Lâm Ngọc An là người phụ nữ của Hoàng Thiên. Nhưng lúc đó ông ta căn bản không hề xem Hoàng Thiên ra cái gì. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi, có thể nhìn ra được Hoàng Thiên yêu thương vợ như thế nào, đánh vợ anh thì Hoàng Thiên làm sao mà bỏ qua cho được. Lưu Chí Công đang hối hận và sợ hãi. Trịnh Minh Nghĩa túm lấy cổ áo ông ta rồi kéo qua một bên. Đừng, đừng như vậy. Trịnh Minh Nghĩa, tôi là anh em kết nghĩa của đại ca cậu đấy. Lưu Chí Công bị dọa nên la hét ầm, cả người mềm nhũn như bùn lầy. Trịnh Minh Nghĩa không hề quan tâm đến Lưu Chí Công, bây giờ anh ta chỉ muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Hoàng Thiên. Anh ta giơ chân lên đạp Lưu Chí Công ngã ra mặt đất. Cậu Hoàng Thiên, tôi biết sai rồi, cậu cho tôi một cơ hội đi. Hừ. Lưu Chí Công gào thét thảm thiết, tay trái của ông ta đã bị Trịnh Minh Nghĩa phế rồi. Những người nhát gan đều bị dọa sợ, hai tay che lấy miệng, ai đã gặp qua trường hợp này chứ? Trịnh Minh Nghĩa thật sự ghê gớm, làm kiểu chuyện như thế này đối với anh ta mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ. Băng bó cho ông ta một chút. Trịnh Minh Nghĩa cầm dao chỉ vào Lưu Chí Công đang hôn mê bất tỉnh nói với Trương Vũ. Được được. Trương Vũ bị dọa đến mức chân cũng mềm nhũn cả ra, vội vàng đồng ý rồi gọi cấp dưới đi qua đó băng bó vết thương cầm máu cho Lưu Chí Công. Trịnh Minh Nghĩa xách dao gật gù đắc ý đi đến trước mặt Hoàng Thiên nói, anh Hoàng Thiên, anh xem em biểu hiện được chứ. Hoàng Thiên đánh giá Lưu Chí Công một lượt, trong lòng nghĩ tên nhóc này cũng khá được việc. Cũng được. Hoàng Thiên điềm tĩnh nói. Cuối cùng thì trong lòng Trịnh Minh Nghĩa cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hoàng Thiên sẽ không tính toán với anh ta nữa. Anh Hoàng Thiên, em có một việc vẫn luôn không hiểu, muốn nghe ngóng một chút. Trịnh Minh Nghĩa cẩn thận nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc Trịnh Minh Nghĩa một cái, anh làm gì có tâm tư mà quan tâm đến anh ta chứ? Chuyện gì? Anh Hoàng Thiên, em nghe nói em họ em Trịnh Hiếu Phong và bác cả em Trịnh Hải đều đi châu Phi rồi. Trịnh Minh Nghĩa căng thẳng hỏi Hoàng Thiên, anh ta chỉ nghe nói Trịnh Hiếu Phong chọc giận Hoàng Thiên, sau đó đi châu Phi cùng Trịnh Hải, xem ra cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Hoàng Thiên nhìn Trịnh Minh Nghĩa cười lạnh, ha ha, Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Hải đều đi châu Phi làm việc rồi, bao ăn bao ở đãi ngộ rất tốt. Nếu cậu tình nguyện đi thì tôi sẽ sắp xếp giúp cậu.
không không, anh Hoàng Thiên nói đùa rồi, ha ha. Trịnh Minh Nghĩa lắc đầu như trống lắc, trong lòng vô cùng hối hận, sợ hãi Hoàng Thiên. Bọn Trương Vũ giao cho cậu, cho bọn họ biết là tôi cũng không dễ chọc vào đâu. Hoàng Thiên chỉ đám người Trương Vũ nói với Trịnh Minh Nghĩa. Vâng vâng vâng, em nhất định sẽ cho mấy kẻ này biết máu chảy thành sông là như thế nào. Trịnh Minh Nghĩa gật đầu lia lịa, đem theo cấp dưới sông lên đánh đám người Trương Vũ một trận, cho bọn họ biết thế nào là tàn khốc. Anh Hoàng Thiên tha mạng. Anh Hoàng Thiên, chúng tôi không dám nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi không dám đối đầu với anh Hoàng Thiên nữa. Đám người Trương Vũ bị đánh đến mức sợ chết khiếp, ra sức cầu xin Hoàng Thiên. Nhìn thấy đám người này bị đánh nửa sống nửa chết, Hoàng Thiên vẫy tay một cái, Trịnh Minh Nghĩa mới dừng tay lại. Cút hết đi. Hoàng Thiên nói. Đám Trương Vũ như được đại xá, đỡ Lưu Chí Công đang hôn mê bất tỉnh lên xe, ai ai cũng chê đôi chân cha mẹ sinh ra quá ngắn không thể chạy trốn nhanh được. Trịnh Minh Nghĩa cũng giải tán mọi người, con đường trong làng lại yên tĩnh trở lại. Những người có mặt ở đó, bao gồm cả Lâm Ngọc An đều chấn động, còn chưa hoàn hồn lại sau sự kinh hoàng ban nãy. Lâm Chiến Thắng võ võ đầu, khuôn mặt tươi cười chạy đến trước mặt Hoàng Thiên. Cháu rể à, cháu khiến chú không biết nói gì luôn, quá thô bạo. Gương mặt Lâm Chiến Thắng lộ ra vẻ ngưỡng mộ nhìn Hoàng Thiên, không biết làm sao nịnh nọt mới được. Trang Ngọc Lộ cũng chạy đến, người phụ nữ này cũng thật là gió chiều nào theo chiều đấy, nhìn thấy Hoàng Thiên ra oai như vậy cuối cùng bà ta cũng biết trước kia mình không biết quá nhiều điều. Ha ha, Hoàng Thiên, cháu quả thực khiến thím mở mang tầm mắt mà. Ngay cả Lưu Chí Công và Trương Vũ cũng bị cháu xử lý thành như vậy, cháu thật lợi hại. Trang Ngọc Lộ xoắn hai tay lại, bây giờ thì lời lẽ dễ nghe gì đều nói ra. Hoàng Thiên rất chán ghét loại người như vậy, anh cười nhạt nói với Trang Ngọc Lộ, thím quá khen rồi, đồ bỏ đi như cháu không dám nhận. Chỉ một câu đã khiến gương mặt bà ta đỏ bừng như phát sốt, trước kia cứ một câu hai câu cay độc nói anh là đồ bỏ đi, bây giờ lại khen người ta, thực sự là tự vả mà. Lâm Khiết Nhi ngây ngốc nhìn Hoàng Thiên, cô ấy vô cùng ngưỡng mộ người anh rể tuyệt vời này. Người chột dạ nhất chính là Tô Trác Hạo, tên này trốn sau lưng Lâm Khiết Nhi, chỉ sợ Hoàng Thiên tìm anh ta tính sổ. Hoàng Thiên đương nhiên cũng không quên được Tô Trác Hạo, nếu không phải Tô Trác Hạo lái xe bỏ chạy vứt Hoàng Thiên ở lại thì Lâm Ngọc An cũng không đến mức bị đánh. Lúc này Hoàng Thiên chỉ tay về phía Tô Trác Hạo, cậu qua đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Trác Hạo chỉ sợ Hoàng Thiên tìm mình tính sổ, vốn nghĩ rằng trốn đằng sau lưng Lâm Khiết Nhi thì Hoàng Thiên sẽ quên mình. Nhưng thật không ngờ Hoàng Thiên vẫn còn nhớ đến anh ta. Thấy Hoàng Thiên bảo mình đi qua, Tô Trác Hạo thật sự bị dọa sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước kia Tô Trác Hạo cực kỳ xem thường Hoàng Thiên, phải nói là đặc biệt không vừa mắt, nhưng bây giờ anh ta vô cùng kính nể Hoàng Thiên. Anh rể, Tô Trác Hạo khó khăn đi tới trước mặt Hoàng Thiên, yếu ớt nói. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tô Trác Hạo, trong lòng Hoàng Thiên vô cùng tức giận. Nếu như tôi nhớ không nhầm, trước kia cậu ở trước mặt Khiết Nhi gọi tôi là rác rưởi phế vật mà nhỉ. Hoàng Thiên lạnh lùng cười rồi nhìn Tô Trác Hạo nói. Hai chân Tô Trác Hạo run lên cầm cập, Hoàng Thiên lợi hại như thế nào, anh ta xem như đã được chứng kiến qua, nào còn dám đắc ý với Hoàng Thiên. Anh rể, là em không có mắt, anh ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với em. Tô Trác Hạo bị dọa sợ vội vàng quỳ gối xuống đất, quay đầu lại nhìn Lâm Ngọc An nói, chị Ngọc An, chị nói với anh rể một câu, bảo anh ấy tha cho em đi. Lâm Ngọc An thấy Tô Trác Hạo khoa trương như vậy, lại có thể quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên, trong lòng cô vô cùng xem thường Tô Trác Hạo. Chỉ có điều Lâm Ngọc An cũng rất cảm khái, không ngờ Tô Trác Hạo lại sợ Hoàng Thiên đến vậy, sợ tới mức biến thành bộ dạng này rồi. Lâm Chiến Thắng và Trang Ngọc Lộ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tên Tô Trác Hạo này cũng quá là không có khí phách rồi, lại có thể bị dọa đến mức quỳ xuống như thế sao? Thực ra tên nhóc Tô Trác Hạo này bị dọa thành như vậy cũng không kỳ lạ, vừa nãy lúc Lưu Chí Công bị phế cánh tay, tình cảnh khi đó cực kỳ đáng sợ, Tô Trác Hạo đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Anh ta thật sự sợ Hoàng Thiên cũng sẽ làm như vậy với mình, vậy không phải sẽ rất thê thảm sao? Lâm Ngọc An rất hiểu Hoàng Thiên, cô biết Hoàng Thiên tuyệt đối sẽ không ra tay độc ác với Tô Trác Hạo. Suy cho cùng tên nhóc này cũng là đối tượng của Lâm Khiết Nhi. Nhưng Lâm Ngọc An vẫn không cầu xin cho Tô Trác Hạo vì biểu hiện trước kia của anh ta thực sự khiến người khác ghét bỏ. Tô Trác Hạo thấy Lâm Ngọc An không giúp mình cầu xin mà Hoàng Thiên cũng không nói gì,
trong lòng anh ta càng thêm hoảng sợ. Chát chát chát, Tô Trác Hạo quỳ gối dưới chân Hoàng Thiên, đánh vào mặt thật mạnh, vừa đánh vừa nhận lỗi với Hoàng Thiên. Anh rể, em không phải là con người. Em không nên ném anh xuống rồi lái xe chạy trốn. Em không nên có mắt như mù, tầm mắt hạn hẹp mà đi xem thường anh. Miệng tên Tô Trác Hạo này còn rất biết ăn nói, trong nháy mắt anh ta đã tự đánh mặt mình sưng phù lên. Đến khi Tô Trác Hạo tự đánh mình mấy chục cái bạt tai xong, Hoàng Thiên mới mỉm cười, nói với Tô Trác Hạo, Tô Trác Hạo, cậu đang làm gì vậy? Tôi cũng đâu có nói muốn làm gì cậu. Hả? Tô Trác Hạo ngây người, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên. Đứng dậy đi, chúng ta lại không phải người ngoài, cậu việc gì phải làm vậy, cậu xem, mặt đều đã bị đánh thành cái đầu heo rồi. Hoàng Thiên không nhanh không chậm nói. Má nó. Trong lòng Tô Trác Hạo tức giận muốn phát điên, ước gì có thể bóp chết Hoàng Thiên ngay lập tức. Anh không dự định làm gì tôi, vậy tại sao không nói sớm? Còn đợi tôi tự vả mình mấy chục cái bạt tai xong mới xuất hiện làm ra vẻ người tốt. Trong lòng Tô Trác Hạo không ngừng chửi rủa Hoàng Thiên, nhưng lại không bới móc ra được tật xấu nào của Hoàng Thiên cả, suy cho cùng Hoàng Thiên cũng không làm gì anh ta, cũng không bảo anh ta tự đánh mình. Tô Trác Hạo bò từ dưới đất lên, phẫn nộ đứng sang một bên, cảm thấy mặt mũi đều bị mất hết sạch rồi. Cha của Tô Trác Hạo vừa nhìn đã hiểu rõ trong đầu, không ngừng mắng chửi thầm Hoàng Thiên giảo hoạt, gài bẫy con trai ông. Sau khi Hoàng Thiên nói lời tạm biệt với Lâm Chiến Thắng thì lập tức lái xe dẫn Lâm Ngọc An về thành phố Bắc Ninh. Lâm Chiến Thắng vốn muốn giữ Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ở lại, nhưng thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An khăng khăng muốn về nên đành thôi không nói gì nữa. Sau khi về đến thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đi thẳng về nhà. Lúc này, trong nhà vô cùng náo nhiệt. Chỉ trông thấy Trương Công Điền mới xuất viện chưa lâu đến chơi, đang ngồi trên ghế sofa. Trương Định và Trần Giang Hùng đều ngồi bên cạnh Trương Công Điền, Trương Lan Hương ủ rũ đứng ở một góc, sắc mặt trông có vẻ lo lắng và phiền muộn. Trương Lan Phượng bận trước bận sau, rửa không ít hoa quả mang ra tiếp đãi mấy người Trương Công Điền. Nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã trở về, Trương Lan Hương hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng Thiên vài cái, tức giận đến run người. Người trong hội sói điên đã phá nát bét nhà Trương Lan Hương, bây giờ Trương Lan Hương và Trần Giang Hùng đều không dám ở lại trong nhà nữa. Trương Lan Hương cảm thấy tất cả đều là vì Hoàng Thiên không chịu giúp đỡ nên mới dẫn đến việc này. Dù sao Tạ Long cũng sợ Hoàng Thiên như vậy, chỉ cần Hoàng Thiên cảnh cáo Tạ Long một câu thì chắc chắn Tạ Long sẽ không dám làm loạn như vậy nữa. Ông ngoại, ông đến rồi ạ. Hoàng Thiên không để ý đến những người khác, dẫn Lâm Ngọc An đi thẳng đến trước mặt Trương Công Điền. Ông ngoại, Lâm Ngọc An cũng thân thiết chào hỏi Trương Công Điền. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đều rất kính trọng ông. Trương Công Điền nhìn thấy Hoàng Thiên đã trở về, trong mắt lộ ra một tia sáng kích động. Lần này Trương Công Điền đến là có mục đích, con gái cả Trương Lan Hương của ông bây giờ đến nhà cũng không dám về. Trương Công Điền nghe nói việc này chỉ có Hoàng Thiên mới giải quyết được. Không có người cha người mẹ nào là không thương con cái, Trương Công Điền đã lớn tuổi như vậy rồi, ông cũng bất chấp để đến nhà tìm Hoàng Thiên nhờ giúp đỡ. Hoàng Thiên, Ngọc An à, các con trở về là tốt rồi. Hoàng Thiên vừa muốn hỏi thăm xem sức khỏe của Trương Công Điền hồi phục thế nào rồi, nhưng anh chưa kịp hỏi, Trương Lan Hương đã lập tức xông tới như gặp phải kẻ thù. Hoàng Thiên, cậu nói xem rốt cuộc cậu có ý gì? Nhà tôi đều đã bị hội sói điên phá nát rồi, cậu không biết giúp đỡ một chút hay sao? Không giúp cũng thôi đi, cậu còn dân vợ đi chơi. Rốt cuộc là cậu có để ý đến hay không? Trương Lan Hương vừa xông tới đã ập xuống một trận chỉ trích, bà ta không dám tìm đến hội sói điên tranh luận, cho nên xả hết sự tức giận lên người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự đã nhịn đủ sắc mặt của Trương Lan Hương rồi, lúc này cũng không chiều theo bà nữa, ha ha. Với bộ dạng này của bà, dựa vào đâu mà tôi phải giúp bà? Trương Lan Hương nghẹn nửa ngày không nói nên lời, bà ta thật không ngờ Hoàng Thiên lại dám ăn nói như vậy với mình. Được, được lắm, thật là làm phản hết rồi, tôi là gì cả của cậu đấy, cậu dám ăn nói như vậy với tôi sao? Trương Lan Hương phẫn nộ nói. Hoàng Thiên lười phải cãi nhau với loại phụ nữ tranh chua như thế này, lúc này anh cũng không nói gì nữa. Lâm Ngọc An cũng đã sớm chán ghét bộ dạng ngang ngược này của Trương Lan Hương, mặc dù bà ta là trưởng bối, nhưng cũng không thể một chút tự trọng cũng không có như vậy được. Gì cả, không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế hay sao? Hoàng Thiên lại không nợ nần gì cái gì cả mà, lẽ nào nhà gì là do Hoàng Thiên phá hay sao? Lâm Ngọc An nói xong hừ một tiếng, nhanh chóng quay về chỗ.
Trương Lan Hương chống nạnh hai tay vào hông, vừa định muốn tỏ rõ uy thế với Lâm Ngọc An thì Trương Công Điền liền ho lên hai tiếng. Khụ khụ, Lan Hương à, Ngọc An nói đúng đấy, có gì thì ngồi xuống nói chuyện cho tử tế đi, nhao nhao lên làm gì. Cha, con không hiểu, Hoàng Thiên rõ ràng có thể giúp chúng con đối phó với hội sói điên, nhưng cậu ta lại không giúp, cha nói xem như vậy sao có thể coi là họ hàng đây. Trương Lan Hương nói với Trương Công Điền. Trương Công Điền nghe xong nhíu mày đáp, ừ, hội sói điên bao nhiêu năm nay đã hung hăng hống hách như vậy rồi, nhóm người đó toàn là những người liều mạng vì tiền, Hoàng Thiên sao có thể đối phó với bọn họ. Trần Giang Hùng vừa nghe lời này, không bằng lòng nói với Trương Công Điền, có điều cha không biết đâu, Hoàng Thiên cùng Lã Việt, thủ lĩnh của đám lưu manh đó có quen biết, cho nên người của hội sói điên cũng rất sợ Hoàng Thiên. Đúng vậy đó cha, lúc sáng chị gái con và Trần Giang đến thỉnh cầu Hoàng Thiên giúp đỡ, nhưng Hoàng Thiên sống chết không giúp, cha nói xem cậu ta là loại người gì. Trương Định ngồi một bên cũng lên án Hoàng Thiên. Ba người này anh một câu tôi một câu, ở trước mặt Trương Công Điền cáo trạng, một hai muốn Trương Công Điền phải chủ trì công đạo. Hoàng Thiên không hé miệng nói nửa lời, anh coi ba người đó như đang đánh giắm. Nhưng Lâm Ngọc An thật sự tức giận rồi, lúc sáng nhóm người này đến nhà thảo phạt Hoàng Thiên, lời nói vô cùng khó nghe. Trần Giang thì càng không cần mặt mũi, cô ta lại có thể vòi tiền Hoàng Thiên nữa cơ. Ông ngoại, cho dù Hoàng Thiên có thể trừng trị hội sói điên thì cháu cũng sẽ không đồng ý cho Hoàng Thiên giúp đỡ. Lâm Ngọc An tức giận nói. Trương Công Điền vừa nghe xong liền nôn nóng, hỏi Lâm Ngọc An, Ngọc An, tại sao cháu lại nói vậy? Ông không biết lúc sáng sắc mặt của mấy người này như thế nào đâu. Lâm Ngọc An nói rồi nhìn mấy người Trương Lan Hương. Câu nói này khiến Trương Công Điền ngẩn người, ông đến đây là muốn thỉnh cầu Hoàng Thiên giúp đỡ, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Lâm Ngọc An, dường như sáng nay bọn người Trương Lan Hương rất quá đáng. Chưa kịp đợi Trương Công Điền nói gì, điện thoại đã kêu lên. Là Trần Giang gọi tới. Ông ngoại, ông có thấy Hoàng Thiên không? Mau bảo Hoàng Thiên đến cứu cháu, người của hội sói điên tìm đến cháu rồi. A à, cứu mạng a a a. Trần Giang ở đầu bên kia điện thoại liên tục kêu la thảm thiết, dường như còn có tiếng tranh đấu kịch liệt. Trương Công Điền bị dọa tới mức suýt nữa tái phát bệnh tim, ông cụ vội vàng bật dậy muốn quỳ gối với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vội vàng đỡ Trương Công Điền dậy nói, ông ngoại, ông đừng kích động, mau ngồi xuống đã. Hoàng Thiên à, ông ngoại cầu xin cháu, mau đi cứu Trần Giang đi, nó sắp gặp tai họa rồi. Trương Công Điền lo lắng đến mức suýt khóc, hai bàn tay to khô khốc cũng run lên không ngừng. Trần Giang dù sao cũng là đứa cháu ngoại gái đầu lòng của ông, bây giờ có chuyện xảy ra, làm sao ông không lo cho được. Nhìn thấy Trương Công Điền như thế này, Hoàng Thiên làm sao có thể mặc kệ. Ông ngoại thậm chí còn chuẩn bị quỳ xuống trước mặt anh. Trần Giang cũng đâu phải món đồ chơi. Nếu Trương Công Điền đã cầu xin như vậy thì Hoàng Thiên cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải ra tay. Ông ngoại, ông đừng quá lo lắng, cháu đi cứu Trần Giang là được chứ gì. Hoàng Thiên nhanh chóng trấn an Trương Công Điền. Trương Công Điền gấp đến độ thở không ra hơi, mau, mau, Trần Giang đã bị người của hội sói điên bắt được, đến chậm coi như tiêu. Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà nghe thấy vậy thì sợ đến độ mặt mũi biến sắc. Bọn họ cũng chỉ có mỗi đứa con gái này. Bé Giang vừa mới thuê một căn nhà trên phố hàng trống, chúng ta mau đi thôi. Trương Lan Phượng kêu lên, nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Trần Hồng Hà chạy theo sau, Trương Định cũng vội vàng tiếp bước. Mẹ, mẹ ở nhà chăm sóc ông ngoại nhé. Lâm Ngọc An lớn tiếng nói với Trương Lan Phượng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà với Hoàng Thiên. Trần Hồng Hà lái xe chở Trương Lan Hương và Trương Định đến thẳng phố hàng trống. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An lái xe theo sát phía sau. Cả hai chiếc xe đã nhanh chóng đến nơi ở của Trần Giang. Đây là một khu dân cư bình thường. Sáng nay, Trần Giang đã thuê nhà ở đây rồi sau đó dọn đến. Bởi vì cô biết Đinh Toàn đã có ý đồ với cô và nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên cô không dám ở nhà. Nhóm ba người của Trương Lan Hương xuống xe, chuẩn bị tiến thẳng vào khu nhà. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Trương Lan Hương lại vang lên. Mẹ! Người của hội sói điên nói rằng chỉ để một mình Hoàng Thiên vào đây. Nếu có người thứ hai bước vào, bọn họ sẽ rạch nát mặt con. Trần Giang vừa khóc vừa nói qua điện thoại. Trương Lan Hương sợ đến lặng người, bởi vì bà bật loa ngoài nên những người khác cũng nghe thấy rất rõ ràng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trần Hồng Hà xoa xoa tay, thấp thỏm lo âu như ngồi trên đống lửa. Chị dâu cả,
đừng lo lắng, cứ để Hoàng Thiên tự vào một mình đi. Người của hội sói điên nhìn thấy Hoàng Thiên chắc sẽ thả Trần Giang ra thôi. Trương Định nói. Trương Lan Hương nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên, bà nhanh chóng gật đầu và nói, đúng đó, đúng đó. Hoàng Thiên, cậu còn đứng đó làm gì? Mau đi vào cứu chị Giang của cậu đi. Đúng vậy, cậu còn lề mề cái gì vậy? Sợ sao? Trần Hồng Hà phát bực với Hoàng Thiên, rất không kiên nhẫn. Nhìn thấy tính khí của bọn họ như vậy, Hoàng Thiên thực sự khó chịu. Nếu không nể mặt ông nội thì tôi đã không thèm lo chuyện này rồi. Hoàng Thiên sa sầm mặt, nói với Lâm Ngọc An, Ngọc An, chúng ta đi về thôi. Đồng ý. Lâm Ngọc An gật đầu lia lịa, cô bốc hỏa nãy giờ rồi. Chồng mình đã có lòng tốt đến giải cứu Trần Giang, vậy mà Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà lại còn quát tháo anh ấy. Trương Định cũng chẳng tốt đẹp gì, có khi bây giờ đang thầm rủa chết Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An thật sự tức điên cả người, cùng Hoàng Thiên lên xe, chuẩn bị rời khỏi đây. Này, 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 thấy cơ sự như vậy, Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà rất lo lắng. Nếu Hoàng Thiên mà bỏ đi thì Trần Giang coi như hết cứu. Hội sói điên chỉ cho phép một mình Hoàng Thiên vào, mà cho dù không phải như vậy thì bọn họ cũng không dám xông vào liều mạng với hội sói điên. Hoàng Thiên, Ngọc An y hai đứa đừng giận mà, vừa rồi gì cả lo lắng quá nên mới buột miệng nói thế thôi. Trương Lan Hương vội vàng đi tới trước xe, vừa nói vừa kéo cửa. Trần Hồng Hà cũng không quan tâm đến thể diện nữa, chạy đến, Hoàng Thiên à, gì cả hồi nãy không có ý gì đâu, cậu tuyệt đối đừng để bụng, nhanh vào cứu chị Giang của cậu đã. Đúng vậy, Hoàng Thiên à, vừa rồi bọn họ quá sốt ruột thôi, không cố ý nhắm vào cậu đâu. Trương Định cũng đến đóng giả người tốt, thuyết phục Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An ngồi trong xe không nói lời nào, lần này cô thật sự rất tức giận. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn ba người bên ngoài xe, nói, thật sự là hiếm thấy, các người đang hạ mình cầu xin cái loại phế vật như tôi. Đám người Trương Lan Hương tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ đang phải cầu cạnh Hoàng Thiên nên họ không dám trở mặt nổi nóng. Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà liên tục nói những điều tốt đẹp với Hoàng Thiên, gần như sắp quỳ xuống lạy lục Hoàng Thiên. Nếu như chỉ có Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà, cho dù hai người này dập đầu quỳ lạy 18 lần, Hoàng Thiên cũng sẽ không thèm để ý đến họ. Nhưng nghĩ đến ông ngoại Trương Công Điền, Hoàng Thiên vẫn xuống xe, dù sao anh cũng đã hứa với ông ngoại là sẽ cứu Trần Giang, nên anh nhất định phải làm. Hoàng Thiên hỏi Trương Lan Hương, Trần Giang ở tòa nhà nào, tầng nào? Trương Lan Hương vội vàng nói cho Hoàng Thiên biết địa điểm cụ thể, thấy Hoàng Thiên cuối cùng cũng chịu giúp, bà thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thiên bước vào khu cư xá, trực tiếp hướng thẳng đến tòa nhà của Trần Giang. Đến trước cửa, Hoàng Thiên nhấn chuông. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và Trần Giang xuất hiện trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Trần Giang, thực sự sửng sốt. Đầu tóc Trần Giang rối tung như tổ chim, quần áo xộc xệch, như thể vừa bị ai đó hãm hại. Chết rồi, không lẽ đến trễ rồi, Trần Giang đã bị đinh toàn. Hoàng Thiên rất đau đầu, nhìn lướt qua phòng khách, đúng là không có ai. Trần Giang thấy Hoàng Thiên tới, liền vội vàng đóng cửa lại, sau đó bắt đầu khóc. Đừng khóc, đám người của hội sói điên đâu, đi hết rồi. Hoàng Thiên nhìn Trần Giang, hỏi. Trần Giang càng khóc càng thảm. Kéo Hoàng Thiên đến ghế sofa. Hoàng Thiên không biết Trần Giang định làm gì, bị cô kéo đến sofa. Chỉ thấy Trần Giang đang ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên, nói, Hoàng Thiên, sao anh lại chậm như vậy? Người ta sợ lắm đó nha. Nghe thấy Trần Giang nói như vậy, Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời. Lúc này, vẻ đáng thương của Trần Giang cộng với giọng điệu nói chuyện nũng nịu của cô ta, rõ ràng là đang quyến rũ người khác. Bị người ta hại đến độ này rồi mà vẫn còn tâm trạng đi ve vấn. Hoàng Thiên thực sự đã được mở mang ầm mắt, nếu không phải nội tâm anh mạnh mẽ thì đúng là đã không chịu nổi bộ dạng này của Trần Giang. Dù sao thì Trần Giang cũng là một người đẹp hạng nhất, bất kể là dáng người hay ngoại hình, cô ta đều rất xuất chúng. Đừng làm mấy chuyện vô dụng nữa. Nói cho tôi biết, người của hội sói điên đang ở đâu? Hoàng Thiên nghiêm mặt, hỏi Trần Giang. Anh hung dữ làm gì? Trong phòng chỉ có hai chúng ta, anh không thể nói chuyện dịu dàng một chút sao? Trần Giang nũng nịu nói, thật ra là đang liếc mắt đưa tình với Hoàng Thiên. Không ổn rồi. Hoàng Thiên đã nhận ra có gì đó không ổn, Trần Giang rất khác thường, cô ta đang định làm gì vậy? Đám người của hội sói điên đã bỏ chạy hết rồi, vậy tôi về trước đây.
Nếu cô không dám ở lại đây thì đi với tôi. Hoàng Thiên không nhìn Trần Giang nữa, nói xong thì liền quay người bước ra ngoài. Nào ngờ, Trần Giang đột ngột đứng dậy và ôm lấy Hoàng Thiên từ phía sau. Hoàng Thiên sửng sốt, chính xác thì Trần Giang muốn làm gì? Buông ra, cô muốn làm gì? Hoàng Thiên nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Anh có chút lương tâm nào không vậy? Người ta sợ như vậy mà anh còn định bỏ đi à? Trần Giang nói, ôm chặt lấy Hoàng Thiên, không cho Hoàng Thiên đi. Hoàng Thiên thấy cực kỳ phiền, không hiểu Trần Giang bị chập mạch chỗ nào mà lại dám tùy tiện động chạm. Đang dụ người khác phạm tội hay sao vậy? Hoàng Thiên hất mạnh Trần Giang ra, xoay người lại, chỉ vào Trần Giang, nói, cô đàng hoàng cho tôi. Ba mẹ cô đang ở bên ngoài, bây giờ cô đi theo tôi ra đó. Chân tôi mềm nhũn ra rồi, không đi được nữa, anh cống tôi ra đi. Trần Giang chớp mắt với Hoàng Thiên, mỉm cười nhẹ nhàng. Hoàng Thiên cuối cùng cũng ngầm hiểu rõ, rất có thể là Trần Giang không bị người của hội sói điên làm nhục, nếu không, cô ta sẽ không bao giờ cười vào lúc này. Nhưng tóc tai rối bù và quần áo xộc xệch như thế này là có chuyện gì vậy? Người của hội sói điên chưa từng đến đây, đúng không? Hoàng Thiên sa sầm mặt, lạnh lùng hỏi Trần Giang. Trần Giang sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lại bật cười, những chuyện này không quan trọng, Hoàng Thiên, anh có thấy tôi đẹp không? So với Ngọc An, ai thu hút anh hơn? Tôi thấy cô điên rồi. Hoàng Thiên hoàn toàn không nói nên lời, lập tức xoay người rời đi. Không ngờ, chưa kịp quay đi thì Trần Giang đã bất ngờ ôm chầm lấy anh, sau đó kéo mạnh ra sau. Mẹ kiếp! Hoàng Thiên thật sự không hề đề phòng, bị Trần Giang đột ngột kéo, anh mất thăng bằng, ngã xuống dưới. Như thế rất tốt, cả người đè lên trên Trần Giang. Lúc này, đầu óc Hoàng Thiên ong ong, mùi nước hoa nồng nặc trên người Trần Giang càng khiến anh hoa mắt chóng mặt. Trần Giang được đà, cô ta cười danh mãnh, gân cổ hét lên. Mau đến cứu với, cứu mạng. Hoàng Thiên, anh buông tôi ra, anh muốn làm gì, tên súc sinh này. Trần Giang hét lớn, tiếng hét còn rất thê thảm, thật sự giống hệt như có người định làm hại cô ta vậy. Lúc này, đầu óc Hoàng Thiên quay cuồng. Cuối cùng anh cũng hiểu ra, rằng Trần Giang đang dùng sắc để giở trò nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Hoàng Thiên thật sự là rối như tơ vò, anh muốn đứng dậy nhưng lại bị Trần Giang ôm chặt cổ, nói gì cũng không chịu buông ra. Buông tôi ra, cô đang làm gì vậy? Hoàng Thiên quát Trần Giang. Trần Giang làm sao có thể buông tha cho Hoàng Thiên, vất vả lắm mới ôm được Hoàng Thiên, cô ta sẽ không buông tay đâu. À, tên Hoàng Thiên khốn nạn này, anh muốn làm gì? Anh bình tĩnh lại đi. Trần Giang vừa khóc vừa giả vờ vùng vây. Hoàng Thiên không chịu nổi cô ta nữa. Đang bày trò gì vậy? Làm thế này thì cô ta được lợi gì? Không có thời gian mà nghĩ nhiều như vậy, Hoàng Thiên đẩy mạnh Trần Giang ra, cuối cùng cũng thoát ra được. Trần Giang bây giờ đang sửa sang lại đầu tóc và quần áo, trên miệng nở một nụ cười rất đắc thắng. Ha ha, tôi bảo này, em rể, dáng người tôi tốt hơn Ngọc An nhiều mà nhỉ. Trần Giang cười rộ lên, tràn đầy xinh đẹp, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên giận đến độ mặt cũng biến sắc, Trần Giang có biết xấu hổ không vậy? So với Ngọc An, thân thể của cô kém xa. Trần Giang, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Hoàng Thiên nhìn Trần Giang, lạnh lùng hỏi. Ha ha, em rể tốt của chị Giang gần đây rất thiếu tiền đó nha. 1,4 tỷ trong thẻ của em có thể để chị xài một chút hay không? Trần Giang cười khúc khích. Bước đến khoác tay lên vai Hoàng Thiên, rất lỗ mãng. Hoàng Thiên đẩy Trần Giang ra. Giờ anh có thể thấy rõ ràng rằng chị họ của Ngọc An thật sự quá rẻ tiền. Hóa ra là cô nhắm đến 1,4 tỷ kia, ha ha. Hoàng Thiên cười cười, cuối cùng cũng biết tại sao Trần Giang lại làm như vậy. Đúng vậy, vừa rồi anh vô lễ với tôi như thế, 1,4 tỷ này coi như là bồi thường cho tôi, thấy thế nào? Trần Giang không biết xấu hổ mà hỏi Hoàng Thiên. Đối với Trần Giang, 1,4 tỷ thực sự quá hấp dẫn, nhưng đối với Hoàng Thiên, 1,4 tỷ hoàn toàn không tính là tiên. Nhưng Trần Giang muốn dùng cách này để trang trải tiền bạc, Hoàng Thiên không thể dung túng cho tật xấu này của cô ta. Chuyện này không thể được, nếu tôi đưa cô 1,4 tỷ, chẳng khác nào tôi thừa nhận mình vô lễ với cô. Hoàng Thiên hỏi Trần Giang. Ha ha, anh không thừa nhận cũng không được, vừa rồi anh đè tôi xuống ghế sofa. Nếu Ngọc An biết được chuyện này, em ấy sẽ nghĩ gì? Em ấy có đuổi anh ra khỏi nhà không? Trần Giang cười to, đắc thắng, nháy mắt nhìn Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên thực sự tức điên người, Trần Giang thật sự vì tiền mà không từ thủ đoạn. Muốn đổ tội xấu cho mình sao? Không ngờ cô lại là loại người vô liêm sỉ như vậy. Nhưng cô tính sai rồi, Hoàng Thiên tôi đây sẽ không bị loại người như cô uy hiếp đâu. Hoàng Thiên dứt khoát nói, sau đó xoay người, muốn ra khỏi cái chốn thị phi này. Nhưng khi anh vừa quay đầu lại thì liền nhìn thấy một tên nhóc đứng phía sau, đang cười tâu tuét nhìn anh. Trương Vĩ, sao cậu lại ở đây? Hoàng Thiên nhìn Trương Vĩ, thật sự rất kinh ngạc, tại sao tên nhóc Trương Vĩ lại ở đây? Trương Vĩ nở nụ cười xấu xa, sau đó nói với Hoàng Thiên, anh rể, vừa rồi anh thật là dũng mãnh. Bắt nạt chị Giang của em ghê quá nha, không ngờ anh cũng háo sắc như vậy đấy. Đậu xanh rau má. Hoàng Thiên thầm chửi rủa trong lòng, xem ra anh đã bị răng bẫy rồi. Lúc trước Trần Giang gọi cho Trương Công Điền là xin giúp đỡ cái gì? Rõ ràng là thiết kế ra một cái bẫy để lừa anh vào chồng. Không ngờ Trần Giang chỉ vì tiền mà có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy. Trương Vĩ cũng là đồng phạm, không chừng ý tưởng này là do Trương Vĩ nghĩ ra. Hoàng Thiên đã đoán đúng, chính là do tên nhóc Trương Vĩ gợi ý cho Trần Giang, muốn dùng cách này để lừa tiền của Hoàng Thiên. Cậu vẫn luôn ở đây với Trần Giang. Hoàng Thiên nhìn Trương Vĩ, lạnh lùng hỏi. Trương Vĩ rất đắc chí, cười cười, nói, đúng vậy, những chuyện vừa xảy ra tôi đều thấy cả rồi, tôi sẽ làm chứng cho chị Giang. Muốn đổ oan cho tôi sao? Hoàng Thiên tôi là ai thì mọi người cũng biết rõ quá rồi. Các người đừng hao tâm tổn sức làm gì. Hoàng Thiên nói với Trương Vĩ và Trần Giang, sau đó chuẩn bị rời đi. Anh rể khoan hãng đi, tôi có lòng khuyên anh một câu, bây giờ anh mà đi là sẽ hối hận đó. Trương Vĩ đứng chắn trước mặt Hoàng Thiên, miệng cười nhưng lòng không cười. Hoàng Thiên nổi điên lên rồi, nếu không phải vì ông ngoại Trương Công Điền, Hoàng Thiên đã sớm tát cho Trương Vĩ một bạt tai. Tránh ra! Hoàng Thiên quát Trương Vĩ. Trương Vĩ không những không tránh ra mà còn cười rất bỉ ổi, sau đó bấm vào đoạn video vừa quay trên điện thoại và ấn nút phát. Trong video, Trần Giang đang lớn tiếng kêu cứu và liên tục khiển trách Hoàng Thiên. Còn Hoàng Thiên thì quay lưng về phía máy quay, đè lên người Trần Giang, nhìn từ góc độ này, Hoàng Thiên thực sự đúng là đã vô lễ với Trần Giang. Hoàng Thiên nhìn Trương Vĩ và Trần Giang, hai chị em này đều nở nụ cười đắc thắng, thật khiến người ta ghê tởm. Thực sự là vô liêm sỉ. Vì tiền mà không màng giới hạn, sao lại có thể loại người thân như vậy chứ? Hoàng Thiên không nói nên lời, đương nhiên không thể để Trương Vĩ và Trần Giang tùy ý đổ oan cho mình. Anh đưa tay giật lấy điện thoại của Trương Vĩ. Đang định đập nát điện thoại thì tên nhóc Trương Vĩ lại nói, ha ha, anh đập điện thoại cũng vô ích. Lúc nãy tôi đã gửi cái video này sang điện thoại của một người bạn, đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, ha ha. Ha ha, em Vĩ làm tốt lắm. Trần Giang cười khúc khích một trận, rồi nói với Hoàng Thiên, em rể thì sao? Em rể thấy 1.4 tỷ và tình yêu của đời mình, cái nào quan trọng hơn? Mấy người muốn làm gì thì tùy. Hoàng Thiên nghiến răng sải bước đi ra ngoài. Này này này, đừng có đi, Hoàng Thiên, anh thật sự không sợ tôi sẽ cho chị Ngọc An xem video sao? Trương Vĩ đuổi theo tới cửa và túm lấy quần áo của Hoàng Thiên, không cho Hoàng Thiên rời đi. Chát! Hoàng Thiên thật sự nhìn không nổi nữa, quay người lại, giơ tay tát cho Trương Vĩ một bạt tai. Cái! Trương Vĩ bị đánh đau đến mức hét lên, sưng đỏ cả mặt, cú tát này của Hoàng Thiên rất mạnh. Được được được, nếu như anh đã không biết điều thì cũng đừng trách chúng tôi. Trần Giang cắn môi, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên rồi nói. Trương Vĩ rất không phục, vừa định đánh trả, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Hoàng Thiên, Trương Vĩ sợ tới mức không dám động tay động chân. Hoàng Thiên đi xuống lầu, bước ra khỏi khu nhà. Dù thế nào đi nữa, không thể để Trần Giang và Trương Vĩ đạt được mục đích. Còn hậu quả về sau như thế nào thì Hoàng Thiên cũng không thèm để ý. Muốn như thế nào thì cứ như thế đấy. Bên ngoài khu nhà, Trương Lan Hương và những người khác vẫn đang hồi hộp chờ đợi. Họ không lo lắng cho Hoàng Thiên mà là lo cho Trần Giang, sợ cô ta xảy ra chuyện gì. Lâm Ngọc An đứng ở trước xe, sốt ruột nhìn về phía khu nhà. Rất sợ rằng Hoàng Thiên sẽ bị người của hội sói điên làm hại. Khi Hoàng Thiên đi ra, nỗi lo trong lòng của Lâm Ngọc An mới nhẹ đi phần nào, chạy nhanh đến đón. Hoàng Thiên, anh có sao không? Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên cẩn thận, thấy Hoàng Thiên không bị thương, lúc này cô mới thấy yên tâm. Sắc mặt Hoàng Thiên lúc này rất tệ. Rõ ràng là anh ấy đến cứu Trần Giang,
nhưng sao bộ dạng lại lộn xộn như thể chính mình mới là người vừa bị quấy rối vậy. Lâm Ngọc An rất thông minh, cô đã nhận ra có gì đó không ổn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Ngọc An nhỏ giọng hỏi Hoàng Thiên. Chúng ta về nhà rồi nói. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Lâm Ngọc An. Anh định sau khi về nhà sẽ kể cho Lâm Ngọc An nghe những chuyện xấu xa mà Trần Giang và Trương Vĩ đã làm. Lâm Ngọc An gật đầu, vừa định cùng Hoàng Thiên lên xe thì Trương Lan Hương đã chạy tới. Thế nào rồi, chị Giang của cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại ra ngoài một mình? Trương Lan Hương vội vàng chạy tới, hỏi liên tục. Hoàng Thiên vốn đã rất ghét Trương Lan Hương, vừa rồi Trần Giang vô liêm sỉ như vậy, Hoàng Thiên nhìn thấy Trương Lan Hương thì càng tức thêm. Tự vào xem đi, đừng có hỏi tôi. Hoàng Thiên không hề nể mặt Trương Lan Hương, lạnh lùng nói xong, chuẩn bị lên xe. Thái độ của cậu là sao vậy? Làm sao? Tôi hỏi một chút cũng không được hả? Trương Lan Hương phát hỏa, chỉ tay vào Hoàng Thiên, nói. Hoàng Thiên, mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi, mọi người sốt ruột lắm rồi. Trần Hồng Hà cũng lại gần hỏi Hoàng Thiên, ông ta và Trương Định không dám đi vào bên trong, bọn họ sợ đám người của hội sói điên sẽ xử lý mình. Vào ngay lúc này, Trần Giang và Trương Vĩ chạy từ trong khu nhà ra. Lúc này, quần áo của Trần Giang xộc xệch, tóc tai rối bời, vừa chạy đến đã gào khóc. Bé Giang, con làm sao vậy? Trương Lan Hương hoảng sợ, vội vàng cùng Trần Hồng Hà và Trương Định chạy đến. Trần Giang chỉ tay vào Hoàng Thiên, vừa khóc vừa nói, tên cầm thú này làm nhục con, hu hu hu. Trần Giang càng khóc càng thảm thiết, cuối cùng nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Hoàng Thiên cau mày, anh thật sự không ngờ Trần Giang lại có thể đổ hết rác rưởi lên đầu anh như thế này. Thực sự là không có điểm dừng, quá trơ trến. Bọn người Trương Lan Hương đều chết lặng, Hoàng Thiên làm nhục Trần Giang. Cậu ta làm sao có thể? Hoàng Thiên là cái đồ yếu sinh lý, làm sao có thể háo sắc như thế? Với cả, Trần Giang nhìn thế thôi chứ rất lợi hại, nói cô ta làm nhục Hoàng Thiên nghe còn có lý. Bé Giang, con nói rõ ràng tí đi, tại sao Hoàng Thiên lại làm nhục con? Trần Hồng Hà vội vàng nói. Trần Giang thực sự rất biết cách diễn kịch, bây giờ cô ta đang khóc lóc rất thê thảm. Lúc này Trương Vĩ đi tới, thằng nhóc này làm ra vẻ cực kỳ phẫn nộ, nói với Trần Hồng Hà, dượng cả, cháu nghe nói có người của hội sói điên đang quấy rối chị Giang, nên cháu đến giúp chị Giang. Cháu vừa đánh cho bọn người của hội sói điên chạy mất thì Hoàng Thiên đến. Anh ta vừa vào nhà đã đánh cho cháu ngất xỉu, sau đó làm nhục chị Giang. Nói đoạn, Trương Vĩ chỉ tay vào mặt Hoàng Thiên, tức giận nói tiếp, cũng may là cháu tỉnh dậy kịp thời, đuổi Hoàng Thiên ra ngoài mới cứu được chị Giang. Cái miệng nhỏ của Trương Vĩ ăn nói rất sinh động, khẳng định rằng Hoàng Thiên làm nhục Trần Giang. Hoàng Thiên thực sự muốn tát chết Trương Vĩ. Thằng nhóc này chắc nhai nuốt lương tâm luôn rồi, thật sự quá ghê tởm. Cả Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà nghe xong tức đến nổ phổi, hai vợ chồng xắn tay áo lên, định tới tính sổ với Hoàng Thiên. Thằng khốn mặt người dạ thú, cứ tưởng cậu là đồ phế vật, không ngờ cậu lại có bản lĩnh này. Trương Lan Hương chỉ vào Hoàng Thiên, liên tục chửi rủa. Trần Hồng Hà còn kích động hơn, không nói hai lời, hệt như một nòng pháo chĩa thẳng vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang nóng, lại thêm Trần Hồng Hà và Trần Lan Hương chưa rõ đầu đuôi mà đã gây hấn, Hoàng Thiên tức điên lên. Bắt được nắm đấm của Trần Hồng Hà, Hoàng Thiên mạnh bạo đẩy ra. Thịch! Trần Hồng Hà đẩy ra, đập mông xuống đất, ngã chổng vó. Được lắm, giỏi lắm, thằng khốn Hoàng Thiên, đã làm chuyện không bằng cầm thú mà còn dám hèn hạ đánh tôi. Trần Hồng Hà điên cuồng đứng dậy, lại định ra tay với Hoàng Thiên. Dượng, nói cho rõ ràng đã, đừng có động tay động chân. Lâm Ngọc An vội vàng can ngăn, dù sao cô cũng không tin Hoàng Thiên lại làm ra chuyện như vậy. Trần Hồng Hà cũng bình tĩnh lại một chút, tức giận nói với Trương Vĩ, cháu có quay video lại không? Lấy ra đây xem thử. Trương Vĩ âm thầm đắc ý, từ lâu đã muốn đọ sức với Hoàng Thiên một lần, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội. Cậu ta bấm vào video trên điện thoại, đưa cho Trương Lan Hương và những người khác xem. Trương Lan Hương trợn tròn mắt, xem xong nội dung trong video, bà chỉ muốn giết chết Hoàng Thiên. Trần Hồng Hà và Trương Định xem xong cũng tức đến không thở nổi. Cha, mẹ, chú, mọi người phải đứng về phía con thật không ngờ Hoàng Thiên lại là người như vậy. Trần Giang che mặt khóc nức nở, cô ta quyết tâm khiến Hoàng Thiên không ngóc đầu lên nổi.
Trần Giang vừa khóc vừa nhìn trộm Hoàng Thiên qua kế tay, đắc thắng thầm nghĩ, ai bảo tên khốn nhà anh không biết điều. Nếu anh đã không chịu lấy tiền giải trừ tai họa thì cũng đừng trách tôi. Lâm Ngọc An xem những cảnh quay trong video, trái tim cô như tan nát. Chứng cứ bày ra trước mắt cô, nhân chứng vật chứng đều có đủ, cho dù cô tin tưởng Hoàng Thiên thì bây giờ cũng không khỏi dao động. Hoàng Thiên, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Ngọc An chất vấn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết tình huống này có giải thích sao cũng không rõ ràng được. Ngọc An, người của hội sói điên chưa từng đến đây bao giờ. Trần Giang cố tình ôm anh để Trương Vĩ quay lén, muốn dùng thủ đoạn này để tống tiền anh, lấy 1.4 tỷ. Hoàng Thiên nó rất bình tĩnh, giải thích ngắn gọn. Lâm Ngọc An nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, cô hiểu rõ con người Hoàng Thiên. Mà con người của Trần Giang thì cô càng hiểu rõ hơn. Vì tiền, Trần Giang đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Lâm Ngọc An tin tưởng vào Hoàng Thiên, nhưng Trương Lan Hương và những người khác thì không. Có một đoạn video làm bằng chứng, cộng với việc Trần Giang và Trương Vĩ khẳng định Hoàng Thiên là tên súc sinh, Trương Lan Hương và những người khác đều bị thuyết phục. Khi gió, ý của cậu là con gái tôi không có liêm sỉ mà đi gài bẫy lừa tiền cậu. Trương Lan Hương nổi giận mắng. Đúng vậy đó. Hoàng Thiên thẳng thừng nói với Trương Lan Hương. Cậu biết cách cắn ngược lại người khác quá nhỉ. Hoàng Thiên, cậu coi chúng tôi là con nít à? Nói vậy ai tin? Trương Lan Hương hét lên. Tin hay không thì tùy. Hoàng Thiên không thèm giải thích với bọn họ, khác gì đàn gảy tai trâu đâu. Nhìn Lâm Ngọc An vẫn còn đang kinh ngạc, Hoàng Thiên nói với cô, đi thôi, Ngọc An, chúng ta đi về. Được, chúng ta đi về nói lại chuyện này cho ông ngoại nghe. Nếu Trần Giang thực sự giăng bẫy để lừa anh, em chắc chắn sẽ không tha cho chị ta. Lâm Ngọc An nói xong tức giận liếc nhìn Trần Giang, hiện tại cô cực kỳ tức giận, nếu Trần Giang thật sự vô liêm sỉ như vậy thì cô phải đi tìm công lý cho Hoàng Thiên. Được thôi, chúng ta quay về tìm ông ngoại, để ông ngoại phân xử. Trần Giang không khóc nữa, mạnh mẽ phản công. Bộ phân xử thôi là xong hả? Hoàng Thiên làm nhục con như vậy, nhất định cậu ta phải bồi thường chi phí tổn thất tinh thần. Trương Lan Hương chống hông, nhất định không chịu bỏ qua. Trần Giang đang đợi người nhắc đến chuyện tiền bạc, vừa nghe mẹ nói thế thì cô ta liền gật đầu lia lịa. Trần Giang trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, nói, Hoàng Thiên, nếu anh không muốn làm lớn chuyện, có thể bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi, coi như xong chuyện. Khi Lâm Ngọc An nghe thấy Trần Giang nói như vậy thì trong lòng càng rõ ràng hơn. Xem ra Hoàng Thiên đã nói thật, Trần Giang đúng là vì tiền mà bày ra trò hề này. Thật là đáng ghét. Muốn lớn chuyện thì lớn chuyện, định lừa tiền hả, một cắc tôi cũng không cho chị. Lâm Ngọc An lớn tiếng nói với Trần Giang. Trần Giang nghiến răng tức giận. Phí biết bao công sức mà không lấy được 1 đồng. Cha, mẹ, chú, Hoàng Thiên thật là vô nhân tính, chúng ta phải cùng nhau cho anh A một bài học. Trần Giang hô hào kêu gọi đám người Trương Lan Hương. Hừ, tính thêm cháu vào nữa. Cháu muốn cho cái loại phế vật này một bài học lâu rồi. Trương Vĩ hừ một tiếng, bước đến. Trương Lan Hương cũng có ý định này, bà ta cho rằng Hoàng Thiên đã bắt nạt con gái mình nên phải đánh Hoàng Thiên để chút giận. Ngọc An. Tốt hơn hết là cháu nên tránh sang một bên, đừng để máu bắn lên người cháu. Trương Lan Hương lao lên trước, cảnh báo Lâm Ngọc An. Bà ta muốn cào cấu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy rất phiền phức, lạnh lùng nhìn đám người Trương Lan Hương, chỉ cần bọn họ dám ra tay trước, Hoàng Thiên sẽ không ngại dạy cho bọn họ một bài học. Lâm Ngọc An rất lo lắng, không thể tưởng tượng nổi, một đám người thân trong nhà lại muốn đánh Hoàng Thiên. Cô định kéo Hoàng Thiên ra khỏi đây, nhưng đúng lúc này, một chiếc xe Mercedes-Benz lao tới, theo sau là 2 chiếc Dinbay. Sau khi 3 chiếc xe dừng lại, một người nhanh chóng bước xuống xe Mercedes-Benz, người này có ánh mắt dữ tợn, chính là thủ lĩnh trẻ tuổi của hội sói điên, Đinh Toàn. Mười mấy người khác cũng bước xuống từ 2 chiếc Dinbay, tất cả đều là người của Đinh Toàn. Thực sự đúng như Trần Giang đã đoán, Đinh Toàn không hề có ý định buông tha cho cô ta, nhất quyết phải bắt cô ta qua đêm với mình. Để tránh Đinh Toàn, Trần Giang đã thuê một ngôi nhà trong khu này. Nhưng Đinh Toàn đã nhanh chóng lần ra và đưa người đến. Vì Hoàng Thiên đang bị bao vây bởi Trương Lan Hương và những người khác, Đinh Toàn thực sự không nhìn thấy Hoàng Thiên, chỉ thấy Trần Giang đứng đó. Hi hi, người đẹp, chuyển nhà sao không báo cho anh đây 1 tiếng. Đinh Toàn đưa mắt nhìn Trần Giang, bước tới vài bước. Hơn chục thành viên của hội sói điên ngay lập tức bao vây Trần Giang vì sợ rằng Trần Giang sẽ bỏ chạy.
nhìn thấy Đinh Toàn đến, Trần Giang sợ đến mức hồn bay phách lạc. Xê cha, mẹ, mau cứu con với. Trần Giang run rẩy hét lên. Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà đang chuẩn cho Hoàng Thiên một trận, nhìn thấy hội sói điên đến, hai người như chết đứng. Lúc này, bà không còn quan tâm gì đến Hoàng Thiên nữa, Trương Lan Hương lo lắng đến gần Đinh Toàn, lắp bắp, Đinh. Đinh Toàn, nhà tôi cậu cũng đập nát rồi, sao còn chưa tha cho chúng tôi nữa? Chát! Đinh Toàn không nói gì, vung tay tát cho Trương Lan Hương một bạt tai, dạo một vòng quanh Trương Lan Hương. Đập nhà bà không phải mục đích của tôi. Để tôi nói cho bà rõ, ông đây rất thích con gái của bà, để cô ta đến hầu hạ tôi 2 tháng, tôi sẽ bỏ qua cho các người. Đinh Toàn hừ một tiếng, ngả bài với Trương Lan Hương. Trương Lan Hương sợ hãi đến mức thậm chí không có đủ can đảm để nói chuyện với Đinh Toàn. Trần Hồng Hà và Trương Định cũng sững sờ, bọn họ sợ hội sói điên đến độ rắm cũng không dám thả. Thằng nhóc Trương Vĩ trốn sang một bên, không dám nói gì, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đưa cô ta lên xe. Đinh Toàn tham lam liếc nhìn Trần Giang và ra lệnh cho người của mình. 10 thành viên hội sói điên đồng thanh đáp, rồi lập tức bẻ ngoặt tay Trần Giang ra sau, dẫn cô ta lên xe. Trần Giang chưa kịp làm gì đã bị Đinh Toàn bắt đi, có gì tốt chứ? Cứu với, mau đến cứu tôi với. Trần Giang giãy giụa không ngừng, hét toáng lên. Người của hội sói điên không hề bị ảnh hưởng, đẩy cô ta lại gần chiếc xe Mercedes. Thấy Trần Giang sắp bị bắt đi rồi, Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà hoảng loạn. Dù trong lòng rất e ngại hội sói điên, nhưng vì cứu con gái, Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà không thể bận tâm được nhiều như vậy được, cả hai xông lên muốn cứu Trần Giang. Kết quả có thể lường trước được, 10 người hội sói điên với 2 vợ chồng Trần Hồng Hà, chính là đơn phương bị đánh. Còn Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà, dù hai người có thể đánh nhưng sao có thể đỡ được những đòn đánh của hội sói điên được. Chưa đến 10 giây. Hai người đã bị đánh gục, mặt mũi bầm dập. Trương Định và Trương Vĩ kích động, muốn chạy đến giúp đỡ, nhưng lại sợ hãi không dám tiến lên, đứng ngây ra như phỗng. Ban nãy Đinh Toàn chỉ chú ý đến Trần Giang nên không để ý rằng Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cũng ở đây. Nhưng lúc này, Đinh Toàn nhìn thấy Lâm Ngọc An trước, rồi đột nhiên phát hiện ra Hoàng Thiên. Thình thịch, chống ngực của Đinh Toàn gõ vang, thực sự rất hoảng. Đời này Đinh Toàn không muốn gặp lại Hoàng Thiên một chút nào, vì Hoàng Thiên rất kinh khủng. Hoàng Thiên, anh cũng ở đây à? Đinh Toàn nhìn Hoàng Thiên với vẻ căng thẳng, không biết nên nói gì mới ổn. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đứng cạnh một chiếc xe BYD, cả hai đều chưa lên tiếng. Nếu là trước kia, nhất định Lâm Ngọc An sẽ tiến lên giúp đỡ, nhưng lúc này cô chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Hoàng Thiên thì càng không muốn. Nhìn thấy mấy người nhà Trương Lan Hương bị đàn em của Đinh Toàn đánh, trong lòng anh thấy cực kỳ thoải mái. Cậu Toàn, trùng hợp quá nhỉ? Hoàng Thiên cười nhạt, vẫy tay với Đinh Toàn, ra hiệu cho anh ta. Đinh Toàn hơi giật mình, nhưng vẫn đến trước mặt Hoàng Thiên theo bản năng, rất nghe lời. Anh Thiên! Đinh Toàn ngoài cười nhưng trong không cười, căng thẳng chào hỏi Hoàng Thiên. Lần trước Hoàng Thiên đã trừng trị Đinh Toàn không nương tay, trong lòng Đinh Toàn vẫn còn bóng ma tâm lý. Trương Lan Hương thấy Đinh Toàn cư xử khách khí với Hoàng Thiên như vậy, trong lòng bà ta càng thêm chắc chắn, Hoàng Thiên nhất định sẽ xử lý được đám người hội sói điên này. Hoàng Thiên, cứu gì cả với? Trương Lan Hương kêu gào với Hoàng Thiên. Đúng vậy, Hoàng Thiên nhanh cứu chú bị người ta đánh thê thảm lắm, a la. Trần Hồng Hà ôm đầu, lăn lộn dưới đất. Lâm Ngọc An nghe vậy thì lập tức mềm lòng. Cứ đánh tiếp thế kia thì Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà sẽ bị hội của Đinh hai người Trương Định và Trương Vĩ, nói với đàn em, đừng bỏ qua 2 tên này, đánh nốt cho tao. Vâng thưa cậu Toàn. Đàn em của Đinh Toàn tóm luôn Trương Định và Trương Vĩ sang, đẩy 2 người ngã xuống đất, tay đấm chân đá. Tiếng kêu la rền rĩ vang lên không dứt, 4 người nọ đều bị đánh tơi bời, không ngừng cầu xin Hoàng Thiên cứu mạng. Những ký ức trong đầu Hoàng Thiên vẫn còn đó. Những kẻ vong ân bội nghĩa này không xứng đáng được giúp. Dù có đánh cho cha mẹ không nhận ra, anh cũng sẽ không nương tay. Hoàng Thiên nghĩ vậy, đứng ở một bên lấy một điếu thuốc ra châm lửa, nhàn nhã rít một hơi, đứng ngoài xem chuyện. Trần Giang thấy mình sắp bị đưa đi rồi, cô ta sợ mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn hét lên. 2 tay cô ta túm chặt lấy cửa xe, sợ bị đẩy vào bên trong, bị hội sói điên đem đi. Em rể mau cứu tôi với. Cậu nói với Đinh Toàn một câu đi, đừng bắt tôi đi. Trần Giang kêu đến khàn giọng,
vừa khóc vừa la hét xin Hoàng Thiên giúp đỡ. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Trần Giang đang nhếch nhác thảm hại, ha ha, bây giờ mới nhớ đến em rể à. Sao lúc cô chơi tôi một vố thì không nghĩ đi? Tôi sai rồi, tôi không nên đổ oan cho cậu. Cậu giúp tôi đi Hoàng Thiên, tôi không muốn bị Đinh Toàn bắt đi đâu. Trần Giang kêu khóc, sợ hãi đến mức mặt tái đi, vô cùng tuyệt vọng. Thấy Trần Giang đã nhận lỗi, cuối cùng Lâm Ngọc An cũng thở phào một hơi, xem ra bản thân cô lựa chọn tin tưởng Hoàng Thiên quả là đúng đắn, quả nhiên chuyện là như vậy. Mấy người Trương Lan Hương bị đánh nhưng đều nghe được câu nói vừa rồi của Trần Giang, lúc này bọn họ mới biết, thật sự là Trần Giang đã đổ oan cho Hoàng Thiên. Con nhóc chết tiệt kia, mày hại chết chúng ta rồi. Trần Hồng Hà ôm đầu giận dữ mắng Trần Giang, nếu không phải do Trần Giang gây chuyện thì sao Hoàng Thiên có thể khoanh tay đứng nhìn được. Bọn họ cũng không bị đánh đập đến nông nỗi này. Lúc này Trần Giang cũng hối hận xanh ruột, nếu biết trước hội sói điên sẽ tìm đến thì cô ta đã giữ gìn mối quan hệ với Hoàng Thiên. Tôi đã biết sai rồi, em rể ơi, cậu có thể cứu tôi được không? Ngọc An à, em khuyên Hoàng Thiên đi. Trần Giang run rẩy gọi. Lâm Ngọc An thấy xử lý cũng đủ rồi, đám người này đã bị đánh mặt sưng vù lên rồi, còn Trần Giang cũng bị dọa xón ra quần, thực sự muốn bắt cô ta đưa cho Đinh Toàn làm nhục sao? Hoàng Thiên, người ta đã nhận sai rồi, bỏ qua đi anh. Lâm Ngọc An cầm tay Hoàng Thiên, khuyên nhủ. Thực ra Hoàng Thiên không muốn cho xong chuyện dễ dàng như vậy, những kẻ vô liêm sỉ như thế này, không chừng trị sao cho thích đáng thì sao bọn họ có thể nhớ được. Vậy nên Hoàng Thiên vẫn đứng yên không động, chẳng nói câu nào. Đinh Toàn liếc dọc liếc ngang, tên này rất khôn khéo, anh ta biết những người mình đang đánh kia đều là thân thích của Hoàng Thiên. Dù Hoàng Thiên nhìn như là không quan tâm đến, nhưng Đinh Toàn cũng không dám quá đáng quá. Được rồi, mọi người dừng tay lại hết đi, họ đều là người thân của anh Thiên đấy. Đinh Toàn phất tay với đám đàn em, ra hiệu cho bọn họ thôi. Lúc này mấy người Trương Lan Hương mới thở phào nhẹ nhõm, gian nan kéo nhau đứng dậy, ai nấy đều lôi thôi lếch thếch, mặt đầy máu. Thả cô ta ra luôn đi. Đinh Toàn chỉ Trần Giang. Lúc này hai thành viên đội sói điên mới thả Trần Giang ra, cô ta có cảm giác như vừa đi dạo qua cõi chết về vậy, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến trước mặt Hoàng Thiên. Em rể, may mà có cậu, nếu không tôi tiêu đời rồi. Trần Giang sợ hãi nhìn Hoàng Thiên, khóc lóc. Đối với những lời mà Trần Giang nói, Hoàng Thiên không hề tin. Loại người này mà có liêm sỉ, vậy thì mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây. Đám người Trương Lan Hương cũng lao sang. Bọn họ có cảm giác phải đứng cạnh Hoàng Thiên mới được an toàn, nếu không sẽ bị người ta đánh chết. Anh rể, anh xem bọn kia đánh tôi thành ra thế này này, anh báo thù cho tôi đi. Trương Vĩ bị đánh cho thê thảm, Trương vẻ mặt đau khổ ra nói với Hoàng Thiên. Chát chát, Hoàng Thiên không hề nương tay, cho Trương Vĩ hai cái tát như trời giáng. Khiến cho Trương Vĩ sững người, ôm mặt nhìn Hoàng Thiên, anh rể, sao anh lại đánh tôi? Ai là anh rể của mày? Hoàng Thiên lại giơ tay lên tát Trương Vĩ thêm một cái nữa, phẫn nộ quát. Lẽ ra anh nên dạy dỗ lại thằng em vợ này mới phải, hôm nay Hoàng Thiên không thể nhịn nổi nữa. An Hy, anh cái gì? Hoàng Thiên đạp Trương Vĩ ngã lăn ra đất, chỉ vào mặt cậu ta, xóa video đi ngay. Nếu sau này mày còn dám làm gì tao sẽ đánh cho mày què chân. Trương Vĩ bị dọa xanh mặt, không dám hó hé gì trước mặt Hoàng Thiên nữa, lấy điện thoại ra xóa đoạn video kia đi. Vẫn còn bản dự phòng ở bên chỗ bạn bè của mày đúng không? Hoàng Thiên hỏi Trương Vĩ. Không có không có, lúc nấy tôi gạt anh thôi. Trương Vĩ căng thẳng đáp. Hừ, có cũng chẳng sao, phải để cho mày và Trần Giang nhớ kỹ chuyện xảy ra hôm nay. Hoàng Thiên nói. Trương Vĩ không dám nói thêm câu nào nữa, đến ngày hôm nay cậu ta mới biết, người anh rể này không phải hạng vứt đi, lúc tức giận thật sự rất đáng sợ. Trương Định thấy con trai bị Hoàng Thiên đánh. Lại chẳng dám ý kiến gì, vì ông ta đã bị hội sói điên trừng phạt đủ rồi. Bây giờ người duy nhất để bọn họ nương tựa chỉ có một mình Hoàng Thiên, sao dám đắc tội Hoàng Thiên được nữa? Anh Thiên, nếu mấy người này đều là thân thích của anh thì tôi sẽ không làm gì họ nữa. Ha ha, tôi đi trước đây. Đinh Toàn cười cợt với Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên không để ý đến mình thì tranh thủ dẫn đàn em chạy mất. Cậu chủ, sao cậu lại nể mặt tên Hoàng Thiên đó làm gì? Một thành viên hội sói điên ngồi ở ghế phó lái hỏi Đinh Toàn. Trên gương mặt điển trai của Đinh Toàn hiện lên nụ cười âm ngoan giảo hoạt, ha ha, phía sau Hoàng Thiên chính là Dragon,
không thể liều mạng với bọn này được. Mày cứ chờ đi, tối nay, tao sẽ khiến cho Hoàng Thiên sống không bằng chết. Thấy người của hội sói điên đều đi rồi, lúc này đám người Trương Lan Hương mới thở phào một hơi. Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều than thở, vì đều bị đánh cho bầm dập hết. Mẹ nó, cái hội sói điên này quá độc ác rồi. Trương Định nhổ ra một ngụm bọt máu, lắc đầu phẫn nộ lên tiếng. Trần Hồng Hà cũng nổi giận đùng đùng, ông ta và Trương Định gần tương đương nhau, mặt mũi đều sưng húp. Bằng này tuổi này rồi mà còn bị đánh đấm không ra thể thống gì, thật là quá mất mặt. Tóc tai của Trương Lan Hương rối bù, nhìn còn lôi thôi hơn cả Trần Giang, bây giờ bà ta nghĩ lại vẫn còn sợ. Nhìn lướt qua Hoàng Thiên, Trương Lan Hương cũng biết hôm nay nhờ có Hoàng Thiên nên nhà họ mới thoát, nếu không chưa biết bà ta sẽ bị đánh đến mức nào đâu. Dù là thế nhưng Trương Lan Hương cũng không cảm kích Hoàng Thiên, chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên mà không lên tiếng. Hoàng Thiên cũng chẳng trông mong gì mấy người này cảm ơn mình, những hạng họ hàng như thế này anh đã nhìn thấu rồi. Đi thôi Ngọc An, chúng ta về nhà thôi. Hoàng Thiên kéo tay Lâm Ngọc An, lên xe. Tận bây giờ Lâm Ngọc An vẫn đang tức giận chưa nguôi, ngày trước đám họ hàng này mỉa mai chế giễu Hoàng Thiên chẳng thiếu câu nào, nhưng còn có thể bỏ qua được. Hôm nay Trần Giang và Trương Vĩ làm ra cái chuyện buồn nôn như vậy, Lâm Ngọc An muốn tha thứ cũng không thể tha thứ nổi. Được. Lâm Ngọc An đáp ứng, đi theo Hoàng Thiên lên xe, rồi sau đó rời khỏi nơi này. Thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đi rồi, Trần Giang nhổ một bãi nước bọt. Giang à, con sao rồi? Trương Lan Hương đi qua xem xét cả người Trần Giang, thấy cổ tay cô ta đã bị bóp chặt tím bầm, Trương Lan Hương lắc đầu thở dài. Hứ, lúc nãy chúng ta cầu xin Hoàng Thiên giúp một tay mà thằng đó không chịu giúp. Đúng là tức chết đi được. Trần Giang giận dữ nói. Đúng thế. Nếu Hoàng Thiên sớm nói để hội sói điên dừng tay thì chúng ta cũng không bị đánh thành như thế này. Trương Vĩ cũng hung hăng. Trương Lan Hương nghe vậy thì căn cắn môi, cô ta cũng cho là Hoàng Thiên cố tình để bọn họ chịu đòn nhiều hơn một chút, cũng căm hận Hoàng Thiên. Ôi, nói thì nói thế, nhưng từ giờ trở đi sói điên sẽ để mắt đến cái Giang, sau này chúng tìm con bé gây chuyện thì phải làm sao bây giờ? Trần Hồng Hà thở dài, lúc này ông ta cũng rất lo lắng. Trương Lan Hương nghe xong cũng sốt ruột. Không phải sao, cái gã Đinh Toàn kia luôn muốn bắt Trần Giang về, nếu hôm nay không có Hoàng Thiên ở đây thì chắc chắn Trần Giang đã bị tóm đi rồi, không thể tưởng tượng nổi hậu quả ra sao nữa. Xem ra lại phải đi nhờ cậy Hoàng Thiên rồi, để nó nói với Đinh Toàn một câu, đừng có nhìn ngó Giang nhà mình nữa. Trương Lan Hương đắc ý, gật gù tổng kết. Bà nói dễ nghe quá nhỉ, bà không thấy thái độ của thằng Hoàng Thiên đối với chúng à. Nó sẽ giúp mình chắc. Trần Hồng Hà giận dữ hỏi lại. Ông à, vậy ông nói xem phải làm sao? Bây giờ, ôi, nếu không được nữa thì phải nhờ đến cha thôi, Hoàng Thiên vẫn luôn tôn trọng cha mà. Trương Lan Hương chẳng còn cách nào khác, đành phải đưa Trương Công Điền ra. Cũng chỉ còn cách này thôi. Trần Hồng Hà gật đầu. Mấy người họ đứng bàn bạc trước cổng vào khu nhà, khi đối mặt với hội sói điên cả bọn đều thấy hoảng hốt vô cùng. Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An về đến cửa nhà, di động của anh kêu lên. Nhìn dãy số điện thoại hiển thị trên màn hình, là em gái Hoàng Linh gọi đến. Đã nhiều ngày không gặp em gái, từ sau khi em gái xuất hiện thì Hoàng Thiên chưa từng gặp cô. Anh ơi không ổn rồi, cha bị chó căn bị thương rồi. Đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Hoàng Linh. Trong lòng Hoàng Thiên run lên, chẳng biết dạo này có vấn đề gì, luôn có chuyện xảy ra, mọi người đang ở đâu. Hoàng Thiên vội vàng hỏi. Ở khu Green Star. Hoàng Linh run run đáp. Anh đến ngay đây. Hoàng Thiên nói xong lập tức cúp máy. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Ngọc An hỏi. Em về trước đi, anh phải ra ngoài ngay bây giờ. Được. Lâm Ngọc An thấy Hoàng Thiên không nói, cô cũng không hỏi nhiều, tự mở cửa xuống xe rồi đi về nhà. Hoàng Thiên thấy sốt ruột, không biết cha nuôi bị chó cắn như thế nào, nhanh chóng lái xe đến khu Green Star. Lúc trước Hoàng Thiên bỏ tiền mua một căn biệt thự cao cấp nhất trong Green Star để Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh cùng ở đó, vốn dĩ anh cho rằng hai người sẽ được an toàn, không ngờ Hoàng Phúc Trường lại bị chó cắn. Theo lý thuyết thì trong khu biệt thự cao cấp như vậy an ninh phải rất nghiêm ngặt, sao lại xảy ra chuyện chó làm người bị thương được? Hoàng Thiên vừa đi vừa nghĩ, lái xe đến khu Green Star. Sau khi vào trong, từ xa Hoàng Thiên đã thấy một đám người đang tụ tập. Những người đó đều là cư dân ở đây. Lúc này đang là thời điểm trạng vạng,
nhiều người ăn cơm tối xong thì ra ngoài đi dạo vài vòng. Chưa cần đến gần, Hoàng Thiên đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi, tôi nói cho mà biết, hai cha con cô đừng hòng chạy được nhé, lão già chết dãm kia đá chó của tôi giờ không mở mắt ra được rồi kìa, tôi muốn ông ta phải đền. Bà đừng có mà nói quảng nói xiên, bà thả rông chó để nó cắn cha tôi tự vệ nên mới đá nó. Hoàng Thiên lao ra chắn trước mặt bà ta, quát o. Khiến cho bà ta giật nảy người, sau khi dò xét Hoàng Thiên một hồi thì nhếch miệng cười nhạt. Lúc nãy khi Hoàng Linh gọi điện thông báo cho Hoàng Thiên, bà ta cũng nghe được, nên bây giờ thấy Hoàng Thiên xuất hiện bà ta đã có thể đoán ra, tên ất ơ này nhất định là anh trai của con danh kia. Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh đều mặc những bộ quần áo bình thường, mà Hoàng Phúc Trường sống một đời nghèo khó, đừng nói là mặc trang phục bình dân, kể cả có mặc hàng hiệu thì cũng không che giấu được vẻ tang thương khốn khó của một thời khó khăn. Vậy nên bà ta cho rằng, nếu Hoàng Thiên đã là người một nhà với Hoàng Phúc Trường thì chắc chắn cũng chỉ là hạng nghèo khổ mà thôi. Ha ha, mày là con trai của ông già kia à? Đúng là người một nhà, nhìn hãm giống nhau. Bà béo mỉa mai Hoàng Thiên, thái độ rất coi thường. Hoàng Thiên quan sát bà ta một hồi, mụ béo này ăn mặc quần áo bóng bẩy, trên dưới đeo những vòng vàng lắc bạc, nhìn là biết loại nhà giàu mới nổi vừa thoát ra khỏi cái ao làng. Em gái, em không sao chứ? Hoàng Thiên đỡ Hoàng Linh đứng dậy trước, thấy cô đau đến mức trán đổ mồ hôi, trong lòng Hoàng Thiên thấy vô cùng bất bình. Em không sao đâu, anh mau đưa cha đến bệnh viện đi, cha bị chó cắn nghiêm trọng lắm. Hoàng Linh lo lắng nhìn Hoàng Phúc Trường rồi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên kiểm tra vết thương trên người Hoàng Phúc Trường, thấy cả hai đùi của ông đều bị cắn rách, có những 4-5 chỗ chảy máu. Nhìn cha nuôi bị cắn thành ra như vậy, Hoàng Thiên rất đau lòng. Cha nuôi sống một đời trung thực đâu có dễ dàng gì đâu, vừa được vài ngày yên ổn thì gặp phải chuyện này. Nhìn lướt qua bà béo hống hách nọ, Hoàng Thiên chưa xử lý bà ta vội, trước tiên anh phải đưa cha nuôi đến bệnh viện đã, rồi sau mới lý luận với bà ta được. Cha có thể đi được không? Để con đưa cha đến bệnh viện. Hoàng Thiên dìu Hoàng Phúc Trường, chuẩn bị đưa ông đến bệnh viện. Hoàng Phúc Trường chỉ mong mình đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ông đã chịu đủ những sự vô lý của bà béo này rồi. Nhưng bà ta vẫn bám riết không buông, cứ đòi Hoàng Phúc Trường phải bồi thường, phải cho chó của bà ta đi khám, vì khi Hoàng Phúc Trường bị chó cắn thì đã đá nó một cú, bây giờ nó đang không mở mắt ra được. Được rồi Thiên à, chúng ta đi nhanh đi. Hoàng Phúc Trường khẩn trương nói khẽ với Hoàng Thiên, cố nhịn đau để Hoàng Thiên dìu đi. Thấy Hoàng Thiên muốn đưa Hoàng Phúc Trường đi, bà béo kia không chịu. Mấy người đứng lại ngay. Bà ta dẫn con chó chặn trước mặt Hoàng Thiên, các người muốn đi thì đi à. Đá hỏng mắt cún yêu của tôi rồi, phải nói rõ ràng đã mới được đi. Bà muốn nói cái gì? Hoàng Thiên sầm mặt, nhìn thẳng vào bà béo. Nếu không phải anh đang vội đưa cha đi tiêm vaccine phòng dại thì sao anh có thể bỏ qua cho mụ già này được? Đền tiền chứ còn gì nữa? Chó của tôi bị lão già kia đá, cậu nghĩ cứ thế mà xong à? Bà ta hung hăng chỉ thẳng vào mặt Hoàng Thiên, quát. Là chó của bà cắn cha tôi trước, cha tôi bị bất ngờ nên mới đá nó, sao bà lại dối trá đặt điều như vậy? Hoàng Linh cao giọng đáp trả. À, con danh con thối tha này, mày dám o tiếng với tao thế à? Mày cũng muốn bị chó cắn đúng không? Bà béo trợn trừng mắt la hét, muốn thả chó ra cắn Hoàng Linh. Gâu 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 con chó lớn sủa ầm lên, nó đã được trải qua quá trình huấn luyện nên rất hiểu tâm ý của chủ. Chỉ nhìn thấy người phụ nữ mập mạp đó buông tay khỏi dây xích của con chó lớn đó rất nhanh liền lao về phía của Hoàng Linh. Ai? Hoàng Linh bị dọa sợ tới mức tái xanh cả mặt, nhìn thấy con chó lớn kia sắp lao đến cắn mình, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hoàng Thiên nhìn thấy em gái mình sắp bị con chó kia cắn, anh thực sự tức giận, chạy thật nhanh ra ngoài hướng về phía con chó rồi đá mạnh vào đầu của nó. Ngao nghêu! Con chó lớn kia bị Hoàng Thiên đạp ngã xuống đất. Nó thở hổn hển nằm dưới đất không thể dậy nổi nữa. Bởi vì Hoàng Thiên cũng rất thích chó, cho nên cú đá này của anh sẽ không giết chết chú chó kia, chỉ khiến nó bị khuất phục nằm đó mà thôi. Nếu không phải anh nương tay, con chó đã có thể đã chết rồi. Ai con trai của mẹ. Người phụ nữ mập mạp kia nhìn thấy chú chó bị thương nằm dưới đất bỗng giống như một kẻ điên không ngừng hét lên, chạy nhanh đến trước mặt rồi ngồi bệt xuống dưới đất để kiểm tra chú chó. Con trai của bà ta. Hoàng Thiên nghe xong thật sự không nói nên lời,
người phụ nữ mập mạp này nuôi dưỡng một chú chó rồi coi nó là con trai của mình. Mày chờ đó cho tao, nếu con trai của tao mà có mệnh hệ gì, tao bắt mày phải trả giá bằng tính mạng của mày. Người phụ nữ mập mạp chỉ ngón tay đe dọa Hoàng Thiên, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Chồng à, con trai lớn bị một tên nhóc đánh bị thương rồi, có thể sẽ không sống nổi nữa. Anh mau trở về đi. Những người đi đường xem mà lác hết cả mắt, người phụ nữ béo này mở miệng là nhắc đến con trai, xem ra cô ta thực sự coi chú chó của mình thành con trai rồi. Hoàng Phúc Trường bị dọa sợ tới mức chân phát run, cả đời này ông sống rất lương thiện, nhưng lại sợ nhất là những chuyện như thế này. Nhìn qua thì người phụ nữ mập mạp này trông giống một người có tiền không dễ trêu chọc, hơn nữa lại gọi điện kêu chồng đến đây, như vậy có khi nào lát nữa sẽ xảy ra đánh nhau không? Hoàng Phúc Trường nghĩ đến đây, vội vàng chạy tới kéo Hoàng Thiên lại, Hoàng Thiên à, chúng ta mau rời đi thôi, lát nữa chồng bà ta sẽ đến đây, tới lúc đó mọi chuyện sẽ phiền phức hơn đấy. Hoàng Thiên lúc này thật sự cảm thấy trong người rất khó chịu, người phụ nữ mập mạp này quá mức vô lý, còn thả cho chó tới căn Hoàng Linh, người phụ nữ kia sao có thể ngang ngược như vậy chứ? Cha, có những chuyện sợ cũng vô dụng, đợi một chút con sẽ đưa cha đi bệnh viện sau. Hoàng Thiên nói xong, chắp tay đứng ở ngay đó chờ chồng của người phụ nữ kia tới. Hôm nay nếu anh không giải quyết cho xong chuyện này, sau này Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh sẽ không thể sống yên ổn ở đây. Chuyện này trong lòng của Hoàng Thiên vẫn luôn suy nghĩ rất rõ ràng. Tên nhóc này mày cứ đợi đấy. Lát nữa chồng tao đến, anh ấy chắc chắn sẽ đánh cho mày một trận. Người phụ nữ mập mạp lúc này mới đứng dậy, chỉ tay về phía Hoàng Thiên, buông lời đe dọa. Bai Hoàng Thiên đập bàn tay của người phụ nữ kia sang một bên, điều anh ghét nhất chính là bị người khác dùng tay chỉ vào mặt mình. Nếu bà còn dám lấy tay chỉ vào tôi một lần nữa, thì ngón tay này của bà đừng mong có thể giữ lại. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Người phụ nữ mập nhất thời bị lời này của Hoàng Thiên làm cho sửng sốt, bà ta đột nhiên phát hiện bầu không khí xung quanh Hoàng Thiên có chút đáng sợ, thật sự rất dọa người. Con người chính là như vậy, thấy mềm yếu thì bắt nạt, thấy cứng rắn thì sợ hãi. Thấy dáng vẻ Hoàng Thiên giống kẻ không dễ chọc, người phụ nữ mập kia đã kiềm chế lại rất nhiều. Hừ, chỉ cần mày không chạy, lát nữa tao sẽ khiến mày đẹp mặt. Người phụ nữ mập ậm ừ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest chạy ra từ đám đông và theo sau là hai nhân viên bảo vệ. Khi người phụ nữ mập nhìn thấy người đàn ông mặc vest đi tới, hai mắt cô ta sáng lên đi tới nói, Lê Sơn, anh quản lý khu nhà của chúng ta như thế nào vậy? Làm sao lại có thể để rác rưởi cũng có thể vào ở tại khu nhà của chúng ta, thậm chí còn đá chết con chó của tôi, anh nhất định phải giúp tôi lấy lại công bằng đó. Nói đến đây, người phụ nữ mập chỉ tay vào mấy người Hoàng Thiên đang đứng đó với vẻ ngoài rất ngang ngược. Người đàn ông trung niên này tên là Lê Sơn, là quản lý của khu nhà Hoa Lan này. Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, ông nhanh chóng cùng nhân viên bảo vệ đi tới kiểm tra tình hình. Lê Sơn quá quen thuộc với người phụ nữ mập mạp này, ông biết cô ta là vợ của Vũ Văn Phú, cô ta là một người nữ hung hăng không dễ chọc. Vũ Văn Phú rất nổi tiếng trong khu này. Anh kinh doanh vật liệu xây dựng và có tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng, là một người có quyền có thế. Đối với những người giàu có như vậy, Lê Sơn không dám đắc tội, vì vậy anh ta nhanh chóng cười nói, cô à, trước tiên đừng nóng giận, tôi sẽ giải quyết vấn đề này thật ổn thỏa giúp cô. Vậy thì tốt rồi, nếu không giải quyết được, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với ông chủ của anh. Người đàn bà béo nói. Lê Sơn chán lấm tấm mồ hôi. Anh biết người vợ này của Vũ Văn Phú nói được làm được, chọc giận bà ta coi như anh xong đời. Nhìn đến mấy người Hoàng Thiên, Lê Sơn trong lòng đã có sẵn chủ ý, ba người này thoạt nhìn không giống người có nhiều tiền, những người như vậy rất dễ đối phó. Ba người các anh làm sao vậy? Ai cho các anh vào trong đi lại lung tung như vậy? Lê Sơn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, trợn mắt chất vấn Hoàng Thiên. Chúng tôi là chủ của nơi này, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Thiên có chút buồn bực, hỏi Lê Sơn. Chủ sở hữu của khu này. Lê Sơn nhất thời sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó anh ta trở lại bình thường rồi nở nụ cười khinh thường. Ha ha, tới nói dối mà cũng không biết nói cho hẳn hoi. Anh có biết giá 1 mét vuông cho một căn nhà bình thường ở đây là bao nhiêu không? Chẳng cần phải nói đến mấy căn biệt thự kia, tôi sợ những con số sẽ hù chết anh. Lê Sơn cười nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt đầy sự chế nhạo. Vậy thì anh cứ nói đi, xem mấy con số mà anh nói ra có thể dọa chết tôi không?
Hoàng Thiên nhìn Lê Sơn nói. Lê Sơn cười rất vui vẻ, chỉ tay về phía căn biệt thự có vị trí đẹp nhất, anh đã nhìn thấy căn biệt thự kia chưa? Căn biệt thự đó có giá gần 70 tỷ, đã được một vị đại gia họ Hoàng mua chọn rồi. Sao nào, không dọa anh sợ đấy chứ? Nghe xong lời này, lông mày Hoàng Thiên cau lại, Lê Sơn này cũng thật nực cười quá đi. Ha ha, dù đắt đến mấy thì cũng bị người khác mua rồi. Đến lượt anh ở đây khoe à? Hoàng Thiên cười lạnh hỏi Lê Sơn. Lê Sơn trợn mắt tức giận, còn không phải sao? Biệt thự có đắt tiền đến đâu cũng không phải là của anh ta thậm chí còn không đủ tiền để mua một phòng tắm ở đây. Đừng nói nhảm nữa, anh là người đã đá con chó của bà ấy bị thương có đúng không? Mời anh cùng tôi đến phòng an ninh một chuyến. Lê Sơn trừng mắt nhìn Hoàng Thiên rồi hét vào mặt anh. Khu nhà này thuộc quyền sở hữu của anh à? Hoàng Thiên hỏi Lê Sơn. Tôi là quản lý của khu nhà này, tên Lê Sơn. Sao hả, anh vẫn không phục sao? Lê Sơn lại trợn mắt lên hỏi Hoàng Thiên. Anh cũng không hỏi rõ xem chuyện này đầu đuôi thế nào mà đã giúp bà ta. Hoàng Thiên vừa chỉ vào người phụ nữ mập mạp đang đứng kia vừa hỏi Lê Sơn. Khi nghe những lời này, Lê Sơn cảm thấy rất buồn cười, anh cho rằng anh là chủ của nơi này, là bố mẹ của tôi sao, tôi không giúp cô ấy, không nhẽ lại đi giúp anh. Hơ, hạ ấy là chủ của một căn nhà ở đây, anh đoán xem tôi sẽ giúp ai. Lê Sơn cười chế nhạo. Xin lỗi, chúng tôi cũng là chủ nhà ở đây. Hoàng Thiên nói. Ha ha ha, anh đang đùa với tôi sao? Nếu người như anh mà là chủ nhà ở nơi này, Lê Sơn tôi sẽ chỉ mặc một chiếc quần đùi chạy một vòng quanh khu nhà này. Lê Sơn cười đến nỗi đau cả bụng, nhìn Hoàng Thiên nói. Hai người bảo vệ đi cùng cũng cười ngặt nghẽo, họ cảm thấy lời Hoàng Thiên nói như một trò cười vậy. Người phụ nữ mập mạp khi nghe thấy lời này thì liền chạy tới nói, quản lý Sơn à, anh nên cá với anh ta rằng nếu anh ta không phải là chủ nhà ở nơi này, anh ta sẽ mặc quần đùi và chạy một vòng quanh khu này. Bà nói có lý đấy, he he. Lê Sơn nhìn người phụ nữ mập mạp cười nịnh nọt, sau đó nhìn Hoàng Thiên lạnh lùng nói, anh mau chứng minh đi, nếu như anh thật sự là chủ nhà ở nơi này, tôi sẽ không nói hai lời mà lập tức thực hiện lời nói chỉ mặc quần đùi chạy một vòng ở đây. Còn nếu như anh không phải là chủ nhà ở đây, vậy thì thật ngại quá, anh cũng phải làm việc này. Không chỉ phải làm việc đó mà còn phải nghiêm khắc dạy dỗ anh ta nữa, hừ. Người phụ nữ mập mạp khoanh tay hừ lạnh. Đây là những gì anh nói đó nhé. Hoàng Thiên lạnh lùng liếc nhìn Lê Sơn, rõ ràng là không thèm để Lê Sơn vào trong mắt, đến bên cạnh Hoàng Linh lấy thẻ khóa cửa của căn nhà từ trong túi sách của cô ra, lắc lắc nó trước mặt Lê Sơn. Nhìn rõ chưa, anh có nhận ra đây là gì không? Hoàng Thiên nói. Sao Lê Sơn có thể không nhận ra thẻ khóa này chứ? Nhìn thấy Hoàng Thiên lấy ra thứ này, trong lòng Lê Sơn bỗng thấy hồi hộp không yên. Lúc nãy lời nói cũng đã nói ra hết rồi, nếu như Hoàng Thiên thực sự là chủ nhà ở đây, vậy thì anh ta sẽ rất khổ sở. Cẩn thận nhìn dấu ấn trên tấm thẻ khóa cửa, Lê Sơn trán đầy mồ hôi lạnh. Người này đâu thật sự là chủ nhà ở đây, không những thế còn là chủ nhà của căn biệt thự đắt tiền nhất kia. Lê Sơn hoảng sợ và không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến, đó là một căn biệt thự trị giá hơn 68 tỷ đó, những người có thể mua được căn biệt thự này chính là không có gì ngoài tiền. Sao một người quản lý nhỏ nhoi như anh lại có thể đắc tội với người như thế này cơ chứ? Lại nhìn kỹ Hoàng Thiên lần nữa, Lê Sơn cảm thấy hai chân của mình như mềm nhũn ra đến không đứng nổi nữa. Anh là vị đại gia họ Hoàng kia. Lê Sơn run rẩy hỏi Hoàng Thiên. Còn có thể giả sao? Hoàng Thiên nói xong võ võ vai Lê Sơn, quản lý Sơn à, anh biết tiếp theo phải làm gì rồi phải không? Lê Sơn gần như khóc òa lên khi nghe Hoàng Thiên nói câu này. Anh ta hiểu câu nói của Hoàng Thiên có ý nghĩa là gì? Hoàng Thiên muốn anh ta thực hiện lời hứa lúc nãy của mình là mặc quần đùi chạy một vòng quanh khu nhà. Trước mặt nhiều chủ nhà như vậy, không phải sẽ xấu hổ chết sao? Ở đây còn có cả phụ nữ và trẻ nhỏ nữa mà. Anh Thiên à, anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cứ coi như tôi là cục giám đi. Lê Sơn táo bạo đề xuất với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy trừng mắt, nói, ai là anh của anh? Mọi người ở đây đều rất bận rộn, anh mau cởi bỏ đồ rồi chạy đi. Đừng ở đây kỳ kèo nữa. Chỉ với một lời nói, Lê Sơn như bị kết án tử hình. Lê Sơn vô cùng hối hận về chuyện này, không ngờ Hoàng Thiên lại thật sự là chủ nhà ở nơi này, mà không chỉ là chủ nhà, mà còn là chủ nhà của căn biệt thự đắt tiền nhất.
nếu biết trước chuyện là như thế này, thì có bị đánh chết cũng không nói ra mấy lời nhảm nhí lúc nấy rồi, thật đáng chết mà. Lê Sơn mặt đỏ tía tai, anh ta thật sự hối hận muốn chết rồi. Sao vậy, lời nói ra lại chỉ coi như đánh giấm thôi sao? Hoàng Thiên Sa sầm mặt mày, lạnh lùng hỏi Lê Sơn. Lê Sơn dù sao vẫn phải miễn cưỡng mà làm theo, thật là đáng xấu hổ mà. Anh Thiên, trước mắt chúng ta còn rất nhiều việc phải giải quyết, anh vẫn nên trở lại cho tôi chút mặt mũi đi mà. Lê Sơn nói với Hoàng Thiên. Anh còn không biết xấu hổ mà ở đây đòi thể diện với tôi. Vừa rồi ai là người dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôi? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm lúc này của Hoàng Thiên, Lê Sơn hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng rồi. Một người bình thường có thể bỏ ra gần 70 tỷ chỉ để mua một căn biệt thự. Anh ta lại chỉ là một quản lý khu nhà nhỏ bé mà thôi, làm sao dám xúc phạm đến một nhân vật lớn như vậy chứ? Nếu như anh ta thật sự khiến Hoàng Thiên phát cáu, vậy thì cái chức quản lý này của anh ta đừng mong có thể tiếp tục làm được nữa, nếu làm không tốt, sau này anh ta cũng đừng mong có thể làm được bất cứ việc gì ở thành phố Bắc Ninh này. Trong cơn tuyệt vọng, Lê Sơn uất ức đến mức suýt khóc cởi phăng đi quần áo trên người, chỉ trừ lại chiếc quần, bắt đầu chạy vòng quanh khu nhà. Ha ha hai! Đây là chuyện hiếm thấy đó nha, quá vui mất! Hai, ai kêu anh ta mắt chó không biết nhìn, lại còn thích coi thường người khác. He he, nhanh nhanh chụp lại rồi đăng lên Facebook đi, quản lý khu nhà ở đây đúng là tuyệt vời mà. Những người trẻ tuổi ở xung quanh nhìn thấy đều cười muốn nội thương. Việc vừa xảy ra ở đây mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng rồi, cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị. Người phụ nữ mập mạp kia cũng đã biến mất không còn dấu vết, vừa rồi bà ta nghe rất rõ, căn biệt thự xa hoa đắt giá nhất trong khu thật sự là do người họ Hoàng này mua chọn rồi. Chết tiệt, rõ ràng là giàu như vậy còn giả nghèo để làm gì? Mua được biệt thự gần 70 tỷ này mà cả gia đình lại ăn mặc một cách cổ lỗ sĩ như vậy sao? Người phụ nữ mập chửi thầm trong lòng. Nhưng bà ta nào dám kiêu ngạo nữa, vì bà ta biết rõ, những người giàu có như vậy không nên chọc vào. Bà vẫn muốn ngăn cản chúng tôi. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn người phụ nữ mập trước mặt hỏi. Làm sao người phụ nữ mập kia dám ngăn họ lại nữa chứ? Lúc này bà ta mới liếc nhìn Hoàng Thiên, chỉ là ánh mắt lúc này lại chứa đầy sự ngưỡng mộ. Không, không đâu, anh Thiên, mọi người cứ tự nhiên, tôi về nhà trước. Người phụ nữ mập lo lắng nói. Sau đó xoay người rời đi. Bà đừng đi vội. Hoàng Thiên gọi người phụ nữ mập lại. Anh làm vậy khiến cho người phụ nữ kia cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà ta không biết Hoàng Thiên như vậy là có ý gì. Anh Thiên à, còn có chuyện gì sao? Con trai của bà căn người, vậy mà bây giờ bà lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nữa, vừa rồi bà còn đẩy ngã em gái của tôi, không nhẽ cứ như vậy bỏ qua hay sao? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi bà ta. Người phụ nữ mập nghe vậy vô cùng lo lắng, Hoàng Thiên không muốn cho qua chuyện này phải làm sao mới tốt đây. Anh cũng đã gần chết chú chó của tôi rồi, chuyện này coi như hòa nhau không được sao. Người phụ nữ mập trợn tròn mắt hỏi Hoàng Thiên. Tôi đá con chó của bà là vì bà để cho con chó đó đến cắn em gái tôi. Chuyện ngày hôm nay, bà bắt buộc phải xin lỗi. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Xin lỗi. Người phụ nữ mập đó thật sự không thể hạ mình được. Bà ta đã quá quen với việc kiêu ngạo và độc đoán rồi, làm sao có chuyện bà ta có thể xin lỗi người khác. Nhưng đối mặt với một người đàn ông giàu có như vậy, bà ta nào dám làm căng, chỉ có thể đứng ở đó chần chừ. Đúng lúc này có một người đàn ông trung niên mặt nóng hung hăng xông tới. Phía sau người đàn ông trung niên còn có một thanh niên gầy gò đang chạy theo đến. Người đàn ông gầy gò kia đang cởi trần, có hình xăm ở ngực và lưng, trông rất hung ác, trông rất giống một tên xã hội đen. Chồng ơi, anh đến rồi à? Khi người phụ nữ mập nhìn thấy người đàn ông trung niên đi đến, bà ta không còn sự sợ hãi và chần chừ lúc nấy nữa. Người đàn ông trung niên này là chồng của một phụ nữ mập, tên Vũ Văn Phú. Những năm gần đây, công việc kinh doanh vật liệu xây dựng của Vũ Văn Phú rất phát triển, ông ta kiếm được rất nhiều tiền, tài sản của ông ta phải lên tới hàng trăm tỷ đồng. Có tiền là có sức hút, Vũ Văn Phú ở bên ngoài cũng kết giao không ít bạn bè. Trong đó bao gồm cả người đàn ông gầy gò đi tới cùng ông ta. Vợ à, là tên này đã đá con chó nhà chúng ta sao? Vũ Văn Phú đi tới chỉ vào mặt Hoàng Thiên tức giận nói. Cái gì mà con chó nhà chúng ta chứ? Đó là con trai của tôi. Người phụ nữ mập tức giận nói. Được rồi,
con trai của chúng a được chưa? Tôi chỉ muốn hỏi có phải tên nhóc này đã đá nó phải không? Vũ Văn Phú chỉ vào Hoàng Thiên tức giận gầm lên. Là anh ta đã đá nó, nhưng mà... Người phụ nữ mập mạp đang định nói rằng vị đại gia này không dễ chọc vào đâu, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Vũ Văn Phú đã không kìm được lửa giận, giơ năm đấm hung hăng lao đến đập vào mặt của Hoàng Thiên. Vừa tới liền động tay động chân, Hoàng Thiên cảm thấy rất khó chịu với Vũ Văn Phú này. Hoàng Linh cảm thán, Hoàng Thiên tránh được cú đấm vào đầu của ông ta, liền nhanh chóng trả lại cho ông ta một cái tát. Bốp! Khuôn mặt to béo của Vũ Văn Phú vì cái tát của Hoàng Thiên mà bị va đập mạnh, ông ta sững sờ đứng yên tại chỗ. Bình thường đều là ông ta đánh người khác, chứ người khác nào ai dám đánh ông a chứ? Hơn nữa nhìn Hoàng Thiên chỉ trông như một chàng trai bình thường mà thôi, loại người này hẳn là rất lương thiện mới đúng chứ, sao lại dám đánh lại ông ta? Mẹ kiếp, mày dám đánh tao? Vũ Văn Phú phản ứng lại, vừa chửi bới vừa lao tới đánh Hoàng Thiên. Người đàn ông gầy ao ông ta ngay lập tức ôm lấy Vũ Văn Phú. Anh Phú, đừng làm vậy mày. Người đàn ông gầy gò lo lắng đến mức không biết phải làm sao, chỉ biết đi tới giữ chặt Vũ Văn Phú lại. Vũ Văn Phú trừng mắt, Long à, sao cậu lại ngăn cản tôi? Người đàn ông gầy gò như sắp phát điên, bởi vì anh ta là một trong số những đàn em của Tiêu Tấn, anh ta đã từng gặp Hoàng Thiên, biết Hoàng Thiên là khách quý của Lã Việt. Đến ngay cả đàn anh Tiêu Tấn của anh khi gặp Hoàng Thiên cũng phải cung kính. Đây là anh Hoàng Thiên đấy. Ông không cần tới mạng của mình nữa sao? Kẻ gầy gò nói năng lắp bắp. Ồ, Vũ Văn Phú lập tức bình tĩnh trở lại. Ông ta không biết Hoàng Thiên là ai, nhưng những người trong giới xã hội đen như người đàn ông gầy gò này đều bị sốc khi nhìn thấy Hoàng Thiên. Điều này cho thấy Hoàng Thiên là một người không tầm thường. Hoàng Thiên là ai? Vũ Văn Phú hét lớn. Quay đầu lại tò mò hỏi người đàn ông gầy gò. Người đàn ông gầy gò đi tới nói nhỏ vào bên tai Vũ Văn Phú. Mẹ kiếp! Vũ Văn Phú sau khi biết Hoàng Thiên là ai thì trong người cũng đổ đầy mồ hôi, khi đó ông ta cũng biết bản thân mình gặp họa rồi. Bởi vì người đàn ông gầy nói với ông ta rằng Hoàng Thiên là bạn tốt của ông Tư Long, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ còn vô cùng thân thiết. Vũ Văn Phú dù cho gan có to bằng trời cũng không dám làm cho Lão Việt tức giận. Lúc này ông ta mới thấy sợ đến toát mồ hôi hột. Bốp! Vũ Văn Phú quay đầu lại rồi lập tức giáng cho người phụ nữ mập kia một cái bạt tai, bà già đáng ghét này, bà muốn hại chết tôi sao? Đến ông Tư Long mà cũng dám động vào. Người phụ nữ mập này cũng không phải kiểu người ngoan hiền gì, làm sao có thể chịu đựng được loại bạo lực gia đình này chứ? Vũ Văn Phú, con mẹ nhà ông còn dám đánh tôi sao? Ai kêu ông chưa gì đã đi chọc giận cậu ta? Tôi còn chưa kịp nói vị này là bạn của ông Tư Long không nên trêu vào. Con mẹ nói. Hai người càng cãi vã lớn hơi, cuối cùng lại thành đánh nhau ở nơi công cộng. Nhưng cũng phải nói, sức đánh nhau của người phụ nữ mập này cũng lớn thật. Mặc dù không đủ để có thể đánh lại Vũ Văn Phú nhưng nhìn hai người đánh nhau như vậy cũng là bất phân thắng bại. Một lúc sau, khuôn mặt của Vũ Văn Phú giống như bị mèo cào vậy, trên khuôn mặt đầy những vết xước lớn nhỏ còn bị chảy máu nữa. Người phụ nữ mập kia cũng không khá hơn là bao, mũi thì bị vẹo, hốc mắt cũng bị xanh tím lại, xem ra bị đánh cũng không nhẹ. Nhìn trò hề trước mắt này, Hoàng Thiên thật sự là không nói nên lời. Ông chủ Hoàng Thiên, tôi tên là Long, là cấp dưới của Tiêu Tấn, hì hì. Người đàn ông gầy gò đi đến trước mặt Hoàng Thiên, gật đầu chào hỏi. Hoàng Thiên chỉ nhìn người đàn ông gầy gò không nói gì. Người đàn ông gầy gò không dám nói linh tinh trước mặt của Hoàng Thiên. Lúc này quay người lại quát Vũ Văn Phú và vợ của ông ta, hai người đừng đánh nhau ở đây nữa. Còn không nhanh qua đây xin lỗi ông chủ Hoàng Thiên đi. Vũ Văn Phú và vợ đều là những người rất biết thời biết thế, sau khi cuộc chiến kết thúc, cả hai đều biết rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Đắc tội với một người như Hoàng Thiên, nếu bây giờ bọn họ không xử lý chuyện này cho ổn thỏa thì sau này bọn họ đừng mơ tới một cuộc sống yên ổn. Hai người vội vàng chạy lại xin lỗi Hoàng Thiên. Cuối cùng người phụ nữ mập sợ hãi đến mức phải tới xin lỗi Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh một lần nữa, cầu xin sự tha thứ của bọn họ. Hoàng Thiên à, hay là bỏ qua cho bọn họ đi, tương lai mọi người đều sẽ là hàng xóm của nhau. Hoàng Phúc Trường nhìn Hoàng Thiên, con người ông vốn lương thiện nên không muốn làm lớn chuyện này lên. Hoàng Thiên cũng cảm thấy như vậy là đã ổn rồi, dù có giết người cũng chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, hơn nữa Vũ Văn Phú và vợ của ông ta cũng ta xin lỗi rồi. Chuyện này cũng dừng lại tại đây vậy. Vì vậy,
Hoàng Thiên hoàn toàn phớt lờ họ, cùng với Hoàng Linh đưa Hoàng Phúc Trường tới bệnh viện. Bị chó cắn, bắt buộc phải tiêm phòng, đồng thời cũng cần sát trùng vết thương nữa. Sau khi giải quyết xong những việc này, Hoàng Thiên đưa Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường trở lại biệt thự. Sau khi vừa từ biệt thự đi ra, Hoàng Thiên đang định trở về nhà thì đúng lúc này anh lại nhận được điện thoại của Lã Việt gọi tới. Anh Hoàng, vợ của anh đang ở nhà hàng Thiên Đường của tôi, cô ấy vừa bị một người đàn ông đưa đi rồi. Vợ của anh lại đi cùng một người đàn ông khác. Hoàng Thiên nghe Lã Việt nói vậy trong điện thoại thì vô cùng kinh ngạc. Anh đã đưa Lâm Ngọc An về đến nhà rồi mà sao cô còn tới nhà hàng Thiên Đường làm gì nữa? Cô lại còn đi chung với một người đàn ông. Cô làm những chuyện lạ lùng như vậy làm gì? Hoàng Thiên cảm thấy rất khó tin. Vợ tôi đi cùng ai vậy? Hoàng Thiên hỏi Lã Việt ngay. Hai đứa em của tôi đang lái xe theo đuôi bọn họ. Bây giờ tôi sẽ tới đó ngay. Anh Thiên, tốt nhất bây giờ anh cứ tới nhà hàng của tôi đã rồi làm rõ xem rốt cuộc là ai đưa vợ anh đi. Lã Việt nói trong điện thoại như vậy. Được. Hoàng Thiên cúp máy, tình hình đang có vẻ không ổn. Anh quá hiểu Lâm Ngọc An, bình thường cô không có ai là bạn khác giới cả nên chắc chắn không thể có chuyện tự nhiên cô đi ăn cơm cùng một người đàn ông khác và càng không thể có chuyện cô đi theo người ta được. Còn ai là người đã đưa Lâm Ngọc An đi và vì sao Lâm Ngọc An lại đi theo người đàn ông đó thì phải tới nhà hàng Thiên Đường thì anh mới biết rõ được. Mặc dù có Lã Việt và đàn em đang theo đuôi rồi nhưng Hoàng Thiên vẫn cảm thấy không yên tâm. Bây giờ anh đuổi theo cô thì đã không kịp rồi nên chỉ còn cách tới nhà hàng Thiên Đường trước. Anh nhanh chóng lái xe đi, chưa tới 10 phút sau anh đã có mặt ở nhà hàng Thiên Đường của Lã Việt. Nhà hàng này ở trung tâm của thành phố, lần trước Trương Lan Phương ép Lâm Ngọc An gặp Trịnh Hiếu Phong cũng chính tại nhà hàng này. Hoàng Thiên cũng quen biết Lã Việt ở nhà hàng này. Lúc này bên trong nhà hàng, người quản lý đeo mắt kính kia đã thu xếp, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Người quản lý đeo kính dẫn theo mấy nhân viên phục vụ đứng xung quanh một người phụ nữ. Ngay khi Hoàng Thiên bước vào, người quản lý đeo kính đã nhận ra anh ngay. Ấn tượng của anh về Hoàng Thiên rất rõ ràng, có lẽ cả đời cũng không quên nổi. Anh Thiên, anh đến rồi ạ. Người quản lý đeo mắt kính bước nhanh tới nói mấy câu chào hỏi đón tiếp Hoàng Thiên. Nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của người quản lý kia, anh ta biết đã xảy ra một chuyện lớn rồi. Vợ của sếp Hoàng Thiên bị người ta đưa đi, chuyện này nhất định không phải là một chuyện bình thường. Hoàng Thiên không nói gì cả, trong lòng anh lúc này đang rất hỗn loạn. Anh kinh ngạc nhìn thấy người phụ nữ bị mấy người phục vụ kia bao quanh, hóa ra người phụ nữ đó là Trần Giang. Trần Giang không ở nhà mà tới đây làm gì vậy? Hoàng Thiên cảm thấy hơi khó hiểu. Anh chỉ vào Trần Giang rồi hỏi người quản lý đeo mắt kính, sao cô gái kia lại ở đây? Có thể anh Thiên không biết, vợ của anh đi cùng cô gái kia tới đây ăn cơm. Sau đó có một người đàn ông đi vào và đưa vợ của anh rời khỏi nhà hàng luôn. Người quản lý nói bằng giọng rất tức giận rồi sau đó chỉ vào Trần Giang nói, khi tôi biết được chuyện này tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, nên tôi mới không để cho cô gái kia đi và gọi điện ngay cho ông Lã Việt để thông báo cho anh biết. Ừ, Hoàng Thiên vỗ vai người quản lý đeo kính rồi nghĩ thầm, anh bạn này đúng là rất tận tâm và tỉ mỉ, lần này cũng may có anh ta ở đây. Có chuyện gì vậy Trần Giang? Sao Lâm Ngọc An đi cùng với cô vậy? Hoàng Thiên nhìn Trần Giang rồi hỏi. Hiện tại Trần Giang cũng cảm thấy rất lo lắng, tự nhiên cô bị mấy người phục vụ này giữ lại rồi bây giờ cả Hoàng Thiên cũng đến đây nữa, cô ta biết chắc rằng mình không thể đi khỏi đây được rồi. Hứ, việc gì tôi phải nói cho anh biết? Anh cứ như đang thẩm vấn ấy nhỉ, tôi không muốn để ý tới anh lắm đâu. Trần Giang hừ lạnh một tiếng rồi bày ra vẻ mặt ngông nghênh với Hoàng Thiên. Trước đây Hoàng Thiên cũng không phải chỉ quen biết xã giao Trần Giang, nhưng bây giờ lòng anh đang nóng như lửa đốt rồi. Anh không còn kiên nhẫn để nhìn bộ dạng bây giờ của cô ta. Nếu như cô không nói, tôi sẽ cho cô biết tay. Hoàng Thiên bước vài bước tới trước mặt của Trần Giang. Anh nắm lấy cổ áo của cô ta rồi nhấc cô ta khỏi ghế. Lúc này, lửa giận ngập đầy trong hai mắt của Hoàng Thiên, dường như không có gì có thể khống chế được. Hoàng Thiên như vậy khiến cho Trần Giang vô cùng sợ hãi. Khoảnh khắc ấy Trần Giang tưởng chừng như anh đang muốn giết người vậy. Anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Trần Giang, ngang ngạnh nói lại Hoàng Thiên. Cô ta nghĩ rằng Hoàng Thiên vẫn sẽ chiều mình. Bốp. Hoàng Thiên đang rất lo lắng, anh chẳng còn tâm trạng nào nghe Trần Giang ầm nữa, vậy là một cái tát giáng thẳng xuống mặt Trần Giang. Trần Giang kêu lên một tiếng, vẻ ngang ngạnh ban nấy của cô ta cũng nhanh chóng biến mất.
còn muốn bị đánh nữa không? Trần Giang, tôi nói cho cô biết tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Nếu như hôm nay cô còn giả vờ giả vịt với tôi thì tôi sẽ lột da cô. Một tay Hoàng Thiên túm cổ áo của Trần Giang, một tay chỉ thẳng vào mặt cô ta rồi nắng to. Trần Giang thấy Hoàng Thiên thật sự lo lắng đến phát điên điên rồi, cô ta cũng đang vô cùng sợ hãi. Hoàng Thiên anh bình tĩnh lại đã rồi tôi nói được không? Trần Giang run rẩy nói với Hoàng Thiên. Nói đi. Vâng, tôi nói đây. Ngọc An bị Đinh Toàn đưa đi rồi. Trần Giang nói càng ngày càng bé, không dám nhìn thẳng vào Hoàng Thiên. Đinh Toàn. Hoàng Thiên nghe thấy vậy thì trái tim anh như run lên. Bị Đinh Toàn đưa đi nhất định là có chuyện. Lần đầu tiên Đinh Toàn nhìn thấy Lâm Ngọc An hắn đã lộ rõ sự dâm dê của mình ra ngoài rồi, từ lâu Hoàng Thiên đã nhìn ra chuyện đó. Đinh Toàn nhất định không có ý gì tốt đẹp với Lâm Ngọc An. Một tên háo sắc như vậy mà dẫn Lâm Ngọc An đi. Thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng sao Lâm Ngọc An lại đồng ý đi cùng Đinh Toàn? Hoàng Thiên không nghĩ ra được câu trả lời cho câu hỏi này. Vợ tôi tự nguyện đi theo Đinh Toàn sao? Người quản lý đeo kính nhớ lại rồi nói với Hoàng Thiên, có lẽ là tự nguyện đi cùng. Tôi không nhìn thấy vợ anh phản kháng gì. Nếu như cô ấy có phản kháng thì chúng tôi nhất định không để cho người đàn ông kia đưa cô ấy đi đâu. Như vậy lại càng làm Hoàng Thiên cảm thấy khó hiểu hơn. Anh nhìn Trần Giang, anh biết cô ta còn điều gì đó muốn nói. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Hoàng Thiên hỏi. Trần Giang thấy Hoàng Thiên như sắp điên lên. Nếu cô ta không nói thật hết mọi chuyện thì có lẽ Hoàng Thiên sẽ giết chết cô a không chừng. Trần Giang sợ hãi không dám giấu giếm gì nữa. Cô ta nói với Hoàng Thiên, Ngọc An đã uống loại nước có thể khiến người ta nghe lời nên mới tự nguyện đi theo Đinh Toàn. Trong đầu Hoàng Thiên bỗng có một âm thanh lớn như tiếng nổ phát ra. Sao cô ấy lại theo cô tới đây ăn cơm? Sao cô ấy lại uống loại nước có thể khiến người ta nghe lời? Hoàng Thiên vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Trần Giang. Trần Giang bị vẻ đăng đằng sát khí trên người Hoàng Thiên làm cho sợ run rẩy. Trần Giang nghĩ rằng bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể bị người đàn ông trước mặt giết chết. Tôi và Trương Vĩ hẹn chị Ngọc An ra ngoài ăn cơm, tôi nói với cô ấy là muốn xin lỗi cô ấy. Trần Giang sợ hãi nói cho Hoàng Thiên chuyện đó. Rồi bỏ thuốc vào trong nước uống để Đinh Toàn đưa cô ấy đi. Có phải như thế không? Hoàng Thiên tức giận hỏi. Đúng là như vậy, nhưng do Đinh Toàn ép bọn tôi làm như thế, anh ta nói nếu như chúng tôi không làm theo những gì anh ta nói, anh ta sẽ làm hỏng khuôn mặt tôi và sẽ làm cho Trương Vĩ thành thái giám. Trần Giang nói với Hoàng Thiên bằng vẻ mặt ngây thơ vô tội. Đến bây giờ Hoàng Thiên mới hiểu rõ mọi chuyện, hóa ra tất cả những chuyện này đều là do Đinh Toàn dựng lên. Lúc chiều, Đinh Toàn dẫn theo nhiều người chủ động tới đầu hàng. Nhưng không ngờ hắn còn ủ mưu ra tay với Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên nghĩ thông suốt mọi chuyện, anh nghiến chặt răng, hận không thể làm thịt Trương Toàn ngay lập tức. Hoàng Thiên không nói thêm gì nữa, anh thẳng chân đạp Trần Giang ngã xuống đất. Ái! Trần Giang kêu lên thảm thiết, cô ta bị đạp ra xa cả một mét, mãi nửa ngày sau vẫn chưa đứng lên được. Hoàng Thiên đạp rất mạnh, ngọn lửa giận bùng lên, suýt chút nữa anh đã đạp cho cô ta ruột gan rụng rời. Trương Vĩ đâu? Hoàng Thiên quét mắt nhìn xung quanh. Đúng là thằng danh con đáng chết, chuyện xấu gì cũng nhúng tay vào. Anh Thiên, cậu ta đang trốn dưới gầm bàn chiếc bàn nhỏ. Một người phục vụ tinh mắt đã phát hiện ra Trương Vĩ đang trốn dưới gầm bàn. Hoàng Thiên chau mày, anh cúi người nhìn xuống gầm bàn. Quả nhiên, Trương Vĩ đang co ro ngồi dưới gầm bàn, hai chân cậu a run lên cầm cập vì vô cùng lo sợ. Ra đây ngay! Hoàng Thiên giơ tay lôi Trương Vĩ từ dưới gầm bàn ra. Trương Vĩ sợ hãi kêu gào ầm, anh rể, chuyện này không liên quan đến em. Em chỉ đi cùng chị Giang tới đây thôi. Đúng là cái đồ vô tích sự, một ngày mày không gây chuyện cho tao thì mày không chịu được à. Hoàng Thiên giơ cả hai tay ra, cho Trương Vĩ liền mấy cái tát. Suốt hai ngày nay Trương Vĩ vẫn luôn ăn đòn, bây giờ lại thêm Hoàng Thiên dạy dỗ cậu ta một bài học nữa. Anh rể, anh đừng đánh nữa, nếu trách thì anh phải trách Trần Giang. Thật ra người Đinh Toàn muốn tìm là Trần Giang nhưng chị ta nói rằng Lâm Ngọc An đẹp hơn nên mới bảo em đi gây sự với chị An. Trương Vĩ run như cầy sấy, nói hết sự thật cho Hoàng Thiên nghe, rồi Đinh Toàn mới bảo Trần Giang hẹn chị Ngọc An ra ngoài hôm nay. Còn bảo Trần Giang cho thuốc vào trong nước uống, đến khi chị Ngọc An lơ mơ rồi thì Đinh Toàn sẽ dẫn chị ấy đi.
Hoàng Thiên càng nghe thì càng tức điên, đến bây giờ anh mới hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào. Vì lo lắng cho sự an toàn của Lâm Ngọc An nên Hoàng Thiên không xử lý Trần Giang và Trương Vĩ luôn. Anh đạp Hoàng Thiên một phát thật mạnh rồi nói với người quản lý đeo kính, trông chừng hai người này thật kỹ. Không có lệnh của tôi không ai được phép thả hai người này ra. Vâng, thưa anh Thiên, người quản lý đeo kính trả lời lại ngay. Anh ta cùng mấy người phục vụ giám sát chặt chẽ Trần Giang và Trương Vĩ. Hoàng Thiên không biết Lã Việt có đuổi kịp Lâm Ngọc An hay không nên lấy điện thoại ra và gọi cho Lã Việt. Anh gọi mấy lượt mà điện thoại của Lã Việt luôn tắt máy. Điều anh mong chờ duy nhất đó chính là Lã Việt có thể dẫn theo hai đàn em kia, đuổi kịp Đinh Toàn, cứu được Lâm Ngọc An. Nhưng bây giờ điện thoại của Lã Việt lại tắt máy rồi, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao? Nếu không phải như thế, vậy thì điện thoại của Lã Việt chắc chắn không thể tắt máy vào lúc này được. C. Hoàng Thiên càng nghĩ lại càng trở nên lo lắng, anh cứ nghĩ qua nghĩ lại, sau đó gọi điện thoại cho Tiêu Tấn. Anh Thiên. Sau khi Tiêu Tấn nhận được cuộc điện thoại gọi đến của Hoàng Thiên, hiển nhiên là vô cùng kích động. Anh ta tình nguyện làm việc cho Hoàng Thiên, biết chắc Hoàng Thiên tìm anh ta là có việc gì đó. Triệu tập tất cả các anh em hiện giờ có thể liên lạc lại, tập trung tìm kiếm Đinh Toàn trên phạm vi toàn thành phố. Còn nữa, bây giờ không thể liên lạc được với đại ca Lã Việt của cậu nữa rồi, cũng cho người đi tìm ông ấy đi. Hoàng Thiên nói qua điện thoại. Anh Thiên, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tiêu Tấn tò mò hỏi. Vợ tôi đã bị Đinh Toàn bắt đi rồi, các cậu phải nhanh chóng tìm được cô ấy, có hiểu chưa? Hoàng Thiên lớn tiếng nói. Vâng, hiểu rồi ạ, anh cứ yên tâm đi. Tiêu Tấn nhanh chóng trả lời lại, sau khi cúp điện thoại liền bắt đầu triệu tập đàn em. Lã Việt ở ngoại ô phía tây thành phố Hà Nội, số lượng đàn em lên đến hàng trăm người, mấy tên này, Tiêu Tấn đều có thể thoải mái sai khiến. Hơn mấy trăm tên đàn em này đều là những nhân vật có chút tiếng tăm ở ngoại ô phía tây Hà Nội, tin tức của bọn họ vô cùng nhanh nhạy, muốn tìm một người ở ngoại ô phía tây Hà Nội cũng không phải là vấn đề lớn gì. Rất nhanh, thế giới ngầm của ngoại ô phía tây Hà Nội đã náo loạn đến mức lật trời. Cho dù là một tên đầu gấu nhỏ bé ở góc đường, hay là quyền thủ đánh đấm mua vui cho người khác trong chợ đêm, chỉ cần là ai hoạt động trong thế giới xã hội đen thì cũng đều đã nhận được mệnh lệnh của Tiêu Tấn. Ai nấy đều hận không thể điều động hết thế lực của bản thân để tìm ra Đinh Toàn. Đối với những tên đầu gấu này mà nói, cái tên Đinh Toàn này đã trở nên vô cùng quen thuộc rồi, người đó chính là đại ca của hội sói điên, tiếng tăm vang dội. Đương nhiên rồi, giữa Lã Việt và hội sói điên, những tên đầu gấu này tất nhiên là sẽ thiên vị lựa chọn làm việc cho Lã Việt, dù sao thì Lã Việt mới là ôm trùm số một ở cái đất này. Lúc này, Hoàng Thiên sốt ruột chờ đợi tin tức, anh nhìn Trần Giang và Trương Vĩ. Quát lên, nếu như Ngọc An thiếu mất một cọng tóc nào thì các người chắc chắn sẽ phải xuống mổ hết. Lời này dọa cho Trần Giang và Trương Vĩ sợ chết khiếp, bọn họ cũng hiểu rất rõ, chắc chắn Hoàng Thiên không phải là đang dọa bọn họ. Trần Giang ngược lại không hề cảm thấy hối hận chút nào, bởi vì nếu như không bán đứng Lâm Ngọc An cho Đinh Toàn thì chắc chắn Đinh Toàn sẽ không tha cho cô ta, nếu là như thế thì cô ta chắc chắn sẽ chết rất thảm. Vì muốn bảo vệ bản thân, cô ta chỉ còn cách hãm hại Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều, Đinh Toàn đương nhiên sẽ càng đồng ý chọn việc ra tay với Lâm Ngọc An hơn rồi. Nhưng mà Trương Vĩ lại cực kỳ hối hận, tên này ngày thường có tâm tư không tốt với Hoàng Thiên nên mới phối hợp với Trần Giang lừa Lâm Ngọc An, mời mọc Lâm Ngọc An ăn cơm cùng với Trần Giang, thực tế là lừa Lâm Ngọc An ra ngoài, giao đến tay Đinh Toàn. Bây giờ Lâm Ngọc An đã bị Đinh Toàn bắt đi mất, Trương Vĩ cũng trợn tròn mắt, bởi vì phản ứng của Hoàng Thiên thật sự rất hung tợn. Sợ là lần này Hoàng Thiên sẽ không tha cho cậu ta đâu. Anh rể, không thể trách tôi được, đều là do Trần Giang ở sau xúi giục tôi, muốn trách thì phải trách Trần Giang. Trương Vĩ chột dạ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự là càng nhìn Trương Vĩ lại càng cảm thấy tức giận, thấy tên này còn dám ở đây hoa môi múa mép, Hoàng Thiên lập tức đi qua đạp cho một phát. Tiếng bộp vang lên, Trương Vĩ vừa mới đứng lên đã bị một đạp của Hoàng Thiên đá bay ra xa 4-5 mét. Đụng trúng một chiếc bàn khiến cho chiếc bàn kia cũng bị nứt tan tành. Trương Vĩ đau đớn trợn mắt, hôn mê bất tỉnh. Trần Giang bị dọa đến nỗi không dám phát ra một tiếng phản kháng nào, ngoan ngoãn núp vào trong một góc, không dám mở miệng nói chuyện dù chỉ là một câu. Đúng vào ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hoàng Thiên vang lên. Vừa nhìn qua số điện thoại, không ngờ lại là Lã Việt. Hoàng Thiên vô cùng kích động, vừa nãy liên tục gọi điện cho Lã Việt. Điện thoại của ông ta đều trong trạng thái tắt máy,
khiến cho Hoàng Thiên sốt ruột muốn chết luôn rồi. Anh nhanh chóng nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi của Lã Việt. Anh Thiên, tôi đã cứu được vợ của anh thoát ra rồi, anh không cần phải lo lắng đâu. Ông đang ở đâu? Hoàng Thiên nghe ra được vẻ mệt mỏi trong giọng nói của Lã Việt, vừa kích động cũng lại vừa lo lắng cho Lã Việt. Tôi sắp đến nhà hàng rồi. Lã Việt trả lời lại sau đó cúp điện thoại. Hoàng Thiên sải dài bước chân đi ra khỏi nhà hàng, đứng ở trước cửa chờ đợi. Mấy phút sau, chiếc xe Bentley của Lã Việt dần xuất hiện. Hoàng Thiên thật sự là đã trông mòn con mắt rồi, hướng mắt nhìn vào trong xe của Lã Việt, nhưng lại không thể nhìn rõ được thứ gì. Ken két. Chiếc xe dừng lại trước mặt của Hoàng Thiên. Tiếp sau đó, một tên đàn em của Lã Việt bước xuống từ phía ghế lái, một tên đàn em khác đi xuống từ ghế phía sau, cũng cẩn thận dìu Lã Việt đi xuống. Vừa nhìn thấy Lã Việt, Hoàng Thiên thật sự là đã vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy trên cổ của Lã Việt có một vết chém dài mười mấy cm, ông ta dùng tay của mình che vết thương lại, nhưng vẫn còn chảy máu. Anh Thiên! Lã Việt nhìn về phía Hoàng Thiên, giọng nói của ông ta rất nhỏ, chắc là sợ sẽ động vào vết thương cho nên không dám lớn tiếng nói chuyện. Đừng nói gì cả, mau đi vào băng bó vết thương đi. Hoàng Thiên nói với Lã Việt, sau đó ra hiệu cho hai đàn em của Lã Việt dắt ông ta tiến vào bên trong nhà hàng. Hai tên đàn em của Lã Việt gật đầu đồng ý, dìu Lã Việt tiến vào bên trong. Hoàng Thiên! Lâm Ngọc An từ trên xe bước xuống, giọng nói của cô rất không ổn, sắc mặt thì trắng bệch hết cả, không còn chút máu nào. Hoàng Thiên lập tức đi qua ôm chầm lấy Lâm Ngọc An vào trong lòng, một cái ôm thật chặt, giống như là đang sợ sẽ mất đi cô vậy. Tác dụng của thuốc trong người của Lâm Ngọc An đã không còn tác dụng nữa, bây giờ đầu óc cô đang vô cùng tỉnh táo, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện kia thôi cô lập tức sợ hãi không thôi. Được Hoàng Thiên ôm vào lòng như thế, trái tim đang hoảng loạn của cô cũng an ổn lại rất nhiều, vùi đầu vào lồng ngực của Hoàng Thiên, nước mắt kích động lại tuôn ra. Qua một hồi lâu, Hoàng Thiên mới kéo tay của Lâm Ngọc An, dắt cô vào nhà hàng Giang Sơn. Trong nhà hàng, người đàn ông đeo kính mang theo mấy nhân viên phục vụ, tay chân luống cuống giúp Lã Việt băng bó lại vết thương. Đại ca, mau chóng đến bệnh viện đi, miệng vết thương này của anh thật sự quá sâu. Người đàn ông đeo kính khuyên nhủ Lã Việt. Lã Việt không hổ danh là một người đàn ông mạnh mẽ, bây giờ vết thương đã được băng bó xong xuôi, trạng thái của ông ta cũng đã tốt hơn rất nhiều. Không cần. Lã Việt phất tay, trong đôi mắt nhuốm đậm một ngọn lửa hận thù, tàn ác khiến cho người ta sợ hãi. Tiêu Tấn, tập hợp người lại đây. Lã Việt gọi điện cho Tiêu Tấn, sau khi cúp điện thoại, ngồi ở chỗ đó thở ra hổn hển. Tại sao lại bị thương? Hoàng Thiên nhìn Lã Việt, hỏi ông ta một câu. Lã Việt nghe xong cắn chặt răng, đã hơn mấy chục năm nay ông ta chưa từng chịu đựng sự thiệt thòi lớn đến như thế. Tôi dẫn người đuổi theo ra đến ngoại ô, cuối cùng cũng đuổi kịp Đinh Toàn. Nhưng mà người của bọn chúng lại quá đông, tôi bị thằng danh Đinh Toàn kia chém chúng một đao. Lúc Lã Việt nói đến đây thì khuôn mặt hiện lên vẻ ngại ngùng, ông ta cảm thấy việc này có chút mất mặt. Hoàng Thiên nghe xong thì gật gật đầu, vỗ lên vai của Lã Việt, tỏ ý an ủi. Phần ơn nghĩa này của Lã Việt, Hoàng Thiên đã khắc sâu vào tận đáy lòng, chỉ là lúc này anh không nói gì thôi. Hoàng Thiên, may là có ông Tư Long đến cứu em, nếu không em đã bị tên Đinh Toàn kia. Lâm Ngọc An nói đến đây thì trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Tên cặn bã Đinh Toàn kia, vẫn còn đang ở ngoại ô sao? Ánh mắt của Hoàng Thiên lóe lên tia lạnh căm, bây giờ anh chỉ muốn lột ra tên kia ra cho hả giận. Đinh Toàn tên cặn bã này lại dám động tay với Lâm Ngọc An, còn làm cho Lã Việt bị thương ra nông nỗi này, Hoàng Thiên làm sao có thể bỏ qua cho anh ta? Không biết nữa, sau khi ông Tư Long cứu được em, Đinh Toàn còn dẫn người đuổi theo ra đến tận xe. Lâm Ngọc An trả lời. Hoàng Thiên không nói thêm điều gì nữa. Bây giờ còn có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của Đinh Toàn, chỉ cần từ từ chờ đợi là được. Lúc này Lâm Ngọc An cũng nhìn thấy Trương Vĩ và Trần Giang, cô không thể kiềm chế cơn giận của mình thêm được nữa. Thật sự là có nằm mơ cũng không thể ngờ, hai người chị em họ ruột của cô lại có thể hãm hại cô một cách không thương tiếc như thế. Nếu không có Lã Việt không màng sống chết xông đến cứu cô, thì bây giờ cô bị làm nhục như thế nào, thật sự là không dám tưởng tượng đến. Trần Giang, Trương Vĩ. Lâm Ngọc An giận dữ nhìn hai người kia, lớn giọng gọi cả họ tên của hai người họ. Trần Giang và Trương Vĩ cũng không còn mặt mũi nào để gặp Lâm Ngọc An nữa rồi, lúc này đầu cúi thấp trốn sâu vào trong góc, không dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng.
Lâm Ngọc An đi đến trước mặt bọn họ, chỉ vào Trần Giang nói, chị ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trần Giang biết bản thân mình đã đuối lý, lúc này đứng lên, mặt dày cười với Lâm Ngọc An. Ngọc An hả, em đừng tức giận với chị làm gì, chị cũng chỉ là bị Đinh Toàn kia bắt ép mà thôi, không còn cách nào mới. Bốp bốp, lúc này Lâm Ngọc An đã giận dữ đến tột độ, giơ tay tát lên mặt Trần Giang hai phát. Chúng ta là chị em họ ruột thịt, chị lại có thể tính kế tôi như thế ư? Có phải lương tâm của chị đã bị chó ăn mất rồi không? Lâm Ngọc An lớn tiếng chất vấn Trần Giang. Trần Giang cũng không dám đáp trả lại, khuôn mặt dè dặt khiếp sợ. Chỉ có thể chịu đựng, lúc này đây cô ta cũng chẳng dám đáp trả lại một câu, Hoàng Thiên vẫn còn chưa tính sổ xong với cô ta, cô A nào dám động chạm đến Lâm Ngọc An dù chỉ là một chút. Còn cậu nữa, ngày ngày chống đối anh rể cậu, bây giờ lại bắt đầu hãm hại tôi, có phải hay không? Lâm Ngọc An chỉ tay vào thẳng mặt Trương Vĩ hỏi. Sắc mặt của Trương Vĩ hết xanh rồi lại trắng, bị Lâm Ngọc An hỏi đến thì mồm cũng câm như hến. Vào lúc này, Tiêu Tấn mang theo hơn 20 người đi vào bên trong nhà hàng. Anh Thiên, ông Tư Long, người của chúng ta đã tìm được Đinh Toàn rồi. Tiêu Tấn kích động báo cáo lại với Hoàng Thiên và Lã Việt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Thiên vô cùng hưng phấn trong lòng, anh thật sự không ngờ thế lực của Lã Việt lại to lớn đến mức có thể tìm thấy vị trí của Đinh Toàn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Bị! Hoàng Thiên vẫy tay rồi bước ra ngoài quán. Anh chỉ muốn nhìn thấy Đinh Toàn ngay lập tức, rồi sau đó bẻ cơ thể của tên khốn đó ra thành nhiều mảnh. Lã Việt lập tức đứng lên, theo sau Hoàng Thiên đi ra ngoài. Hoàng Thiên thấy Lã Việt cũng định đi theo liền thuyết phục, ông Tư Long, ông ở nhà chăm sóc vết thương đi, tôi đưa người tới đó là được rồi. Không, tôi sẽ tự tay mình xử lý Đinh Toàn. Lã Việt nói chắc nịch. Hoàng Thiên thấy Lã Việt kiên quyết như vậy nên không còn cách nào khác, đành không thuyết phục ông ta nữa. Với tính khí bộc phát của Lã Việt, nếu không phải là vì muốn tự tay tiêu diệt Đinh Toàn thì sẽ không thể toát ra khí chất ác độc như vậy. Tiêu Tấn lái xe cùng với người của mình dẫn đầu, một vài chiếc xe theo sau. Hoàng Thiên lái xe ở cuối cùng, đi theo Tiêu Tấn ra khỏi thành phố, đến ngoại ô. Đã hơn 9 giờ tối, ngoại thành vốn dĩ cũng không có nhiều người, đến ban đêm thì càng không thấy bóng người nào. Trên một con đường sỏi đá hoang vu, có hai chiếc xe dừng ở đó, cả hai đều nháy đèn pha hai lần. Tiêu Tấn lái xe đi tới gần phía trước, rồi sau đó xuống xe. Chẳng mấy chốc, cả hai chục người của Lã Việt cũng đều xuống xe. Từ trong hai chiếc xe nháy đèn pha đó, có 5-6 người đi xuống, đều là những thuộc hạ đắc lực của Tiêu Tấn. Tiêu Tấn bàn giao việc với 5-6 tên thuộc hạ này xong rồi chạy bước nhỏ tới chiếc xe của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lúc này cũng xuống xe, Tiêu Tấn nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, thằng nhóc Đinh Toàn kia không dám về nhà. Tối nay nó sẽ ở chi nhánh của hội sói điên. Chi nhánh của hội sói điên. Hoàng Thiên chưa từng nghe nói hội sói điên sẽ có chi nhánh gì nên nghi ngờ hỏi. Chính là ở ngôi làng nhỏ phía trước, nếu ai trong hội sói điên từng phạm tội thì đầu sẽ đến đây để ẩn náu. Tiêu Tấn chỉ vào phía trước nói với Hoàng Thiên. Vào ngôi làng đó, nhớ đừng để Đinh Toàn chạy mất. Hoàng Thiên ra lệnh. Tuân lệnh. Tiêu Tấn đáp lại một tiếng, rồi cùng với 30 người của mình lặng lẽ lẻn vào ngôi làng nhỏ trước mặt. Vì sợ làm kinh động tới Đinh Toàn nên không ai lái xe vào làng, mọi người đều im lặng như tờ. Chẳng mấy chốc Tiêu Tấn đã dẫn mọi người đi vòng qua lầu 2 của một tòa nhà bên đường, Hoàng Thiên và Lã Việt cùng nhau đi vào trong sân trước. Tiêu Tấn để lại mười mấy người canh giữ cửa trước và cửa sau, sau đó dẫn theo mười mấy người còn lại đi theo phía sau Hoàng Thiên và Lã Việt. Ai thế? Hoàng Thiên vừa bước tới cửa liền nghe thấy tiếng gào to. Hoàng Thiên sửng sốt vì không thấy ai trong bóng tối u ám đó. Ngay sau đó, có hai thanh niên xông tới đầy ác ý, trong đó có một người lấy đèn pin ra, chiếu thẳng vào mặt của Hoàng Thiên. Bộp! Hoàng Thiên chẳng khách sáo chút nào, giáng một cú đấm mạnh bạo vào mũi của nam thanh niên đó. Ây ai! Người đàn ông cầm đèn pin bị đập tới mức khung cảnh trước trở nên tối sầm lại, phì phò ngất xỉu xuống đất. Một người đàn ông khác vừa chạy vào để báo tin, thì bị Lã Việt đưa chân ra, vấp vào ngã lăn ra, sau đó ông ta lập tức đá một cú vào đầu hắn, khiến hắn ngất đi. Giải quyết xong hai người canh tuần ở cửa, Hoàng Thiên sải bước đi vào. Lã Việt và Tiêu Tấn dẫn người đi theo Hoàng Thiên, mười mấy người xông vào trong. Toàn bộ tầng 1 đều không có động tĩnh gì, sau khi lục soát một hồi,
Hoàng Thiên dẫn người lên tầng 2 trong một căn phòng trên tầng 2, có ánh sáng từ khe cửa, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong. Hoàng Thiên nhẹ nhàng bước tới cánh cửa, anh không xông vào ngay mà dựa vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Ha ha, tối nay cậu Toàn ra tay thực sự không ổi chút nào đâu. Cú chém dao đó quá sắc bén, suýt chút nữa là giết được Lã Việt. Đúng vậy, Lã Việt chẳng là cái thá gì. Ông ta chỉ là ra xã hội sớm hơn cậu Toàn của chúng ta có mấy năm thôi, nếu không thì ông ta còn dám tự xưng là ông trùm của Bắc Ninh này không? Ha ha, cái gì mà ông trùm thành phố Bắc Ninh, hôm nay suýt nữa thì bị cậu Toàn giết chết rồi. Mấy người của hội sói điên hoa chân múa tay, luôn miệng nịnh hót Đinh Toàn. Đinh Toàn nghe vậy rất đắc ý, lúc này mới ho khan một tiếng nói, khụ khụ, chỉ là đáng tiếc, vợ của Hoàng Thiên đã được Lã Việt cứu rồi. Nếu không đêm nay cậu chủ ta đây hẳn sẽ có phúc lắm đây. Cậu chủ Toàn, tôi đang tự hỏi, não của tên Lã Việt này có bị uống nước không? Bị dao cứa vào cổ rồi mà vẫn liều mạng cứu vợ của Hoàng Thiên. Một người của hội sói điên khó hiểu hỏi Đinh Toàn. Đinh Toàn nhấp một ngụm nói, mẹ nó, tôi cũng thắc mắc chứ. Hoàng Thiên có họ hàng gì với Lã Việt không? Đúng là khó hiểu. Ha ha, không sao đâu anh Toàn, vợ của Hoàng Thiên nhất định sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Tôi nghĩ Lã Việt trúng vết dao đó, về sau sẽ không dám lên mặt với chúng ta nữa. Một thằng nhóc cười ha ha. Ha ha, nhóc con nói đúng. Chắc Lã Việt bị anh đây làm cho sợ rồi. Hôm nay có hơi mệt, chờ đến ngày mai, anh đây chắc chắn sẽ bắt được vợ của Hoàng Thiên, để ta xem Hoàng Thiên còn đắc ý mãi được không. Đinh Toàn cười nói. Cậu Toàn đỉnh quá, ha han. Cậu Toàn thật sự giỏi quá, anh em tôi bái phục. Đúng vậy đúng vậy. Cậu Toàn xử lý Hoàng Thiên không phải dễ như chơi sao. Vợ của Hoàng Thiên đúng là đẹp thật, cậu Toàn đúng là có phúc. Một số thành viên của hội sói điên nói không ngừng, tâng bốc Đinh Toàn, về cơ bản đều là đang nghĩ tới Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên càng nghe càng tức giận, anh vốn dĩ đang rất tức giận rồi, giờ lại bị những chuyện này làm cho phát điên. Dầm! Hoàng Thiên nhấc chân, trực tiếp đá vào cửa. Hự a! Một thành viên của hội sói điên đang ở gần cửa nhất bị cánh cửa gỗ bay trúng, ngã lăn xuống đất la hét không đứng dậy nổi. Ây ai! Đinh Toàn giật mình kêu lên một tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào cánh cửa với đôi mắt lưu manh, khi nhìn thấy Hoàng Thiên từ trên trời giáng xuống, hắn thực sự rất kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, một tia phấn khích hiện lên trong mắt hẳn. He he, Hoàng Thiên đúng là to gan nhỉ, lại còn dám một mình đến đây. Đây không phải đến nộp mạng sao? Vừa đẹp, tối nay vừa xử lý hẳn hoi tên Hoàng Thiên này, vừa ép được vợ của Hoàng Thiên đến đây, he he he. Đinh Toàn đã hoang tưởng đến việc cướp được Lâm Ngọc An, từ lâu, cũng đang tưởng tượng làm cách nào để xử lý Hoàng Thiên và chút bỏ nỗi u uất mấy ngày qua. Ha ha, được lắm Hoàng Thiên, còn có thể tìm được nơi này. Mày cũng can đảm lắm đấy, dám một mình xông vào địa phận của tao. Đinh Toàn cười đắc thắng. Lắc đầu đắc ý bước về phía Hoàng Thiên. He he, đồ ngu này, một mình mà dám tới đây, muốn chết sao? Một thành viên của hội sói điên cười tâu toét, nghịch ngợm con dao nhỏ trên tay. Tao bảo này, Hoàng Thiên, mau quỳ xuống trước mặt cậu Toàn mà cầu xin khóc lóc đi, mong cậu Toàn tỏ lòng thương xót và tha mạng cho mày. Đinh Toàn đứng trước mặt Hoàng Thiên, chỉ xuống đất rồi nói, nhưng mà, mày phải gọi điện cho vợ mày, bảo cô ấy đến chơi với tao, ha han. Hoàng Thiên đang cực kỳ tức giận, nhìn thấy Đinh Toàn còn dám đắc ý như vậy, Hoàng Thiên làm sao chịu đựng được. Tự tìm đường chết. Hoàng Thiên giận dữ hét lên, giáng một cú đấm hướng vào mặt của Đinh Toàn. Đinh Toàn đã chuẩn bị từ lâu, tên này lúc đánh nhau thì không hề hồ đồ, nhưng người né được cú đấm của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lập tức đá một cái, đạp mạnh vào bụng của Đinh Toàn. Dầm một tiếng, kèm theo tiếng hét của Đinh Toàn, chỉ thấy Đinh Toàn bị đá ngồi bệt xuống đất. Ôm lấy bụng dưới kêu đau. Chết tiệt, anh em mình lên, giết nó. Thuộc hạ của Đinh Toàn hét lên. Trong phòng có tổng cộng 6 thành viên của hội sói điên, những người này đều là thuộc hạ đắc lực của Đinh Toàn, lúc này từng người đều xông tới Hoàng Thiên. Cùng lúc đó, Lã Việt và Tiêu Tấn mang theo người xông vào, mười mấy người đều cầm gậy gộc như hổ xuống núi, xông vào đánh nhau với các thành viên của hội sói điên cậy nhiều đánh ít, 6 thành viên của hội sói điên đều bị đánh cho chảy máu vỡ đầu. Ngã xuống đất không dậy nổi. Đinh Toàn từ dưới đất bật dậy, trên tay hắn đang cầm một con dao nhỏ, đôi mắt lưu manh đảo quanh, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và Lã Việt. Đừng đến đây, ai bước tới tao sẽ xiên thằng đó.
Ninh Toàn hét lớn, như một con thú bị mắc bẫy. Lã Việt chỉ vào cổ mình rồi nói với Đinh Toàn, Đinh Toàn, đây là dấu ấn mày đã để lại cho Lã Việt tao đây. Mày nói xem tính khoản như này thế nào. Đinh Toàn lúc này không nói nổi một lời nào, không tự chủ được nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Hoàng Thiên không rảnh mà nói nhảm với Đinh Toàn, liền giật lấy gậy của Tiêu Tấn, định xông lên xử lý Đinh Toàn. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Hoàng Thiên đột nhiên xuất hiện mấy người khác, một người trong những người đó dí súng vào sau đầu của Hoàng Thiên. Đừng nhúc nhích, cử động tao sẽ bắn nổ tung đầu của mày. Khẩu súng lạnh lẽo đặt sau đầu Hoàng Thiên làm cho anh giật mình kinh ngạc. Dựa vào cảm giác của mình, anh biết chắc rằng sau đầu anh đang có một khẩu súng và khẩu súng đó chắc chắn là súng thật. Anh chỉ cần nhúc nhích thì đối phương sẽ bắn ngay lập tức và thế là đi đời nhà ma. Người đằng sau lưng anh nói tiếng Việt không sõi lắm, giọng nói mang âm lưỡi cứng ngắc và Hoàng Thiên đoán rằng đó là một người nước ngoài. Anh đang chuẩn bị cho Đinh Toàn một trận thì từ đâu lại mọc ra cái tên này làm cho Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy bực tức. Mấy người Lã Việt nhìn về phía sau của Hoàng Thiên, bọn họ cũng không dám động thủ vì Hoàng Thiên đang bị dí súng vào đầu. Nếu bọn họ dám làm gì chọc giận đến đối phương thì tên kia nhất định sẽ bắt chết Hoàng Thiên. Đinh Toàn nhìn về phía sau lưng của Hoàng Thiên, trên mặt anh ta xuất hiện một nụ cười đắc ý. Đây là tay sát thủ mà Đinh Toàn đã chuẩn bị phòng những lúc bất chắc. Ha ha, mày nghĩ có Lã Việt giúp đỡ là mày có thể đối phó lại tao à? Đinh Toàn cười nham hiểm, gã đến trước mặt Hoàng Thiên rồi giễu võ dương oai. Hoàng Thiên biết chuyện tối nay sẽ căng như vậy, có nhiều người cũng không ích gì. Bây giờ đối phương đang có súng, chuyện sống chết gần trong gang tấc. Hoàng Thiên đang định quay lại xem phía sau là ai thì người đằng sau trầm giọng nói, không được động đậy. Động đậy là tao bắn chết. Nói rồi. Người kia dí sát mũi súng vào sau đầu của Hoàng Thiên. Sao hả gã họ Hoàng này? Mày phục chưa? Ninh Toàn cười đắc ý hỏi Hoàng Thiên. Mày còn làm việc với người nước ngoài à? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Ninh Toàn. Ha ha, không phải mày cũng làm việc với người nước ngoài à? Sai lầm lớn nhất mà mày mắc phải chính là không biết gọi sói điên bọn tao mạnh đến cỡ nào. Ninh Toàn cười phá lên rồi vung tay thụi hai phát vào bụng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đành cắn răng chịu đòn. Anh cũng chẳng còn cách nào khác, người đứng dưới mái hiên thấp không thể không cúi đầu. Nhìn vẻ kiêu ngạo của Đinh Toàn, Hoàng Thiên hiểu rằng chiều nay mặc dù Đinh Toàn cúi đầu trước mặt anh, cố tỏ ra yếu hèn nhưng thực chất gã này vẫn luôn đối đầu với anh. Đúng là quỷ quyệt, nếu Đinh Toàn không cố tỏ ra yếu hèn trước mặt anh thì anh đã không mất cảnh giác như thế rồi để lâm vào tình thế bị động như bây giờ. Đinh Toàn thấy đánh vậy vẫn chưa đủ nên định tiếp tục đánh vào mặt của Hoàng Thiên. Nhưng anh ta mới nắm tay lại thì Lã Việt đang ở bên cạnh đã ra tay. Cây gậy trong tay của Lã Việt quật thẳng vào cánh tay của Đinh Toàn. Rắc! Cánh tay phải của Đinh Toàn bị Lã Việt đánh gây. Anh ta đau đớn kêu gào thảm thiết. Mày không muốn sống nữa à? Gã đàn ông đứng đằng sau Hoàng Thiên điên tiết lên và chĩa súng về phía Lã Việt, chuẩn bị bắn Lã Việt. Bụp! Hoàng Thiên cũng kịp quay người lại và tống một cùi chỏ vào bụng của gã đàn ông đứng sau. Tiếng súng vang lên nhưng may Hoàng Thiên quay người kịp thời và cho gã kia một phát nên đầu đạn đi lệch hướng, không trúng Lã Việt. Vào khoảnh khắc của ánh sáng từ đá lửa lóe lên, bầu không khí như đông đặc lại, tất cả mọi người đều sững sờ khi tiếng súng vang lên. Grusen, bắn chết chúng nó đi. Ninh Toàn kéo lê cánh tay đã bị gãy rồi hét lên với Grusen một cách điên cuồng. Gã đàn ông cầm súng này đến từ châu. Tên gã là Grusen, là một sát nhân nổi tiếng hàng đầu thế giới. Hắn đã từng nhúng tay vào không ít những vụ án lớn. Lần này, người cha đinh mạnh của Đinh Toàn đã bỏ ra rất nhiều tiền thuê Grusen về để đối phó với Hoàng Thiên và Lã Việt. Đinh mạnh từ lâu đã thèm muốn vị trí của Lã Việt, ông ta luôn mơ ước trở thành ông trùm thế giới ngầm ở thành phố Bắc Ninh này. Và một lý do quan trọng khác là Đinh mạnh muốn giết Hoàng Thiên để trả thù cho con trai. Lúc đó, ngay cả khi Đinh Toàn không hét lên thì Grusen cũng sẽ nổ súng giết người. Đi gặp Diêm Vương đi. Grusen chĩa súng vào người Hoàng Thiên rồi chuẩn bị bóp cò. Anh Thiên cẩn thận. Lã Việt đang đứng bên cạnh đó thấy thế thì hét lên và đẩy Hoàng Thiên ra. Theo quán tính, Lã Việt nhào sang và đứng đúng vào chỗ Hoàng Thiên vừa đứng lúc nãy. Bảng! Súng nổ và rồi Lã Việt hét lên một tiếng. Gã kia đã bắn chúng vào vai phải của Lã Việt. Máu ồ ạt chảy ra. Cơn đau dữ dội sau khi bị bắn xong không phải điều mà những người bình thường có thể chịu đựng được.
một người mình đồng gia sát to lớn như Lã Việt cũng không nổi cơn đau này, ông ta đau đớn đến mê man rồi ngất đi. Lã Việt ngã bịch một cái xuống đất. Hoàng Thiên không nhìn thấy Lã Việt bị thương ở đâu. Khi thấy Lã Việt ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên của Hoàng Thiên chính là nghĩ rằng Lã Việt đã chết. Lã Việt đã đỡ phát súng này thay cho Hoàng Thiên. Trong lòng anh ngoài sự biết ơn dành cho Lã Việt ra thì còn lại là sự phẫn nộ. Không đợi Grusen bắn đến phát thứ hai, Hoàng Thiên đã ra tay trước và quật cây gậy vào cổ tay của Grusen. Hoàng Thiên đánh trúng vào cổ tay của Grusen, khẩu súng trên tay của gã ta cũng rời khỏi tay. Cổ tay của gã sưng lên một cục, to như cái bánh bao nên Grusen đành phải đưa súng sang tay trái. Gã chưa kịp nhắm bắn thì Tiêu Tấn đã dẫn theo người xông vào trong. Báo thù cho anh Lã Việt. Tiêu Tấn dẫn người xông vào và hét lớn lên. Đám đàn em này của Lã Việt đều rất trung thành nên khi cả đám thấy Lã Việt bị bắn thì đều giận sôi máu. Khi đã vào trận, những kẻ đã sôi máu lên thường giành được chiến thắng. Cả đám của Tiêu Tấn cùng xông lên và rồi dạy dỗ cho Grusen một bài học. Bọn khốn nạn, chúng mày đừng qua đây. Grusen hoảng loạn, gào lên cảnh cáo đám Tiêu Tấn bằng thứ tiếng Việt không sói. Mấy tên tay chân cầm gậy đánh tới tấp lên đầu và lên người của Grusen khiến một kẻ to cao vạm vỡ như Grusen cũng phải gào lên đau đớn. Khi không thể chống cự được nữa, gã đành tìm cách quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng này. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, vừa rồi Grusen còn ngông cuồng như thế mà sau khi ăn một trận đòn đã cun cút cắp đuôi bỏ chạy. Mấy tên của hội sói điên cũng theo đuôi Grusen trốn ra ngoài. Vừa thấy Grusen bỏ chạy thì mấy tên kia cũng chạy theo. Rút nhanh. Đinh Toàn ra lệnh cho 6 tên tay chân trong hội sói điên đang đứng xung quanh anh ta và Đinh Toàn nhảy ra khỏi cửa sổ trước. 6 tên tay chân của hội sói điên lợi dụng lúc hỗn loạn trốn theo Đinh Toàn ra ngoài. Bọn chúng đang ở tầng 2 nên có nhảy từ cửa sổ xuống cũng không xây sát mấy. Và rồi ngay lập tức ở bên ngoài cũng có một cuộc hỗn loạn xảy ra. Lúc trước Tiêu Tấn đã để lại mấy chục đàn em ở bên ngoài, định để đánh nhau một trận với đám của Đinh Toàn. Đinh Toàn không dám đánh nhau với đám của Tiêu Tấn nữa nên đành dẫn theo 6 tên đàn em chui qua lỗ chó và trốn ra ngoài. Anh Thiên, anh muốn đuổi theo không? Tiêu Tấn tức giận hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Đừng đuổi theo nữa, đưa Lã Việt tới bệnh viện trước. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Vâng ạ. Tiêu Tấn nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Thiên rồi cùng mấy người nữa đưa Lã Việt ra ngoài. Cả đám người nghe theo chỉ đạo của Hoàng Thiên và cùng nhau ra bên ngoài. Hơn chục người bên ngoài định đuổi theo Đinh Toàn nhưng cũng bị Hoàng Thiên ngăn lại. Hoàng Thiên hiểu rõ một đạo lý, rằng không nên dồn chó vào đường cùng. Grusen có súng trong người, mà Hoàng Thiên không muốn anh em nào bị thương nữa. Hoàng Thiên chỉ đạo tất cả anh em lên xe trở về lại thành phố Bắc Ninh. Trên đoạn đường đưa Lã Việt đến bệnh viện, Hoàng Thiên thực sự rất lo lắng. Nghĩ đến chuyện Lã Việt đã đỡ giúp mình một phát đạn, Hoàng Thiên càng tức giận hơn. Tên Grusen đáng chết này, Hoàng Thiên này nhất định sẽ không tha cho hẳn. Bác sĩ, tình hình của ông ấy thế nào rồi? Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Hoàng Thiên đã bước lại hỏi vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng. Bệnh nhân không còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa, vị trí trúng đạn không phải là vị trí chí mạng. Có điều chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Bác sĩ nhìn Hoàng Thiên rồi cẩn trọng nói từng ý một. Thực sự người bác sĩ cảm thấy rất bối rối. Ông không đoán được Hoàng Thiên làm công việc gì và tại sao người kia bị bắn. Hoàng Thiên không nói gì cả, chỉ cần Lã Việt không sao là tốt rồi. Về việc bệnh viện gọi điện báo công an, Hoàng Thiên nghĩ rằng họ cũng chỉ làm việc theo quy trình thôi, điều đó có thể thông cảm được. Anh Thiên, bây giờ phải làm thế nào? Tiêu Tấn hỏi Hoàng Thiên. Phải làm như thế nào? Tất nhiên là trả thù. Lã Việt trúng một phát đạn suýt nữa thì mất mạng. Hoàng Thiên sao có thể bỏ qua mối thù này? Còn gã Đinh Toàn đáng chết kia nữa, hắn đã đấm 2 phát vào bụng Hoàng Thiên. Anh không thể tha cho hắn được. Đêm nay sẽ tiêu diệt hội sói điên. Hoàng Thiên nghiến răng, trầm giọng nói. Tôi hiểu rồi. Tiêu Tấn chỉ đợi câu nói này của Hoàng Thiên. Hiện tại Lã Việt không chỉ đạo anh em được nữa nên lời của Hoàng Thiên cũng giống như lời của Lã Việt. Tiêu Tấn tuyệt đối nghe theo lời của anh. Ngay sau đó, Tiêu Tấn gọi điện thoại cho anh Duy Tân. Báo tập hợp hàng trăm anh em dưới trướng Lã Việt ngay lập tức. Anh Thiên, anh em đều đang chờ sẵn rồi, khi nào chúng ta xuất phát vậy? Tiêu Tấn hỏi Hoàng Thiên, Tiêu Tấn rất nóng lòng muốn xông vào hang ổ của hội sói điên ngay lập tức. Lã Việt đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nên Hoàng Thiên thấy yên tâm hơn nhiều.
đã đến lúc bọn họ phải ra tay rồi. Bây giờ xuất phát, bao vây hang ổ của hội sói điên. Hoàng Thiên đưa tay ra lệnh. Tiêu Tấn nghe lệnh, cùng Hoàng Thiên ra khỏi bệnh viện. Lúc này đã có rất nhiều người tập trung trước cửa bệnh viện. Nhưng số đông anh em đã nhận lệnh của Hoàng Thiên và tới hang ổ của hội sói điên ở ngoại ô. Anh Thiên, em tới đây. Anh Phó Dân theo mười mấy người đến chào hỏi Hoàng Thiên hành động. Hoàng Thiên nói xong hai chữ này thì bước ra xe trước. Đám đàn em thấy vậy thì cùng lái xe rời khỏi bệnh viện, đi tới hang ổ của hội sói điên. Một lúc sau, Hoàng Thiên dẫn theo anh em tới hang ổ của hội sói điên ở ngoại ô. Vừa xuống xe, Hoàng Thiên đã nhìn thấy một cảnh tượng rất ấn tượng. Người của Lã Việt đều đã ra quân hành động, mười mấy chiếc xe đã bao vây hang ổ của hội sói điên. Xung quanh đen đặc là người nhưng khung cảnh không hề hỗn loạn. Những người dưới trướng Lã Việt đều là những người đã được huấn luyện bài bản. Giờ phút này, nhiều người như vậy cùng đứng đó chờ nghe lệnh của Hoàng Thiên. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Thiên trải qua cảm giác này. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có thời giờ để cảm nhận cảm giác vinh quang này. Hiện tại trong đầu của anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là bắt được hai kẻ đáng chết Đinh Toàn và Grusen. Hoàng Thiên phải xử lý chúng để báo thù cho Lã Việt. Anh Thiên, bây giờ chúng ta xông vào được chưa? Tiêu Tấn đến hỏi Hoàng Thiên. Anh Thiên, chỉ cần anh ra lệnh, tôi sẽ lập tức dẫn anh em đi xử lý bọn hội sói điên. Anh Phó xoa xoa đầu mình rồi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không hề nghi ngờ sự dũng cảm của hai người này nhưng Grusen có súng trên người. Nếu anh em cứ như vậy mà xông vào thì chắc chắn sẽ có thương vong. Suy nghĩ một hồi, Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn và anh Phó, hai người dẫn anh em bao vây nhà họ Đinh thật kỹ, không được để một kẻ nào thoát. Chúng ta không tấn công sao? Anh Thiên, chúng ta có rất nhiều người. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chúng tôi cũng nhất định phải san bằng hội sói điên. Anh Phó nôn nóng hỏi Hoàng Thiên. Cứ để anh em bao vây trước đã, xem bọn chúng có chịu đầu hàng không. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Được. Tiêu Tấn và anh Phó không nói gì nữa mà lập tức dẫn anh em bao vây thật chặt nhà họ Đinh, đến một con ruồi cũng không để lọt. Bên trong, người nhà họ Đinh không hề có động tĩnh nhưng bọn chúng nhất định biết chuyện mình đã bị bao vây. Bọn chúng đang ẩn núp và không dám lộ diện. Vừa bao vây nhà họ Đinh xong thì có một cặp vợ chồng trạc 60 tuổi, vừa lau nước mắt vừa đi đến trước mặt của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hơi bất ngờ khi thấy điều này. Đằng xa có khá nhiều người đến xem náo nhiệt nhưng không một ai dám lại gần. Làm sao mà cặp vợ chồng này lại dám đi qua đây? Chào các đồng chí, các anh chắc đang mặc thường phục nhỉ? Ở đây anh là người có quyền quyết định, phải không? Người đàn ông đi đến rồi hỏi Hoàng Thiên với nét mặt đầy sự mong đợi. Hoàng Thiên thấy hơi ngại khi người đàn ông lớn tuổi kia nghĩ anh là người đang thực thi công vụ. Nhưng đó cũng là chuyện tốt, vì có thể tránh gây ra những sự sợ hãi không cần thiết. Đúng vậy, tôi nắm quyền quyết định ở đây. Xin hỏi ông có chuyện gì vậy? Hoàng Thiên nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi kia, hỏi ông bằng giọng nghi hoặc. Ông cụ nghe thấy vậy thì bật khóc nức nở. Hoàng Thiên bị ông lão làm cho sửng sốt, anh vừa định giải thích thì người phụ nữ kia cũng khóc và nói với anh, đồng chí, cuối cùng các đồng chí cũng tới để đòi lại công bằng cho chúng tôi rồi. Các chú mau bắt Đinh Mạnh, ông chủ của hội sói điên đi. Hắn ta không phải là con người. Có chuyện gì vậy? Hoàng Thiên nghiêm mặt hỏi. Vợ chồng chúng tôi có một đứa con gái. Nó mới học năm thứ hai đại học, Đinh Mạnh thấy nó ưng mắt nên đã bắt con bé nhốt vào trong nhà của hắn rồi. Đã mấy ngày rồi con bé không được ra ngoài. Bà cụ đau lòng khóc nức nở. Bà vừa khóc vừa lấy tay đấm vào ngực. Đinh Mạnh đe dọa con bé, nếu nó không nghe lời thì hắn sẽ giết cả gia đình chúng tôi. Hắn còn không cho chúng tôi gọi cảnh sát, nếu chúng tôi gọi thì cả nhà tôi sẽ bị hắn giết. Ông già đứng bên cạnh nói thêm vào. Hoàng Thiên càng nghe càng tức, xem ra cha của Đinh Toàn cũng không phải hạng gì tốt đẹp. Loại chuyện táng tận lương tâm như vậy mà lão ta cũng có thể làm được. Ông bà đừng buồn, tôi sẽ cứu con gái của ông bà ra. Hoàng Thiên an ủi cặp vợ chồng già. Cặp vợ chồng già nghe vậy thì vô cùng phấn khởi. Họ định dập đầu lại Hoàng Thiên nhưng đã bị anh ngăn lại. Cùng lúc đó, cánh cửa nhà họ Đinh cuối cùng cũng mở ra. Đại ca của hội sói điên có khác, ngôi nhà của ông ta rất hoành tráng, rộng đến hàng nghìn mét vuông. Ngôi biệt thự đứng riêng một mình một khu, kín cổng cao tường, sân vườn rộng lớn khiến nó trông giống như một nhà tù. Đinh Mạnh bắt buộc phải xây nhà như thế vì ông ta có quá nhiều kẻ thù trong giang hồ,
ông ta cũng làm quá nhiều việc xấu nên trong lòng bao giờ cũng lo lắng sợ hãi. Nhìn thấy cửa nhà họ Đinh mở ra, Hoàng Thiên sải bước đi tới. Tiêu Tấn và anh Phó đứng hai bên trái phải của Hoàng Thiên, dẫn anh em vào cùng Hoàng Thiên. Ra mở cửa là hai tay chân trong hội sói điên. Hai kẻ đầu rơi mắt chuột này lấm lét quan sát tình hình phía bên ngoài, không dám có động tĩnh gì. Đại ca của anh đâu? Bảo ông ta ra đây. Tiêu Tấn hét lên với hai tên tay chân của hội sói điên. Hai kẻ đó không dám đáp lại mà chỉ đứng ở đó như trời trồng, có chăng bọn chúng chỉ dám quay đầu lại nhìn. Ai lại mạnh miệng như thế? Tiêu Tấn vừa dứt lời thì một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, mặc bộ áo dài nam kiểu xưa đi từ trong ra. Phía sau người đàn ông kia có hơn chục thanh niên tay cầm kiếm và gậy gộc. Tất cả trông đều vô cùng hung dữ. Hoàng Thiên chưa từng nhìn thấy Đinh Mạnh nhưng Tiêu Tấn và anh Phó thì rất quen thuộc với người này. Tất cả bọn họ đều là người của giới lưu manh trong thế giới ngầm của thành phố Bắc Ninh này nên dĩ nhiên là biết nhau. Nếu là trước đây, Tiêu Tấn và anh Phó còn trò chuyện vài câu với Đinh Mạnh vì dù sao nước sông cũng không phạm nước giếng. Nhưng giờ đây, Tiêu Tấn và anh Phó đã coi Đinh Mạnh là kẻ thù không đội trời chung rồi. Đinh Mạnh, ông vẫn còn dám ló mặt ra đây à? Tiêu Tấn nhìn Đinh Mạnh chằm chằm rồi lạnh lùng nói. Đinh Mạnh vẫn tỏ ra bình tĩnh, uy phong đầy mình. Không hổ danh là ông trùm của hội sói điên, cho dù lâm vào tình huống khó khăn cỡ nào cũng vẫn có thể bình tĩnh, thản nhiên như thế. Ha ha, tôi là ai chứ? Hóa ra là Tiêu Tấn và anh Phó đang ở đây. Sao Lão Việt không tới? Đinh Mạnh cười nhạt, ông ta không hề bị Tiêu Tấn và anh Phó làm cho sợ hãi. Khi Đinh Mạnh vừa nhắc đến Lão Việt, Tiêu Tấn và anh Phó đã không kìm được lửa giận. Hai người bọn họ đều do Lão Việt nâng đỡ, có thể nói nếu không có Lão Việt thì sẽ không có hai người bọn họ của ngày hôm nay. Bây giờ Lão Việt đã bị súng bắn trọng thương, Tiêu Tấn và anh Phó làm sao có thể không tức giận được. Ông còn dám nhắc tới đại ca của bọn tôi à? Ông hỏi con trai ông xem nó đã làm chuyện tốt gì rồi. Tiêu Tấn tức giận nói. Đinh Mạnh thực sự không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì. Ông ta vừa đưa Grusen tới thành phố Bắc Ninh để đối phó với Hoàng Thiên và Lã Việt nhưng ông ta hoàn toàn không biết chuyện Đinh Toàn dẫn Grusen đi ra tay trước. Con trai của tôi làm sao vậy? Ha ha, tôi nói này Tiêu Tấn, cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo với tôi. Đinh Mạnh thờ ơ, nở một nụ lạnh lùng với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn thấy Đinh Mạnh kiêu ngạo như vậy thì rất tức giận. Đinh Mạnh, ông giao con trai của ông và gã Grusen kia ra đây ngay lập tức. Nếu không, hội sói điên sẽ biến mất khỏi cái đất Bắc Ninh này ngay đấy. Tiêu Tấn hét lên. Ha ha ha, Tiêu Tấn, cậu còn chưa tỉnh ngủ à? Ngay cả Lã Việt là đại ca của cậu còn không dám nói với ta những lời như thế. Cậu tưởng hội sói điên bọn tôi là bùn nặn thành à? Đinh Mạnh cười to. Hoàng Thiên không có tâm trạng để đôi co với Đinh Mạnh. Nếu như lão cáo giả Đinh Mạnh đã ra đây thì mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cứ khống chế hắn trước thì không sợ Đinh Toàn và Grusen không xuất hiện. Đinh Mạnh, ông nói đúng lắm. Hội sói điên các ông chả là cái đếch gì trong mắt bọn này cả. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Mạnh, trầm giọng nói. Đinh Mạnh đã chú ý tới Hoàng Thiên từ lâu. Tiêu Tấn và anh Phó đứng hai bên trái phải của Hoàng Thiên, rõ ràng trong ba người họ Hoàng Thiên mới là đại ca. Thằng danh con này là ai vậy? Sắc mặt Đinh Mạnh tối lại, ông ta nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên. Ha ha, một hồi mới biết hóa ra cậu là Hoàng Thiên. Ta đang muốn tìm cậu đấy. Đinh Mạnh cười gắn. Tuy ăn nói mạnh miệng nhưng Đinh Mạnh cũng không dám hành động hấp tấp. Anh em trong hội sói điên không hề ít nhưng bọn họ lại không có mặt ở đây. Trong tay Đinh Mạnh bây giờ chỉ còn mười mấy người để canh giữ nhà. Hoàng Thiên không muốn nói nhảm với Đinh Mạnh. Anh liền xua tay, bỏ hết những thứ kia xuống. Rõ. Tiêu Tấn và anh Phó đều đang đợi lệnh của Hoàng Thiên. Bọn họ ngay lập tức dẫn người xông vào bên trong. Đinh Mạnh hơi hoảng sợ, lúc nãy ông ta còn tưởng rằng Hoàng Thiên chỉ là đem người tới giàn trận bao vây. Chỉ cần thương lượng với anh ta là xong vì dù sao đại ca của hội sói điên này cũng không phải là người dễ dây vào. Nhưng bây giờ ông ta mới phát hiện ra hóa ra mọi thứ không giống như trong tưởng tượng. Hoàng Thiên thật sự đem người của Lã Việt tới làm lớn chuyện. Các anh dám à? Đừng tưởng đi theo Lã Việt là ghê gớm lắm, tôi đây không sợ Lã Việt đâu. Đinh Mạnh tức giận gầm lên. Tiêu Tấn và anh Phó không quan tâm đến những gì Đinh Mạnh nói, Hoàng Thiên đã ra lệnh và bọn họ chỉ biết làm theo.
Đám tay chân hàng chục người của Đinh Mạnh xông lên nhưng vừa phản kháng thì đã bị đám người của Hoàng Thiên đánh gục ngay lập tức. Khóe miệng của Đinh Mạnh cũng bị đánh đến bật máu, ông ta cũng chịu vài cú đá từ phía bên kia nên cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa. Tiêu Tấn và anh Phó vặn cánh tay của Đinh Mạnh rồi đưa ông ta đến trước mặt của Hoàng Thiên. Tay chân của Đinh Mạnh bị đánh ngã nằm trên đất, lồm cồm không bò dậy được. Có hai tên đứng dậy được nhưng cũng không dám ra tay vì dù sao nằm yên ở đó vẫn an toàn hơn. Hoàng Thiên nhìn Đinh Mạnh đang ở trước mặt, trong mắt anh lửa giận bùng lên dữ dội. Đinh Mạnh bị vặn tay, bắt phải đứng trước mặt Hoàng Thiên, trong lòng ông ta thấy không phục. Lăn lộn nhiều năm như vậy, thực lực và địa vị của Đinh Mạnh ở thành phố Bắc Ninh này chỉ đứng sau có Lã Việt, ông ta cũng là một nhân vật có tiếng trong giới ngầm ở đây. Vậy mà hôm nay lại nhục nhã như vậy. Đứng trước cửa nhà mình mà vẫn bị đánh lại, còn bị vặn ngược tay lại như thế nữa. Đinh Toàn thấy nhục nhã vô cùng. Hoàng Thiên, mày dám làm như vậy với tao à, mày cứ chờ đấy. Đinh Mạnh nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm lên với Hoàng Thiên. Ha ha, tôi chờ ông đấy, xem ông có thể làm được gì. Hoàng Thiên cười lạnh rồi nói với Đinh Mạnh. Giết cả nhà mày. Ánh mắt hung ác của Đinh Mạnh nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, rít lên mấy từ kia từ trong kẽ răng. Đột nhiên, vẻ sát khí hiện lên trên mặt Hoàng Thiên. Điều anh không thể chịu đựng được nhất chính là có kẻ dám đe dọa đến gia đình anh. Ông quả thật quá ngu ngốc khi dám uy hiếp tôi, Hoàng Thiên bình tĩnh nói rồi tát vào khuôn mặt già nua của Đinh Mạnh hàng chục cái tát. Âm thanh vang lên không dứt, Hoàng Thiên càng tát càng mạnh. Anh đánh tới mức Đinh Mạnh phải kêu ra tiếng mán luôn. Đinh Mạnh muốn chống lại nhưng hoàn toàn bất lực, cánh tay của ông ta bị vặn chặt nên chỉ còn nước chịu đánh. Hoàng Thiên, đồ khốn nạn, mày có biết mày đang làm gì không? Mày đang tìm cái chết đấy. Đinh Mạnh vẫn không chịu khuất phục, lớn tiếng mắng chửi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đánh lão già Đinh Mạnh vẫn chưa phục kia, càng đánh anh càng tức giận, cuối cùng anh tháo một chiếc giày ra. Mày định làm gì? Đinh Mạnh cảm thấy sắp sửa có chuyện không hay sắp xảy ra. Cuối cùng ông ta cũng không thể kiêu ngạo được nữa mà kinh hãi nhìn Hoàng Thiên. Làm gì à? Giết chết ông. Hoàng Thiên hét lên rồi cầm đôi giày lên, dùng đế nện mạnh vào mặt Đinh Mạnh. Bốp 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 bốp, Hoàng Thiên dùng lực rất mạnh, hơn nữa còn cầm cái đế giày mà đánh. Chỉ một lúc sau, Đinh Mạnh đã rụng 5-6 cái răng. Mồm Đinh Mạnh đầy máu, ông ta nhổ máu trong miệng ra, kèm theo đó là 6 cái răng cùng một lúc. Không phải ông không phục à, máu sói của ông không phải ghê gớm lắm à, hôm nay tôi sẽ đánh đến khi ông phục thì thôi. Lửa giận của Hoàng Thiên bốc lên, anh chửi mắng Đinh Mạnh rồi lại đánh ông ta thêm một trận nữa. Đinh Mạnh thật sự quá thảm, ngoại trừ 4 chiếc răng cửa ra thì toàn bộ những chiếc răng khác đều đã rụng hết, hai bên má còn bị xé toạc. Mấy tên tay chân của hội sói điên vô cùng sợ hãi, chỉ dám bò trên mặt đất, thậm chí còn không dám thở mạnh. Thường ngày bọn chúng đều vô cùng hung dữ, ra tay độc ác. Nhưng đến hôm nay, tất cả bọn chúng đều bị cách ra tay tàn độc của Hoàng Thiên làm cho kinh hãi. Mẹ nó, nếu bàn đến độ tàn nhẫn thì cả một đám bọn mình cũng không qua mặt được Hoàng Thiên. Đúng vậy, ra tay quá độc ác. Anh Lưu, anh nghĩ tên Hoàng Thiên kia có đánh chúng ta như thế không? Mấy tên tay chân của hội sói điên nằm bò trên mặt đất, ôm đầu, khẽ lẩm bẩm. Bọn chúng thật sự sợ rằng Hoàng Thiên cũng sẽ đánh bọn chúng như vậy. Đinh Mạnh thật sự không thể chịu được nữa, ngay cả khi ông ta mình đồng ra sát thì cũng không thể chịu nổi kiểu cú đánh liên hoàn như thế. Đừng đánh nữa. Hoàng Thiên, tôi không chịu nổi nữa rồi. Mồm mép Đinh Mạnh như có gió lùa vào, ông ta lớn tiếng cầu xin Hoàng Thiên tha mạng. Ông nói tôi đừng đánh nữa là tôi phải nghe theo lời ông không đánh nữa. Vậy mặt mũi của tôi biết để đâu? Hoàng Thiên lạnh lùng nói rồi tát thêm vài cái nữa. Đừng, anh Thiên, anh bao dung đại lượng, xin anh đừng đánh tôi nữa. Đinh Mạnh nói vội vàng. Nếu như ông cứ cứng đầu đến cùng với tôi thì có lẽ tôi còn kính trọng ông, coi ông như một anh hùng thực sự. Hoàng Thiên vừa đánh vừa nói. Thật sự Đinh Mạnh không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng ông ta nghe Hoàng Thiên nói vậy thì lại tỏ ra vẻ cứng rắn, con mẹ nó, mày đánh tao tiếp thì tao liều mạng với mày. Ha ha, ông dám hoành hoang với tôi như thế à? Xem ra tôi vẫn chưa đánh đủ rồi, ông vẫn còn chưa phục phải không? Hoàng Thiên phá lên cười, tay anh vẫn không ngừng lại. Tiếp tục Đinh Mạnh thật mạnh. Chiếc giày da này trong một chốc mà đã đánh Đinh Mạnh được hơn 100 cái. Đinh Mạnh khóc rưng rức. Đúng vậy,
đường đường là ông trùm máu mặt của hội sói điên mà bị Hoàng Thiên dùng đế giày đánh đến mức khóc lóc tèm lem. Cũng không thể trách Đinh Mạnh không giữ được thể diện, bị đánh như vậy thì ai có thể chịu được cơ chứ? Nhìn lại Đinh Mạnh, ông ta đúng là bị đánh cho thảm hại. Hai lỗ mũi chảy máu, miệng bị đánh đến lệch đi, hai bên mặt sưng lên như hai ngọn núi. Mặt ông ta bây giờ như quả dưa lật ngược, đầu nhỏ đuôi to. Anh Thiên, anh đừng đánh nữa. Tôi cầu xin anh, tôi chịu không nổi nữa rồi. Đinh Mạnh khóc lóc thảm thiết và hoàn toàn chịu thua Hoàng Thiên. Tiêu Tấn và anh Phó ngơ ra nhìn, bọn họ không ngờ là Hoàng Thiên lại tàn nhẫn như vậy. Mấy tay chân của Lão Việt đứng gần đó cũng mắt chữ O mồm chữ A, không ai nghĩ rằng Hoàng Thiên lại ra tay đánh người mạnh như thế. Bác trai, bác gái, hai người lại đây. Hoàng Thiên quay lại gọi đôi vợ chồng già vào. Hai người họ không dám đến gần nhà họ Đinh nhưng bây giờ Hoàng Thiên đang có ở đây nên bọn họ mới dám bước vào. Nhìn thấy bộ dạng của Đinh Mạnh sau khi bị Hoàng Thiên đánh, đôi vợ chồng già vừa thở phào vừa sợ hãi, cả kinh đến mức không dám nói gì. Ông Mạnh, ông có biết bọn họ không? Hoàng Thiên chỉ vào cặp vợ chồng già và hỏi Đinh Mạnh. Đinh Mạnh ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng ông ta cũng biết tại sao Hoàng Thiên lại đánh ông ta mạnh như vậy. Sao có thể không biết được, con gái của đôi vợ chồng này đã bị ông ta bắt giữ mấy ngày nay hôm nay. Hai ngày trước, cặp vợ chồng già này còn đến đòi ông ta trả lại con gái nhưng ông ta đã đuổi họ ra ngoài. Tôi biết, Đinh Mạnh nhỏ giọng đáp. Ông biết phải làm thế nào chưa? Hoàng Thiên hỏi Đinh Mạnh. Tôi biết rồi. Đinh Mạnh gật đầu lia lịa, sau đó quay đầu nói với tên tay chân đang bò trên mặt đất, anh Lục, mau đưa cô Mẫn ra đây để trả lại cho hai người bọn họ. Tên tay chân tên là anh Lục của hội sói điên không nằm sấp ra nữa mà đứng dậy trở về biệt thự. Không bao lâu sau, cô gái tên Mẫn kia được đưa ra ngoài. Hoàng Thiên liếc nhìn cô gái kia, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, dáng người rất chuẩn nhưng ánh mắt lúc này lại đờ đẫn, bộ dạng chán nản không thiết gì nữa. Mẫn ơi! Con gái! Hai vợ chồng già khóc nức lên đầy đau đớn rồi ôm chầm cô con gái vào lòng. Cô gái biết rằng mình vừa thoát khỏi móng vuốt của quỷ. Cô tựa vào đầu cha mẹ rồi khóc òa lên. Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng càng thêm tức giận. Bốp! Hoàng Thiên dùng đế giày đánh lên đầu Đinh Mạnh, chỗ bị đánh rách toác ra. Mẹ nó, xem chuyện tốt mà ông đã làm, Hoàng Thiên tức giận hét lên. Đinh Mạnh thật sự muốn chết quách đi cho rồi. Ông ta bị Hoàng Thiên hành hạ ra như thế này, không chỉ đau đớn mà thể diện của ông ta cũng mất sạch rồi. Sau này ông A còn có mặt mũi nào để lăn lộn tiếp ở cái thành phố Bắc Ninh này đây? Mau cúi đầu trước ân nhân đi con. Bà cụ kéo tay con gái, định quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhanh chóng đỡ cô gái dậy và nhẹ giọng nói với cô mau về nhà với bố mẹ cô đi. N nhân, sau này tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh. Cô gái nhớ kỹ vẻ ngoài của Hoàng Thiên, cúi đầu chào anh rồi cùng cha mẹ rời đi. Hoàng Thiên không muốn cô phải trả ơn cho anh. Anh đã xử lý Đinh Mạnh xong xuôi rồi, bây giờ anh chỉ nghĩ tới Đinh Toàn và Grusen thôi. Bây giờ Hoàng Thiên đã cảm nhận được rằng Đinh Toàn và Grusen nhất định không có ở nhà. Nếu bọn chúng có ở nhà thì nhất định không để yên như vậy. Đinh Mạnh, ông muốn sống nữa không? Hoàng Thiên nhìn Đinh Mạnh rồi lạnh lùng hỏi. Đinh Mạnh đã mất đi tôn nghiêm của người đứng đầu hội sói điên. Ông ta gặp phải Hoàng Thiên, phải chịu những chuyện như thế này rồi nên ông ta không còn dám điên cuồng nữa. Đương nhiên là tôi muốn sống tiếp rồi. Anh Thiên, anh có điều kiện gì thì cứ nói ra đi, nếu tôi làm được thì tôi nhất định sẽ làm. Đinh Mạnh nhanh chóng thương lượng với Hoàng Thiên. Ha ha, ông khúm núm như vậy mà còn đòi làm đại ca à? Hoàng Thiên chế nhạo. Đúng, đúng, những gì anh dạy đều đúng cả. Khi về rồi tôi nhất định sẽ giải tán hội sói điên. Cứ cái gì hay thì Đinh Mạnh sẽ nói cái đó. Ông ta chỉ muốn qua được cửa ải ngày hôm nay thôi. Rồi sau này sẽ tìm cơ hội báo thù Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết loại người như ông ta không đáng tin. Lúc này anh mới cười lạnh rồi nói với Đinh Toàn, thả ông đi cũng được nhưng ông phải nói cho tôi biết con trai ông và Grusen đang ở đâu. Khuôn mặt Đinh Mạnh đầy vẻ ép buộc, ông ta há hốc mồm đứng đó nhưng từ đầu đến cuối không hé ra một lời. Hoàng Thiên đánh người mạnh tay như thế nào ông ta cũng biết được rồi. Dĩ nhiên ông ta không muốn con trai mình cũng bị đánh kiểu này. Không muốn nói à? Hoàng Thiên cười lạnh rồi lắc lắc đôi giày ra trong tay. Không, không, anh Thiên, tôi sẽ nói. Nói, con trai tôi không có ở nhà,
tôi cũng không biết nó đi đâu nữa. Đỉnh Mạnh nói với vẻ không tự tin. Không biết à, hừ, tôi nghĩ một lát nữa thì ông sẽ biết thôi. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng rồi lại cầm chiếc giày lên. Ai đừng, đừng đánh nữa. Hoàng Thiên, anh đừng đánh tôi nữa. Đinh Mạnh kêu gào ầm, tiếng kêu vang lên đầy thất thanh. Hoàng Thiên chưa kịp làm gì mà ông ta đã sợ hãi như vậy rồi. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Điều đó làm cho Hoàng Thiên kinh ngạc vô cùng. Anh cầm chiếc giày trong tay rồi nhìn về phía Đinh Mạnh. Giờ đây Đinh Mạnh chẳng khác nào một con lợn đang vùng vẫy, la hét thất thanh khi sắp bị người ta đem đi giết thịt. Ông ta đúng là sợ đến mất mật rồi. Đừng nhúc nhích nữa, ông còn nhúc nhích nữa thì cánh tay của ông sẽ gãy đấy. Tiêu Tấn và anh Phó vặn chặt cánh tay Đinh Mạnh, không cho ông ta di chuyển nữa. Không đánh ông thì cũng được thôi. Nói đi, con trai của ông và gã Grusen kia đang ở đâu? Hoàng Thiên vỗ vỗ vào mặt Đinh Mạnh rồi hỏi ông ta. Đinh Mạnh lắc đầu nguầy nguậy, dùng hết sức nói, tôi không biết, tôi thực sự không biết. Ông thật sự không biết. Ngữ khí trong giọng nói của anh dần trở nên lạnh lùng, anh lại lắc lắc chiếc giày ra trong tay. Bây giờ Đinh Mạnh sợ nhất chính là trò đùa này. Ngoại trừ 4 cái răng cửa, chiếc giày này đã lấy đi hết số răng còn lại của ông ta. Cảm giác này cứ như đang ở trong địa ngục vậy. Thật mà, tôi thực sự không biết. Anh Thiên, lâu lắm rồi con trai tôi và Grusen không về nhà. Thế nên tôi cũng không biết bọn chúng đã đi đâu. Đinh Mạnh lắp bắp giải thích cho Hoàng Thiên. Đương nhiên, Hoàng Thiên không thể dễ dàng tin tưởng Đinh Mạnh được. Anh cười lạnh và nắm lấy cổ áo của Đinh Mạnh. Đối với Đinh Mạnh, nụ cười của bây giờ của Hoàng Thiên thực sự quá đáng sợ. Ông ta thật sự không biết Hoàng Thiên sẽ tiếp tục hành hạ mình như thế nào. Thật ra Hoàng Thiên không muốn phải hành hạ ông ta nhưng anh bắt buộc phải biết được tin tức của Đinh Toàn từ miệng của cha hắn. Vì Hoàng Thiên biết rằng tên Đinh Toàn này chính là một mối hiểm họa rình rập, nếu anh giữ nó lại thì đúng là giữ lại một quả bom hẹn giờ. Cha, cái miệng của ông cũng chặt nhỉ. Vậy tôi chỉ có thể thử rồi. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Đinh Mạnh lại khóc, ông ta bị dọa cho sợ thật rồi. Anh Thiên, anh định thử cái gì? Đinh Mạnh nhăn nhó mặt mày hỏi Hoàng Thiên. Thử xem mồm của ông cứng hơn hay giày của tôi cứng hơn. Hoàng Thiên nói rồi nhặt chiếc giày của mình lên, quật cho Đinh Mạnh vài phát. Đinh Mạnh thật sự không còn thiết tha gì nữa, hôm nay đúng là ngày ông ta bị ăn đòn mà, ông ta đã bị Hoàng Thiên đánh cho hơn 100 phát rồi. Ông ta sợ rằng đêm nay mình sẽ bị Hoàng Thiên đánh cho chết mất. Hoàng Thiên đánh vài phát, thấy Đinh Mạnh ngoài kêu gào ầm ra thì ánh mắt vẫn kiên định, hình như ông ta định rắn miệng đến cùng. Lúc này Tiêu Tấn mới nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, tôi nghĩ ông ta thật sự không biết tung tích của con trai mình đâu. Nếu không, ông ta làm sao có thể chịu được giày vò như thế này? Nếu biết thì ông ta đã nói ngay rồi. Đúng vậy đó anh Thiên, tôi nghĩ anh có đánh ông ta thêm nữa thì cũng vô dụng. Cho dù anh giết ông ta thì ông ta cũng không biết. Anh Phó cũng lắc đầu tỏ ra hết cách rồi. Hoàng Thiên nghe xong thì cười nhạt, anh nói với Tiêu Tấn Tần và anh Phó. Các anh thật sự quá coi thường lão già này rồi. Ông ta là một người vô cùng cứng đầu. Nói xong, Hoàng Thiên vỗ vai Đinh Mạnh và cười. Ông Mạnh, tôi phát hiện ra hóa ra ông đúng là người cứng mồm cứng miệng. Nói thật cho ông biết, tối nay tôi nhất định phải tìm ra con trai của ông và Grusen. Nếu như ông còn cứng mồm cứng miệng nữa thì tôi sẽ đánh chết ông thật đấy. Đinh Mạnh liếc nhìn Hoàng Thiên nhưng lần này ông ta hoàn toàn im lặng, cũng không thèm nhìn Hoàng Thiên một cách tử tế. Dám chơi bài cứng với tôi à? Hoàng Thiên thấy vậy thì không khỏi điên lên. Để tên Đinh Toàn ở bên ngoài thêm một phút nào thì mọi người xung quanh anh vẫn có thể bị hắn làm hại. Bây giờ Đinh Mạnh còn dám cứng cổ với Hoàng Thiên như vậy. Anh không thể tha cho ông ta được. Ha ha, tôi mới phát hiện ra đại ca Mạnh đây chỉ còn có 4 cái răng cửa, như vậy trông không cân đối chút nào. Hoàng Thiên phá lên cười rồi nhìn chăm chăm vào 4 chiếc răng cửa của Đinh Mạnh. Như vậy sao được? Tim của Đinh Mạnh đập thình thịch, suýt chút nữa thì bị nhồi máu cơ tim. Ông ta chỉ còn lại có 4 cái răng cửa này thôi, ông ta cũng chỉ mong còn ăn được cơm bằng 4 cái răng này. Lẽ nào Hoàng Thiên định đánh gãy nốt 4 cái răng này hay sao? Đinh Mạnh càng ngày càng hận Hoàng Thiên nhưng lớn hơn cả nỗi hận là nỗi sợ hãi. Hoàng Thiên, anh đừng có quá đáng. Anh phải biết con run xéo lắm cũng quan, đại ca như tôi đây không phải là dễ chọc vào đâu. Đinh Mạnh hét lên với Hoàng Thiên nhưng giọng ông ta lại tràn đầy vẻ run rẩy sợ hãi. Vẻ cứng rắn bên ngoài chỉ là giả vờ. Hoàng Thiên không vội vàng,
anh nhìn Đinh Mạnh và nói, sao đại ca Mạnh lại đem mình so sánh với Jun? Ông là sói chúa mới phải chứ, là một sói chúa rất lợi hại. Anh biết vậy là tốt, anh thả tôi ra thì tối nay coi như chưa từng có chuyện gì, anh thấy sao? Đinh Mạnh lấy lại ít sức mạnh cho mình, ông ta thực sự cho rằng Hoàng Thiên e ngại thực lực của mình nên mới vừa nói cứng vừa nói mềm để lừa Hoàng Thiên. Bốp, Hoàng Thiên không nói thêm lời nào mà cầm chiếc giày da trong tay lên quật vào mồm Đinh Mạnh. Á! Đinh Mạnh kêu lên thảm thiết và há mồm nhổ ra hai chiếc răng cửa ở hàm trên. Đừng đánh nữa. Tôi nói hết. Nước mắt và nước mũi của Đinh Mạnh chảy ra ròng ròng. Ông ta thấy Hoàng Thiên Vân định đánh tiếp thì cuối cùng ông ta cũng phải khuất phục.